Làm càn, không được vô lễ với khách quý. Lạc Kiến Hồng tiến lên nói. Là các chủ trở về. Nhìn thấy Lạc Kiến Hồng, đệ tử Nhật Sát Các lập tức hành lễ. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua. Vừa rồi có mấy đạo khí thức mịt mờ trong Nhật Sát Các đảo qua. Xem ra bên trong Nhật Sát Các cũng không thiếu siêu cấp cường giả. Ánh mắt khẽ biến đổi, Lục Lâm Thiên lập tức theo Lạc Kiến Hồng đi vào trong Nhật Sát Các, đương nhiên hắn muốn quan sát vô số kiến trúc to lớn kia. Lúc này có không ít khí tức cường hãn đảo qua khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Thân là một trong tứ các tứ đảo, Nhật Sát Các này quả thực có chút bất phàm. Thời gian trôi qua, trên biển ở chung quanh thiên đảo sương mù đã bắt đầu bao phủ toàn bộ bầu trời hải vực. Ngay cả cường giả Vũ Vương, Linh Vương cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt vài chục thước. Mau nhìn, người của Nhật Sát Các tới. Hoàng hôn, trong bầu trời đột nhiên có vô số yêu thú phi hành khổng lồ bay tới mang theo một cỗ khí thế kinh người khiến cho mọi người không khỏi nhìn lên. Đây chính là người của Nhật Sát Các. Người của Nhật Sát Các đến rồi, ngày mai thiên đảo sẽ mở ra. Rốt cuộc linh trì trong thiên đảo cũng sắp mở ra. Trong núi non truyền ra từng tiếng nghị luận, tất cả đều vô cùng chờ mong linh trì trong thiên đảo mở ra. Ngày mai thiên đảo sẽ mở ra, nhớ kỹ, không được phân tán. Lục Tâm Đồng chu miệng, nhíu mày, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng nói. Nơi này có không ít trận pháp thiên nhiên, rất dễ lạc đường. Sợ rằng trên người của người Nhật Sát Các có địa đồ. Nếu như để người Nhật Sát Các đi vào trước thì chúng ta sẽ không thể thu được chân linh thánh quả. Nghe Lục Tâm Đồng nói vậy, ánh mắt đám người Tiểu Long, Dương Quá biến đổi. Từ trong tin tức mấy ngày nay mọi người nghe ngóng được mà nói, bên trong thiên đảo còn có không ít nguy hiểm. Trong đó nếu như gặp phải một ít trận pháp thiên nhiên thì sẽ phiền phức lớn. Không ít người thậm chí còn suy đoán, người của Nhật Sát Các có địa đồ, cho nên mỗi lần người thu được chân linh thánh quả nhiều nhất là người của Nhật Sát Các. Quả thực bọn họ chiếm được không ít tiện nghi. Sợ cái gì, còn có ta ở đây. Tiểu Long nhíu mày, cực kỳ tự tin nói. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải đi ra. Trên đường đi tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Dương Quá nhìn mọi người rồi nói. Mà dưới sự chờ mong của mọi người, một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, khi tia sáng đầu tiên từ phía chân trời xuất hiện. Một đám ánh sáng chiếu xuống hải vực cắt ngang sương mù dày đặc chung quanh mang theo một tia quang mang nhàn nhạt. Mà lúc này hầu như trong nháy mắt có không ít ba động kinh người phát ra. Không ít người bắt đầu đứng dậy. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá cảm nhận mấy cỗ khí tức này không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới chân linh thánh quả này lại hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Lần này người tới đây quả thực không ít, sợ rằng tới lúc đó không tránh khỏi tranh chấp. Siêu siêu. Không ít thân ảnh lúc này bắt đầu đứng lên trên ngọn núi, chiếm vị trí có lợi nhất, gần thiên đảo nhất, tránh cho người khác nhanh chân tới trước. Bốn người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, cũng rời khỏi nơi đặt chân vừa rồi đi tới một chỗ cao hơn. Nơi này vừa vặn có thể nhìn về phía trước, hải vực mênh mông phía trước lúc này đã bị sương mù dày đặc hoàn toàn bao phủ. Ở bốn phía có vô số bóng người xuất hiện, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú về phía thiên đảo. Sợ rằng một khi thiên đảo mở ra sẽ có vô số người ào ào tiến vào, ai cũng không muốn bị kẻ khác bỏ lại phía sau. Lục Tâm Đồng đưa mắt đảo qua chung quanh, ánh mắt thoáng dừng lại một số vị trí, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Chỉ cần khẽ đảo qua một chút nàng lập tức phát hiện ra một vài Vũ Vương và Linh Vương, thực lực đạt tới ngũ trọng cũng có một người Vũ Vương. Xem ra lần này sẽ khó tránh khỏi tranh chấp. Lục Tâm Đồng khẽ nói, nơi này nhiều người như vậy. Nếu muốn thu được chân linh thánh quả mà nói, sợ rằng cuối cùng sẽ phải tranh chấp kịch liệt. Lúc này trên bầu trời đột nhiên xảy ra ba động rất nhỏ, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía trước. Không gian tràn ngập sương mù bắt đầu ba động từng đợi. Trong sự chờ đợi của mọi người, rốt cuộc thiên đảo cũng mở ra. Siêu siêu. Sương mù cuồn cuộn, hải vực phía dưới cuộn trào mãnh liệt tạo thành âm hưởng đinh tai nhức óc. Sóng biển ba động ngày càng kịch liệt. Một cỗ khí thế kinh người bắt đầu lan tràn ra. Lúc này, trong vô số ánh mắt kia hiện lên sự nóng bỏng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, cả đám đem chân khí, linh lực trong người vận chuyển, định mau chóng tiến vào trong đó. Siêu. Sương mù tiếp tục cuồn cuộn, bốn người Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Tiểu Long, Dương Quá cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Cỗ năng lượng bàng bạc kinh khủng này giống như đang lan tràn ra chung quanh. Siêu siêu.
Không bao lâu sau, trong sương mù nồng nặc kia, kể cả hải vực cuồn cuộn phía dưới, không gian đột nhiên vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo lập tức có một thông đạo hình tròn lớn xuất hiện. Sóng biển hai bên rẽ sang hai phía lộ ra một cái thông đạo từ núi non bên này đi tới thiên đảo trước mặt. Siêu siêu. Thông đạo xuất hiện, cũng không biết từ nơi nào có trên trăm đệ tử Nhật Sát Các dẫn đầu chạy vào trong thông đạo. Tiến lên, thiên đảo mở ra rồi. Trong chốc lát, vô số bóng người chung quanh núi non mang theo ánh mắt nóng bỏng, chân khí, linh lực trên người bạo phát bắn về phía thông đạo, từng đạo khí tức kinh người không ngừng tản ra. Mọi người nghe đây, yêu thú, linh thú thất giai hậu kỳ, tu luyện giả tu vi ngoài vũ vương ngũ trọng tiến vào ghét không tha. Ở bên trong đánh chết đệ tử Nhật Sát Các ghét không tha. Mỗi người chỉ có thể thu một khỏa chân linh thánh quả, nếu dám cướp giật nhiều chân linh thánh quả hơn cũng ghét không tha. Đồng thời lúc này trong bầu trời vang lên một tiếng quát. Thật đúng là bá đạo, không ngờ lại trực tiếp không cho người khác đánh chết người của Nhật Sát Các. Tiểu Long dùng vẻ mặt khinh thường nói. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo thực lực của Nhật Sát Các mạnh đây? Lục Tâm Đồng nói. Nói xong, bốn người cũng nhanh chóng tiến vào trong thông đạo quỷ dị kia. Theo dòng người tiến vào bên trong, bốn người đi cùng một chỗ, không dám cách xa nhau. Khi bốn người đi vào thông đạo thì mới phát hiện ra bọn họ đang ở trong một ngọn núi. Ngọn núi này được sương mù che trời bao phủ, tầm nhìn hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật cách đó 50 thước mà thôi. Bóng người chung quanh hơi dừng lại một chút rồi lập tức phóng về phía trước. Chúng ta cẩn thận một chút, nơi linh chỉ tọa lạc có lẽ là ở phía trước. Chúng ta chỉ cần không đi sai hướng có lẽ không có vấn đề gì xảy ra. Lục Tâm Đồng nói. Sương mù này có chút quỷ dị, cũng quá dày đặc, nếu như đi lệch phương hướng sợ rằng ngay cả chúng ta cũng không biết được bản thân mình đã đi sai hướng. Trong mắt Dương Quá hiện lên chút lo lắng. Có ta đây thì sợ cái gì? Cho dù đám sương mù này có chút quỷ dị thì ta cũng không sợ. Tiểu Long mỉm cười, nói xong từ trong con mắt thứ ba trên mi tâm tràn ra quang mang quỷ dị. Một cỗ quỷ dị tức quỷ dị lập tức lan tràn ra, Tiểu Long quay đầu lại nói với Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Đi theo ta, đám sương mù này căn bản không ngăn được ta. Nhìn thấy mi tâm của Tiểu Long biến hóa, hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng hơi sửng sốt một chút rồi lập tức mỉm cười, đi theo sau lưng Tiểu Long. Trên Nhật Sát Các, trong một đình viện tinh xảo, bên ngoài căn phòng này chính là một vườn hoa. Bên trong vườn chứa đủ loại hoa mỹ lệ, gió khẽ thổi qua. Cả đình viện tràn ngập hương hoa nhàn nhạt khiến cho người ta có cảm yên bình. Cũng không biết vườn hoa này là do ai trồng, trong vườn cực kỳ sạch sẽ, khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Lúc này ở bên trong đình viện có không ít người ngồi đó, từ tu vi có thể nhìn thấy bên trong có một vài vũ xuất, linh xuất cấp cao, còn có hai vũ vương và linh vương. Khi Lục Lâm Thiên theo phiên hải vương Lạc Kiến Hồng tiến vào đình viện này thì ánh mắt của chục người này lập tức tập trung lên người Lục Lâm Thiên, cả đám không ngừng đánh giá. Chư vị trưởng lão, ta giới thiệu với mọi người một chút. Vị này chính là lục trưởng môn của Phi Linh Môn. Nhìn chúng trưởng lão, Lạc Kiến Hồng vừa mới đi vào đình viện lập tức nói với mọi người. Ra mắt lục trưởng môn. Chúng trưởng lão Nhật Sát Các không biết là nể mặt phiên hải vương Lạc Kiến Hồng hay là thực sự cấp mặt mũi cho Lục Lâm Thiên mà đều đứng dậy chắp tay hành lễ. Thế nhưng mọi người cũng biết thực lực của Lục Lâm Thiên này không kém, thân phận lại cao hơn bọn họ. Thực lực của Lục Thiếu Du này đối với những trưởng lão này mà nói, coi như là mấy trưởng lão Vũ Vương kia cũng không mạnh hơn Lục Thiếu Du. Người có thực lực mạnh nhất chỉ là Vũ Vương Tứ Trọng mà thôi. Không dám, chư vị trưởng lão có lễ. Lục Lâm Thiên cũng vội vã hoàn lễ, chỉ là vẻ mặt của mọi người Lục Lâm Thiên cũng đã nhìn thấy trong mắt. Mặc kệ thái độ của đám trưởng lão Nhật Sát Các này đối với hắn ra sao, dù sao đi nữa hắn cũng không thèm để ý. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên hoàn lễ, sắc mặt những trưởng lão này dường như thư thái hơn một chút. Lục trưởng môn, mời ngồi. Lạc Kiến Hồng mời Lục Lâm Thiên ngồi trên chủ vị, trường bào run lên rồi lập tức ngồi xuống cạnh đó. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh Lạc Kiến Hồng. Hạ Lan, gọi Dĩnh Nhi ra đây. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lạc Kiến Hồng lập tức nói với một nha hoàn thanh tú bên cạnh. Vâng, các chủ. Nha hoàn thanh tú lập tức đáp rồi lùi xuống. Lục trưởng môn là linh vũ song tu, quả thực khiến cho ta mở mắt. Có lẽ lục trưởng môn sẽ có biện pháp chữa cho thể chất trời sinh của Dĩnh Nhi nhà ta.
Một linh vương tam trọng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ý tứ bên trong lời nói không biết là khen hay là mượn cơ hội đả kích nhân vật trẻ tuổi phong vân này. Mọi người đều biết, thể chất của tiểu thư là trời sinh, vốn không thể chữa trị. Sau khi sinh ra không lâu, các thái thượng trưởng lão đều đã xuất thủ qua, phí không ít khí lực mới đưa tiểu thư từ quỷ môn quan đoạt lại một cái mạng. Thế nhưng bởi vì có liên quan đến thể chất cho nên tiểu thư không thể tu luyện, mấy năm nay tiểu thư đều dựa vào đan dược mà sống sót. Ngay cả mấy thái thượng trưởng lão cũng bất lực, dù sao bên trong thái thượng trưởng lão cũng không thiếu siêu cấp cường giả linh giả, cả đám đều có thực lực bất phàm. Thế nhưng trên phương diện cứu người chữa thương mà nói, cũng không thể nói thực lực càng mạnh thì càng lợi hại. Mấy năm nay Nhật Sát Các cũng đã mời tới không ít cường giả linh đạo, thế nhưng vẫn không có cách nào. Thể chất của tiểu thư là trời sinh, căn bản không có biện pháp trị liệu. Các chủ cũng đã nói có không ít cường giả cũng bó tay, bản thân ta không dám bêu xấu. Chỉ là Lạc các chủ đã mở miệng ta cũng chỉ mặt dày tới xem một phen mà thôi, cũng chỉ có thể cố hết sức. Ý tứ trong lời đám trưởng lão này Lục Lâm Thiên chỉ cần đưa mắt nhìn qua là hiểu, trong lòng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện cứu người chữa thương quả thực không phải là sở trường của hắn. Lục trưởng môn khách khí, tận lực là được rồi. Dù sao đây cũng là trời sinh a. Lạc Kiến Hồng nói rồi thở dài. Hắn thân là người đứng đầu Nhật Sát Các thế nhưng đối với thể chất trời sinh của nữ nhi lại hoàn toàn không có cách nào. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trong lòng hắn cũng chỉ có thể than thở. Ra mắt phụ thân, ra mắt chư vị trưởng lão. Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm thanh thúy, dễ nghe. Lục Lâm Thiên dưa mắt nhìn lại, ở bên ngoài của hiện tại, nha hoàn Thanh Tú vừa mới rời đi kia lúc này đang nâng một nữ tử áo xanh đi tới. Nữ tử này cao gầy, bộ y phục màu xanh trên người bao phủ thân thể động lòng người, duyên dáng của nàng. Khi Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về nữ tử này, ánh mắt lập tức đình trệ. Nữ tử này dáng vẻ 25-26 tuổi, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng không coi là mỹ nữ khiến cho thiên địa thất sắc, chỉ là cũng tuyệt đối được coi là đại mỹ nhân. Bộ dáng này cực kỳ tương tự với Nhan Kỳ, có vẻ thanh thuần, chỉ là sắc mặt của nữ tử này tái nhợt vô cùng đáng sợ, toàn thân giống như không có chút máu nào, bộ dáng bệnh tật, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt. Dĩnh Nhi, mau tới ra mắt Lục trưởng môn. Nhìn thấy nữ nhi xuất hiện, trong ánh mắt kiên nghị của Lạc Kiến Hồng hiện lên sự đau lòng. Nữ nhi chịu dằn vặt 20 mấy năm qua, người làm cha như hắn lại không giúp được gì. Nghĩ tới nửa cuộc đời anh hùng của mình lại không có cách nào giúp được nữ nhi, chăm sóc tốt cho nó, thậm chí ngay cả khiến cho nữ nhi có một cuộc sống như người bình thường cũng không được. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại thầm cảm thán một phen. Vị này hẳn là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, Lục Lâm Thiên Lục trưởng môn đúng không? Tiểu nữ Lạc Dĩnh có lễ, ra mắt Lục trưởng môn. Nữ tử Thanh Tú này nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên cười nhợt nhạt, dường như đã nghe qua tên tuổi Lục Lâm Thiên. Lạc cô nương có lễ. Lục Lâm Thiên hoàn lễ, ánh mắt vẫn luôn tỉ mỉ đánh giá trên người Lạc Dĩnh này, sắc mặt bắt đầu có chút biến hóa. Lục trưởng môn, làm phiền ngươi nhìn xem Dĩnh Nhi có cơ hội khôi phục hay không. Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Nói thật, hắn đối với Lục Lâm Thiên quả thực không ôm bao nhiêu hy vọng. Bao nhiêu cường giả linh tôn đến đây xem qua nữ nhi của hắn cũng phải thúc thủ vô sách. Lục thiếu dù chỉ là linh vương mà thôi, cũng chỉ là một thanh niên còn trẻ tuổi, làm sao hắn có thể ôm nhiều hy vọng được cơ chứ? Hắn chỉ muốn giữ chân Lục thiếu dù mà thôi. Chỉ là lúc này nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nữ nhi, trong lòng tuy rằng biết Lục Lâm Thiên không có khả năng chữa được, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi chờ mong. Lạc cô nương, nhanh đưa tay cho ta xem. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nói với Lạc Đĩnh trước mặt. Lạc Đĩnh hơi do dự một chút, dường như là cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân. Một lát sau, cánh tay mềm mại mang theo vẻ tái nhợt kia lập tức vươn tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn vào trên tay Lạc Dĩnh, sau đó cánh tay phải của hắn nâng cánh tay mềm mại của nàng. Mấy đạo chảo ấn trên cánh tay trái mang theo một chút ba động, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cực kỳ chăm chú như vậy, Lạc Kiến Hồng và chúng trưởng lão vốn không ôm bất cứ hy vọng nào với Lục Lâm Thiên, lúc này cũng không tự chủ được mà khẩn trương. Từng đạo chảo ấn trong tay Lục Lâm Thiên rơi vào bàn tay Lạc Dĩnh, sau khi điểm mấy đạo chảo ấn vào trong cánh tay nàng rồi mới buông cánh tay nàng ra. Lạc Dĩnh thu tay lại, khuôn mặt đỏ ửng rồi lập tức thu liễm lại. Lục trưởng môn, thế nào rồi? Có cơ hội hay không?
thấy Lục Lâm Thiên kiểm tra nhanh như vậy, sự chờ mong của Lạc Kiến Hồng vừa rồi lại phai nhạt đi không ít. Lạc các chủ, người quá để mắt tới ta rồi, hay là người muốn nhìn ta mất mặt a? Ba đại tuyệt thể tiên thiên, đoạn linh tuyệt thể, đoạn mạch tuyệt thể, đoạn cốt tuyệt thể. Thể chất của Lạc cô nương chính là đoạn mạch tuyệt thể trong ba đại tuyệt thể tiên thiên. Kinh mạch toàn thân đứt gãy, khí huyết không thể lưu thông. Còn sống được tới hôm nay đã là một kỳ tích rồi, đừng mong tu luyện. Có lẽ có một siêu cấp cường giả nào đó bố trí một ít thủ đoạn mới khiến cho Lạc cô nương mới có thể bình yên vô sự sống tới bây giờ. Thế nhưng theo ta phỏng đoán, coi như là có siêu cấp cường giả bố trí thủ đoạn ngập trời thì Lạc cô nương cũng khó sống qua 30 tuổi. Mà 20 mấy năm nay Lạc cô nương trên cơ bản đều dùng đan dược kéo dài mạng sống. Đan dược để lại trong cơ thể Lạc cô nương một cỗ năng lượng kinh khủng, vốn thân thể Lạc cô nương đã yếu đuối, cho nên là các chủ có lẽ đã đem chân khí rót vào trong cơ thể Lạc cô nương để trấn áp. Chuyện này sợ rằng đã xảy ra được 20 mấy năm đúng không? Lục Lâm Thiên nói tới đây, sắc mặt Lạc Kiến Hồng tức thì đại biến. Chúng trưởng lão cũng cực kỳ kinh ngạc, ai cũng thật không ngờ, Lục Lâm Thiên lại có thể nhìn ra chuyện này. Chuyện này không phải là người bình thường có thể nhìn ra được, vì vậy Lạc Kiến Hồng cũng không nói cho Lục Thiếu Du là nữ nhi mình xảy ra chuyện gì. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người rồi lập tức nhíu mày nói. Năng lượng đan dược tích lũy 20 mấy năm trong ngươi Lạc cô nương và chân khí của Lạc các chủ đưa vào mỗi một lần phát tác đều khiến cho Lạc cô nương sống không bằng chết. Bị hai cỗ năng lượng dằn vặt, đồng thời càng lúc càng lợi hại, nếu như ta nhìn không sai, lần phát tác trước của nó là 10 ngày trước. Mà Lạc các chủ khi đó lại đưa vào một cỗ chân khí chấn áp, thế nên lần phát tác sau của Lạc cô nương có lẽ một lát sau sẽ phát tác. Đoạn mạch tuyệt thể tiên thiên, Lạc các chủ quá để ý tới ta rồi. Sợ rằng trên đời này không có mấy người có thể chữa tốt. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt mọi người mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, thậm chí còn trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì Lục Thiếu Du nói quá chuẩn, giống như là đã tận mắt chứng kiến vậy. Cả ngày phát tác cũng không sai một chút nào cho nên mới khiến cho mọi người kinh ngạc như vậy. Lúc này Lạc Kiến Hồng cũng càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Có thể nhìn rõ triệu chứng trên người nữ nhi hắn đã chứng minh được Lục Lâm Thiên trước mắt này tuyệt đối bất phàm. A, à, trong lúc mọi người kinh ngạc tới há hốc mồm thì trên mặt Lạc Dĩnh đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt miệng kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co quắp lại, trên khuôn mặt tái nhợt kia trong nháy mắt đỏ rực. Tiểu thư, nha hoàn bên người bị dọa tới hoảng hốt. Dĩnh nhi, ánh mắt Lạc Kiến Hồng đại biến, bàn tay nhanh như thiểm điện đỡ Lạc Dĩnh. Đây chính là dấu hiệu của hai cỗ năng lượng đấu đá, thủ ấn được kết, một cỗ chân khí từ trong người Lạc Kiến Hồng lập tức rót vào trong cơ thể Lạc Dĩnh. Mỗi một lần phát tác hắn đều làm như vậy, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt được sự thống khổ của nữ nhi hắn. Lạc các chủ, không được. Lục Lâm Thiên lập tức kéo Lạc Kiến Hồng lại rồi nói. Nếu như Lạc các chủ lại đưa chân khí vào trấn áp nữa, chỉ sợ nếu như không có kỳ tích xảy ra. Lạc cô nương sẽ chỉ sống thêm được nửa năm nữa mà thôi. A, à, Lạc Dĩnh nằm trong lòng Lạc Kiến Hồng không ngừng co quắp, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Lục trưởng môn, nhưng... Nhìn nữ nhi kêu thảm thiết, trong lòng Lạc Kiến Hồng giống như bị dao cắt, hắn làm sao có thể để cho nữ nhi mình chịu dằn vặt như vậy? Nếu như là các chủ tin tưởng lời của ta nói, vậy thì để cho ta tới thử xem một chút. Lục Lâm Thiên nhìn Lạc Dĩnh liên tục co quắp, kêu thảm thiết. Trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ tử này bị dằn vặt 20 mấy năm như vậy, nếu như là người bình thường, quả thực không biết sẽ chống lại ra sao. Lúc này không biết tại sao Lạc Kiến Hồng lại tin tưởng Lục Lâm Thiên, lập tức đem Lạc Dĩnh trong lòng giao cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiếp nhận Lạc Dĩnh, nhất thời nói. Ta cần một căn phòng. Lục trưởng môn, nơi này cũng có một gian phòng, đi theo ta. Không đợi Lạc Kiến Hồng nói. Nha hoàn Thanh Tú kia lập tức dẫn Lục Lâm Thiên đi vào trong một căn phòng. Đoạn mạch tuyệt thể tiên thiên A. Trong phòng, nghe tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nhìn toàn thân không ngừng co quắp của Lạc Dĩnh, Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Sau khi đuổi nha hoàn kia ra ngoài, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức được kết, một đạo cấm chế bao phủ gian phòng, để phòng người khác dò xét. Thủ ấn lần nữa biến hóa, trong trưởng ấn có một vòng xoáy hiện lên rồi lập tức hóa thành lực thôn phệ. Trưởng ấn cũng lập tức dán trên người Lạc Dĩnh, âm dương linh vũ quyết lập tức vận chuyển.
Điều Lục Lâm Thiên muốn làm lúc này chính là đem hai cỗ năng lượng chân khí và đan dược trong người Lạc Dĩnh thôn phệ ra. Hai cỗ năng lượng này không ngừng đấu đá trong cơ thể, đây mới là nguyên nhân khiến cho Lạc Dĩnh sống không bằng chết. Để kéo dài sinh mệnh của Lạc Dĩnh, sợ rằng ngay từ lúc 3 tuổi cho tới bây giờ Lạc Dĩnh này đều dùng đan dược. Năng lượng trong đan dược tích lũy từ lúc 3 tuổi cho tới bây giờ trình độ đáng sợ không cần phải nói. Hơn nữa lại thêm chân khí Lạc Kiến Hồng đưa vào, cường độ của hai cỗ năng lượng này ngay cả Vũ Vương cũng khó mà chống được. Thế nhưng Lạc Dĩnh này rõ ràng chỉ là người thường, không ngờ lại có thể kiên trì tới ngày này. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Sợ rằng bởi vì có siêu cấp cường giả trong Nhật Sát Các thi triển thủ đoạn cho nên Lạc Dĩnh mới sống sót. Cũng may Lạc Dĩnh sinh ra trong thế lực như Nhật Sát Các, nếu như sinh ra trong gia đình bình thường và các sơn môn nhỏ khác, sợ rằng vừa sinh ra đã mất mạng. Ba đại tuyệt thể tiên thiên, bài danh thứ nhất chính là Đoạn Linh tuyệt thể tiên thiên, nói thông tục một chút thì chính là ngu ngốc trời sinh, Đoạn Mạch tuyệt thể tiên thiên mà nói thì chính là kinh mạch trên người không được đầy đủ, thậm chí còn không có kinh mạch tương liên. Đừng nói là tu luyện, căn bản còn không có mạng sống. Còn có Đoạn Cốt tuyệt thể, nói thông tục một chút thì là người không xương, loại tuyệt thể này hình thành từ bé, căn bản không thể trị liệu. Mà ba loại thể chất này, càng được mọi người tôn xưng gọi là ba đại tuyệt thể, theo ghi chép, còn chưa có ai trị liệu được thành công. Tuyệt thể tiên thiên căn bản không thể trị liệu, Lục Lâm Thiên cũng biết điểm này, coi như là kiếp trước, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, cái gì cũng có thể phát minh ra. Khoa học gia có thể lai tạo nhân giống các loài động vật, thế nhưng không thể chân chính tạo ra sinh mệnh giống như loài người. Điều này đủ để chứng minh, vật có sinh mệnh đều là vật kỳ diệu nhất. Vì vậy, nếu như là tuyệt thể hậu thiên, bằng vào thực lực của Nhật Sát Các sợ rằng đã sớm trị liệu được rồi. Thế nhưng tuyệt thể tiên thiên, ngay cả siêu cấp cường giả linh đạo cũng phải bó tay, có thể bảo trì tính mạng đã là kỳ tích rồi. Trong đình viện, tất cả mọi người lúc này không dám nói gì. Cả đám đều đang cùng chờ đợi, có thể là vì Lục Lâm Thiên nhìn ra đoạn mạch tuyệt thể của Lạc Dĩnh khiến cho mọi người chấn động. Trong lúc chờ đợi không ngờ lại không có ai hoài nghi Lục Lâm Thiên. Lục Thiếu Du trực tiếp suy đoán ra thời gian phát tác của Lạc Dĩnh khiến cho bọn họ vô cùng chấn động. Lạc Kiến Hồng đi qua đi lại, có vẻ vô cùng sốt ruột. Có thể khiến cho đường đường là phiên hải vương sốt ruột như vậy sợ rằng cũng chỉ có nữ nhi của hắn mà thôi. Trong phòng. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trực tiếp thôn vệ hai cỗ năng lượng trong người Lạc Dĩnh. Hai cỗ năng lượng này đã tích lũy tới mức độ cường bạo. Lục Lâm Thiên trực tiếp đem hai cỗ năng lượng cuồng bạo này thôn vệ vào trong cơ thể. Làm hai cỗ năng lượng này yếu bớt đi là biện pháp cơ bản giải quyết chuyện này. Nếu như tiếp tục đưa chân khí vào chấn áp, chỉ chấn áp được một lúc, thế nhưng chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đem hai cỗ năng lượng làm cho nó yếu bớt đi. Nói thì đơn giản, thế nhưng không ai có biện pháp làm được. Huống chi Lạc Dĩnh lại là người thường thì càng thêm khó. Chỉ là Lục Lâm Thiên có âm dương linh vũ quyết quỷ dị này có thể trực tiếp thôn phệ chân khí cùng năng lượng của người khác. Cũng bởi vì có âm dương linh vũ quyết cho nên Lục Lâm Thiên mới dám mở miệng thử giúp Lạc Dĩnh này một chút. Bằng không Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể mở mắt nhìn bất lực mà thôi. Ồ, không thể tưởng tượng được. Trong lúc thôn phệ, Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc phát hiện ra. Dùng thân thể người thường có thể chứa đựng hai cỗ năng lượng bàng bạc như vậy tuyệt đối là kỳ tích. Lục Lâm Thiên vẫn cực kỳ hiếu kỳ ở điểm này, trong lúc thôn phệ, Lục Thiếu Du cũng đồng thời kinh ngạc phát hiện ra một chỗ kỳ lạ. Chỗ kỳ lạ này là bởi vì thân thể của Lạc Dĩnh rất kỳ quái. Lục Lâm Thiên vốn hoài nghi kinh mạch trong cơ thể nàng bị đứt hết, chân khí căn bản không thể tồn tại, thế nhưng hai cỗ chân khí, năng lượng này vẫn tồn tại được trong cơ thể nhỏ bé này. Mà hiện tại rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra, hai cỗ lực lượng kinh khủng này không ngờ đều ở bên trong thân thể Lạc Dĩnh, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, ở trong mỗi một tế bào của nàng. Trong thân thể có năng lượng bàng bạc như vậy, thân thể con người vốn chỉ có thể hấp thu năng lượng bên ngoài tự nhiên mà thôi. Mà thân thể Lạc Dĩnh cũng như vậy. Hai cỗ năng lượng bàng bạc trong cơ thể nàng giống như trong hơn 20 năm qua Lạc Dĩnh này không một giây một khắc nào không ngâm mình trong một hồ nước bằng năng lượng. Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện ra, Lạc Dĩnh tuy rằng là người thường, chưa từng tu luyện qua thế nhưng thân thể lại cường hãn không gì sánh được. Tế bào toàn thân đều bị năng lượng bao phủ, nếu như tu luyện mà nói, thực lực quả thực chính là một đường bay lên, không có một chút trở ngại nào. Lúc này năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh đang dần dần tiêu tán.
loại cảm giác đau đớn kịch liệt này lập tức biến mất không thấy. Năng lượng gần tiêu tán, thậm chí là thân thể xuất hiện cảm giác vui sướng. Nhiều năm như vậy trôi qua, thân thể của nàng vẫn luôn trầm trọng, chưa bao giờ nàng có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Phù! Một chung trà sau, Lục Lâm Thiên thu hồi tay trên lưng Lạc Dĩnh, miệng thở ra một ngụm chọc khí. Lạc cô nương, có tốt hơn chút nào không? Khí tức Lục Lâm Thiên thu liếm lại, vừa rồi không ngờ hắn đã thôn phệ không ít năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh. Nếu như luyện hóa cỗ năng lượng này Lục Lâm Thiên có cảm giác, sợ rằng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Đây coi như là thù lao ngoài ý muốn của hắn. Đã khá hơn nhiều rồi, đa tạ Lục trưởng môn. Cảm nhận cơ thể thoải mái, Lạc Dĩnh quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt vốn tái nhợt kia lúc này không ngờ lại có một tia hồng nhuận. Khí sắc thoạt nhìn so với khi trước không chỉ hơn một chút, toàn thân thoạt nhìn cũng kiểu diễm hơn rất nhiều. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Lạc cô nương không có việc gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi đã thất thố trước mặt Lục trưởng môn, mong Lục trưởng môn thứ lỗi. Lạc Dĩnh hạ thấp người thi lễ rồi nói, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng hiếu kỳ. Lục Lâm Thiên này quả nhiên bất phàm y như trong lời đệ tử trong các truyền lại. Lâm Thiên mỉm cười sau đó lập tức thu hồi cấm chế mở cửa đi ra ngoài. Nha hoàn Thanh Tú kia khẩn trương chạy vào trong phòng, mà Lạc Kiến Hồng cũng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Lục trưởng môn, Dĩnh Nhi thế nào rồi? Lạc các chủ không cần quá lo lắng, hiện tại đã không còn việc gì đáng ngại rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cha, con không sao rồi. Đa tạ Lục trưởng môn xuất thủ cứu giúp, người nhất định phải cảm tạ Lục trưởng môn đó. Lạc Dĩnh lập tức đi tới cửa rồi nói với Lạc Kiến Hồng. Mọi người ở đây dù sao cũng không có ai là người bình thường, chỉ cần nhìn biến hóa trên người Lạc Dĩnh là cũng có thể đoán ra được một hai. Sắc mặt cả đám bắt đầu kinh ngạc, bởi vì khí sắc trên người Lạc Dĩnh so với khi trước còn tốt hơn rất nhiều. Cả đám lập tức nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Lục Lâm Thiên này quả nhiên có chút thủ đoạn. Lạc Kiến Hồng nhìn khí sắc của nữ nhi rồi lập tức nhìn Lục Lâm Thiên. Trong mắt xuất hiện sự cảm kích, nói. Đa tạ Lục trưởng môn. Lạc các chủ khách khí rồi, ta cũng chỉ tạm thời ổn định một chút tình huống trong cơ thể Lạc cô nương mà thôi. Có lẽ trong vòng 3 tháng sẽ không có lần phát tác thứ hai nữa. Thế nhưng sau 3 tháng quả thực rất khó nói. Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, người nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Lục Lâm Thiên, Lạc Kiến Hồng hiện tại đã cực kỳ tin tưởng Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sự khẩn cầu, có thể khiến cho hắn làm như vậy sợ rằng cũng chỉ có nữ nhi của hắn mà thôi. Lạc các chủ, nếu muốn ta giảm bớt thống khổ cho Lạc cô nương thì được, thế nhưng muốn Lạc cô nương sống lâu thêm mấy năm, sợ rằng không khó. Còn nếu như ngươi muốn ta chữa khỏi cho Lạc cô nương mà nói, quả thực là bất lực. Lục Lâm Thiên cũng không từ chối, nhìn thấy ánh mắt Lạc Kiến Hồng lúc này, coi như là người hiểu rõ một chút về tính cách của Lạc Kiến Hồng cũng có thể nói. Lạc Kiến Hồng này tuyệt đối là một người cha tốt. Nếu như có thể kéo dài tính mạng của Dĩnh Nhi vài chục năm đối với ta mà nói đã là đại ân rồi. Lục trưởng môn đã có thể kéo dài vài năm, có thể khiến cho Dĩnh Nhi của ta giảm bớt thống khổ, thì sao không thể kéo dài thêm được một chút cơ chứ? Đến lúc đó ta nhất định sẽ cảm tạ Lục trưởng môn. Thế nhưng thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, lẽ nào Lục trưởng môn không có cách nào khiến cho Dĩnh Nhi khôi phục hoàn toàn sao? Mong Lục trưởng môn nói thật cho ta biết. Lạc Kiến Hồng cực kỳ chân thành nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt kia hoàn toàn là ánh mắt lấy thân phận của một người cha hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn Lạc Kiến Hồng, hơi do dự một lát rồi nói. Biện pháp thì quả thực có một, nhưng mà ta cũng có năm thành, hơn nữa thời gian cần quá dài, ta còn một số việc muốn làm cho nên. Lục trưởng môn, ngươi thực sự có biện pháp sao? Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Lạc Kiến Hồng run rẩy. Bởi vì nhiều năm trôi qua như vậy đây là lần đầu tiên có người nói có biện pháp. Biện pháp chỉ có một, thế nhưng cơ hội cũng không lớn. Năm thành cơ hội, chỉ có phân nửa mà thôi. Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi nói. Hắn quả thực có một biện pháp, tuy rằng có chút nắm chắc, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không dám quá chắc chắn. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, trong lòng Lạc Kiến Hồng lập tức run lên, chưa từng ai có biện pháp với chuyện này. Ngay cả Linh Tôn cũng phải bó tay, ngay cả vị siêu cấp cường giả kia trong các của bọn hắn cũng không có cách nào. Mà hiện tại có người nói có biện pháp, lại còn có năm thành cơ hội,
đây đã là cực cao rồi, hắn sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Lục trưởng môn, Lạc Kiến Hồng ta cả đời chưa từng cầu một ai. Hôm nay ta cầu xin lục trưởng môn xuất thủ một lần, đương nhiên chỉ cần lục trưởng môn xuất thủ thì ta hậu tạ lục trưởng môn bảo vật khởi tử hồi xuân đan của Nhật Sát Các. Mấy nghìn năm qua trong Nhật Sát Các chúng ta cũng chỉ luyện chế ra 8 khỏa mà thôi. Tác dụng của khởi tử hồi xuân đan này có lẽ lục trưởng môn còn chưa biết. Người có tu vi dưới vũ tôn và linh tôn ngũ trọng, dưới tình huống tiêu hao cạn kiệt sau khi ăn vào khởi tử hồi xuân đan này, mặc kệ là tiêu hao tới đâu, chỉ còn một hơi thở trong nháy mắt có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lạc Kiến Hồng nói, khởi tử hồi xuân đan, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong sao? Lục Lâm Thiên lập tức sửng sốt, trên ngọc giản của Nam Thúc cấp cho hắn cũng không có ghi qua loại đan dược này. Dưới vũ tôn ngũ trọng có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, đây quả thực là có thêm một cái mạng. Nếu như hắn biết có loại đan dược này sợ rằng bản thân đã sớm tìm cách luyện chế rồi. Nếu như lục trưởng môn có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi, ta sẽ trọng tạ lục trưởng môn 2 khỏa khởi tử hồi xuân đan. Lạc Kiến Hồng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên rồi nói. Mặt khác, ta thấy huyết đao trong tay lục trưởng môn không phải là phàm vật. Sợ rằng còn chưa có một bộ vũ kỹ đao phá tốt. Trong Nhật Sát Các chúng ta cũng có một bộ vũ kỹ đao pháp tên là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, uy lực bá đạo vô cùng. Mấy nghìn năm qua, người có thể tu luyện thành đao pháp này vô cùng ít ỏi. Nói xong, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Mà Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm này là vũ kỹ địa cấp trung giai. Cũng là bí mật bất truyền của Nhật Sát Các chúng ta. Nếu như lục trưởng môn có thể chữa tốt cho Dĩnh Nhi, Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm này ta cũng có thể giao cho lục trưởng môn. Đao pháp địa cấp trung giai, 2 khỏa khởi tử hồi xuân đan. Lúc này Lục Lâm Thiên tuyệt đối đã bị mê hoặc, vũ kỹ đạt tới địa giai thì giá trị không cần nói tới. Những đại môn đại phái này, ngay cả vũ kỹ huyền cấp sơ giai trở lên cũng không bao giờ truyền ra bên ngoài. Vũ kỹ trên địa cấp thì càng khống chế nghiêm ngặt, coi như là đệ tử thân truyền cũng không có tư cách tu luyện. Mà vũ kỹ địa cấp trung giai thì càng không phải nói. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, vũ kỹ địa cấp trung giai, uy lực của nó Lục Lâm Thiên căn bản không cần tưởng tượng, cũng không biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Thế nhưng nếu tính giá trị mà nói, sợ rằng toàn bộ thế lực nhất lưu cũng không thể so sánh được. 2 khỏa khởi tử hồi xuân đan, bằng 2 cái mạng của mình. Trong nháy mắt khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nếu như gặp phải vây công và cường giả trước mặt quả thực sẽ có thêm chỗ dựa vào. Còn có Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm này cho nên lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng động tâm. Nghe Lạc Kiếm Hồng nói, sắc mặt 10 trưởng lão kia lập tức biến đổi. Vũ kỹ địa cấp trung giai Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, đây chính là vật bất truyền trong các, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, thế nhưng loại tình huống như hiện tại bọn họ cũng không biết làm thế nào cho tốt. Lạc các chủ, ta sẽ cố gắng. Thế nhưng trước khi ra tay, ta có chuyện cần nói riêng với Lạc các chủ và Lạc cô nương. Lục Lâm Thiên không có cách nào thoát khỏi mê hoặc, chỗ tốt Lạc Kiến Hồng đưa ra đối với hắn có lực mê hoặc cực kỳ lớn. Mà vừa vặn hắn cũng có một biện pháp cho nên thử một lần cũng không sao. Có thể nhận được bảo vật như vậy, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là tới bây giờ Lục Lâm Thiên còn không biết, điều kiện Lạc Kiến Hồng vừa đưa ra kỳ thực cũng không phải giới hạn cao nhất trong lòng Lạc Kiến Hồng. Nữ nhi ở trong lòng hắn chính là vô giá. Cho dù Lục Lâm Thiên dùng công phu sư tử ngoạm chỉ sợ hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đáp ứng. Vì nữ nhi của mình chuyện gì hắn cũng đáp ứng. Một lát sau, trong một căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ có Lục Lâm Thiên, Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh Thanh Tú kia. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Lục Lâm Thiên lập tức mở miệng. Lạc các chủ, giúp Lạc cô nương khôi phục ta chỉ có thể nói trước, ta chỉ có 5 thành nắm chắc. Đồng thời bởi vì kinh mạch toàn thân Lạc cô nương không đầy đủ cho nên lúc trị liệu cần phải. Nói tới đây, khuôn mặt Lục Lâm Thiên đỏ lên, ánh mắt liếc về phía Lạc Dĩnh, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Cần phải cởi hết y phục sao? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, bằng vào kiến thức và nhãn lực của hắn chỉ cần nghĩ một chút là có thể suy đoán ra ý tứ của Lục Lâm Thiên. Kinh mạch toàn thân không được đầy đủ, muốn khôi phục đương nhiên phải cởi bỏ hết y phục. Không sai, Lạc các chủ có lẽ cũng hiểu được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, hắn phải đả thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Dĩnh, đương nhiên phải chạm toàn thân của nàng, bằng không sao có thể hạ thủ được. Chuyện này, sao có thể, ta? Lạc Kiến Hồng có thể hiểu được thế nhưng Lạc Dĩnh lại e thẹn, khuôn mặt ửng đỏ, lõa trước mặt một nam nhân xa lạ,
đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng thẹn thùng. Dĩnh Nhi, có câu nói có bệnh phải nhờ y sư, có lẽ con cũng hiểu. Lạc Kiến Hồng nhìn nữ nhi, sự thuần khiết của nữ nhân đương nhiên cực kỳ quan trọng. Thế nhưng chuyện này lại không giống như bình thường, chỉ cần nữ nhi có thể khôi phục thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn biết, nếu muốn trị liệu thì nhất định phải như vậy. Không có lựa chọn nào. Lục Lâm Thiên nhìn Lạc Dĩnh rồi nói. Đương nhiên, vì sự thuần khiết của Lạc cô nương, ta có thể che mắt. Dĩnh Nhi, vì cha, con nhất định phải cố gắng. Lạc Kiến Hồng nhìn Lạc Dĩnh nói. Được rồi. Nhìn phụ thân, Lạc Dĩnh chậm rãi gật đầu. Trong núi non tràn ngập sương mù, trong này có một mùi máu tanh từ từ phát tán ra. Nơi này sát khí ngập tràn, dưới sự bao phủ của sương mù dày đặc, hơn nữa lại thêm sát khí từ bốn phía, quả thực là một nơi tôi luyện vô cùng tốt. Trong rừng rậm, một bóng đen phủ phục ẩn nấp bên trong vô cùng bí ẩn, khí tức toàn thân thu liếm, không tiết ra ngoài một chút nào. Tâm thần tỏa ra, chờ đợi con mồi tới cửa. Liên tục 30 năm qua, mỗi lần linh trì trên thiên đảo mở ra hắn đều tới. Lần đầu tiên hắn cũng dự đoán được chân linh thánh quả kia, thế nhưng kết quả lại không phải như vậy. Chân linh thánh quả đều bị đệ tử Nhật Sát Các lấy được. Người ngoài làm sao có thể đơn giản thu bảo vật. Vì vậy dọc đường đi dựa vào thủ đoạn ẩn nấp của bản thân, hắn tiến hành đánh lén không ít người, thu hoạch vô cùng tốt lên tới một con số khá lớn. Mà 10 năm trước, thứ hắn đoạt được càng thêm kinh khủng. Lần này hắn lại tới, nửa ngày trước, tại một nơi khác hắn đã đánh chết một linh xuất tứ trọng, thu hoạch không tệ. Hắn không bao giờ ở cùng một chỗ đợi con mồi, vì vậy sau khi đánh chết linh xuất tứ trọng kia lập tức tới đây. Trong tâm thần của hắn lúc này xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Hắn lập tức nhíu mày, bởi vì bốn người này hắn không cảm nhận được khí tức. Hắn đang do dự có nên xuất thủ hay không, có nên mạo hiểm hay không. Nhìn y phục trên người bốn người này cũng không giống như người bình thường. Nếu có thể đánh chết có lẽ thu hoạch không tồi. Từ tuổi tác của bốn người này có thể thấy được, một thanh niên, một thiếu nữ, một tiểu thiếu niên có lẽ thực lực cũng không cao. Người duy nhất hắn để ý là nữ nhân xấu xí kia, nàng ta hẳn là uy hát tép lớn nhất với hắn. Mà lúc này bốn người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa đã đi tới. Dọc đường đi bốn người gặp không ít nguy hiểm, thế nhưng bằng vào thực lực và thủ đoạn của bốn người mà nói, nguy hiểm trong này đối với bọn họ không tạo thành một chút uy hát tép nào. Siêu! Bốn người cẩn thận đi về phía trước, ở bên trong, bằng vào thực lực của bốn người cũng không dám sơ ý. Đúng lúc này có một tiếng nổ vang vọng, một bóng đen không rõ lập tức lao thẳng về phía Như Hoa. Muốn chết! Như Hoa cười nhạt, bàn tay nắm chặt, nắm tay to lớn đánh về phía trước. Yêu nguyên trên bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng nắm tay hung hăng đánh về phía bóng đen kia. Nắm tay ẩn chứa kình phong trực tiếp xé rách không khí, một cỗ kình khí vô hình trực tiếp đem sương mù dày đặc chung quanh đánh cho tan nát. Yêu thú thất giai! Cảm nhận cỗ khí tức này, sắc mặt Hắc Y Nhân đánh lén lập tức đại biến. Hắn thật không ngờ, đây mới chỉ là lần xuất thủ thứ hai của hắn lại đụng phải yêu thú thất giai. Không gian chung quanh hắn lúc này trực tiếp vặn vẹo, ngay cả trốn cũng không được. Phanh phanh! Một tiếng trầm muộn vang lên trong tầng trời thấp. Kinh khí mạnh mẽ trên nắm tay Như Hoa trực tiếp mang theo xu thế sấm sét đánh vào trên người bóng đen kia, kinh khí vô hình phô thiên cái địa bạo phát ra. Khục khục, bóng đen này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập xuống mặt đất trở thành một thi thể. Có thể người này ngay cả trước khi chết cũng không biết được, vốn vận khí của hắn cũng không tệ lắm, vốn người hắn tưởng rằng có thực lực mạnh nhất trong đám người lại là người có thực lực yếu nhất, thế nhưng Như Hoa yếu nhất trong bốn người cũng không phải là người hắn có thể chống lại. Vũ xuất lục trọng mà thôi, không ngờ lại dám đánh lén. Sau khi lấy mấy chiếc nhẫn chữ vật trên người Hắc Y Nhân vũ xuất lục trọng, Như Hoa lập tức khinh thường nói. Bên trong Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng đích thân hộ pháp, bên trong một gian phòng tràn ngập hương hoa, nhìn phong cách bố trí hẳn là phòng của Lạc Dĩnh. Lục Lâm Thiên đánh giá gian phòng, cũng giúp Lạc Dĩnh trầm tĩnh hơn một chút, nói. Lục trưởng môn, những chậu hoa này thế nào, những năm gần đây ta không thể tu luyện. Rảnh rỗi chỉ có thể trồng hoa làm niềm vui. Thật xấu hổ, ta chỉ cảm thấy hoa rất đẹp, mà tên hoa thì ta không biết. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Lục trưởng môn còn trẻ tuổi đã trở thành người đứng đầu 10 đại cường giả, phỏng chừng luôn tập trung tu luyện, sao có thời gian hiểu biết những chuyện này. Lạc Dĩnh nói.
Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Lạc cô nương, chúng ta bắt đầu đi, chỉ mong có thể thành công. Hy vọng thôi, vất vả Lục trưởng môn. Lạc Dĩnh nói, vẻ mặt chợt đỏ ửng, nàng tự nhiên hiểu được kế tiếp mình phải làm gì. Lục Lâm Thiên nhìn Lạc Dĩnh, dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng vẫn rất đẹp, khí chất thanh tú, thân hình vô cùng hấp dẫn. Nói thật, ta thật sự rất bội phục Lạc cô nương, có thể dùng thân thể người thường chống đỡ tới bây giờ, dù là người có tu vi vũ xuất cũng chưa chắc có thể làm được, thậm chí là vũ vương cũng không phải ai có thể làm. Lục Lâm Thiên nói, nếu không phải bởi vì cha, ta sợ ta đã sớm bỏ cuộc, mỗi lần nhìn thấy cha lo lắng, ta lại đau lòng, hai mươi mấy năm nay cha đặt hết tâm tư trên người của ta, nếu ta không chịu đựng nổi buông tay, cha nhất định sẽ thật thương tâm, ta không muốn làm cho cha tuyệt vọng, cho nên ta phải sống sót, chỉ vì cha ta. Trong ánh mắt dịu dàng của Lạc Dĩnh hiện lên vẻ kiên nghị mà người thường không thể có được. Lục Lâm Thiên cực kỳ cảm thán, một nữ tử yếu đuối từ 3 tuổi chống đỡ được tới bây giờ, thật sự là kỳ tích, mà kỳ tích kia tới từ thân tình. Lúc này Lục Lâm Thiên lại có chút hiểu được tâm tình Lạc Kiến Hồng, mặc kệ hắn là ai, hắn là một người cha tốt, nếu là người cha tốt, không cần biết hắn là người thế nào cũng có thể kết giao. Cho dù Nhật Sát Các không cho Lục Lâm Thiên ưu đãi, Lục Lâm Thiên cũng sẽ giúp đỡ giảm bớt thống khổ cho Lạc Dĩnh, tận lực kéo dài tính mạng của nàng. Theo hắn quan sát, năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh đã vô cùng khủng bố, nếu hắn cắn nuốt, hắn cũng có thể đạt được không ít ưu đãi. Những năm gần đây Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được, mình luôn dựa vào Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông cũng không tốt, hiện tại người muốn đối phó mình thật không ít, mình gây thù hằn không thiếu, điều này cực kỳ bất lợi với Phi Linh Môn, sau này nếu có những sơn môn có thể kết giao, vẫn tận lực kết minh mới tốt, dù sao có người bạn vẫn tốt hơn là thêm kẻ thù. Lạc cô nương, thời gian trị liệu có chút lâu dài, chỉ sợ phải dùng vài ngày, thậm chí càng lâu hơn, sẽ có thống khổ. Lục Lâm Thiên nói, không sao, đã hai mươi mấy năm rồi, thống khổ gì chưa trải qua, đã thành thói quen. Lạc Dĩnh mỉm cười nói, vậy thì bắt đầu đi, mời Lạc cô nương cởi bỏ quần áo, nằm thẳng trên giường. Lục Lâm Thiên nói xong lấy ra dây lụa màu đen che mắt của mình. Mặc dù thấy Lục Lâm Thiên đã che mắt lại, nhưng khuôn mặt Lạc Dĩnh vẫn đỏ bừng, lần đầu tiên cởi quy upsilon ẩn áo trước mặt nam nhân, nhịp tim nàng không ngừng gia tốc. Lạc Dĩnh cởi xong quần áo, thân thể mềm mại khẩn trương run rẩy lên, nằm xuống giường khẽ nói. Lục trưởng môn, ta chuẩn bị xong rồi. Lục Lâm Thiên thầm hít sâu vài hơi làm cho mình trầm tĩnh trở lại, thủ ấn kết xuất. Chậm rãi vươn tay phải, trên lòng bàn tay hiện lên lốc xoáy chân khí ẩn hiện trên đầu ngón tay, mang theo tử kim sắc, nhìn qua chẳng khác gì điện mang. Lạc cô nương, xin thứ cho tại hạ có chút vô lễ, sẽ có chút đau đớn, nhưng cố gắng nhẫn nhịn một chút là tốt rồi. Điện mang đột nhiên rơi xuống huyệt khí hải của Lạc Dĩnh, nếu Lục Lâm Thiên không phải đang che mắt, hẳn đã bị thất thần. Điện mang xâm nhập vào cơ thể Lạc Dĩnh. Làn da của nàng chợt hiện lên lưu quang tử kim sắc, lưu quang di chuyển, một tiếng kêu rên từ trong miệng Lạc Dĩnh truyền ra, chân mày nàng cau chặt lại, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Ngay sau đó đầu ngón tay Lục Lâm Thiên không ngừng di động, điện mang lưu chuyển không ngừng xâm nhập vào cơ thể Lạc Dĩnh, sắc mặt Lục Lâm Thiên ngày càng ngưng trọng, giờ khắc này hắn không dám có chút khinh thường. Tiên thiên đoạn mạch tuyệt thể, gân mạch đứt từng khúc, vốn không cách nào chữa trị, nhưng Lục Lâm Thiên có biện pháp của mình. Tử lôi huyền đỉnh mạnh mẽ vô cùng, không chỉ có tử kim huyền lôi dùng công kích, có chút thủ đoạn làm người ta không sao tưởng tượng được. Theo tin tức truyền lại, bởi vì dùng tử kim huyền lôi rèn bất diệt huyền thể, nhưng trước đó phải đánh vỡ thân thể thành đoàn thịt nát nhưng vẫn sống lại, so sánh với tiên thiên đoạn mạch tuyệt thể càng thêm khủng bố. Hiện tại Lục Lâm Thiên cần nhờ tử kim huyền lôi phụ trợ, tiếp nối đoạn mạch toàn thân của Lạc Dĩnh, người khác làm không được nhưng hắn có thể, bởi vì có được tử kim huyền lôi tương trợ. Nhưng đây là một công trình cực lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên biết mình phải khống chế tử kim huyền lôi tới mức tinh vi nhất, nếu không sẽ thiêu cháy thân thể mềm mại trước mắt thành cho tàn, mà nếu làm quá nhẹ nhàng chỉ sợ sẽ không đạt hiệu quả. Hai tay Lục Lâm Thiên không ngừng hạ xuống, Lạc Dĩnh cảm giác trong cơ thể mình có một cỗ năng lượng nóng cháy, muốn thiêu đốt nàng thành cho bụi, nhưng nhiệt độ kia chỉ dừng lại ở mức độ làm nàng đau đớn, chỉ điểm tới là dừng. Không làm cho nàng bị tổn thương chút nào. Suy, khi hai tay Lục Lâm Thiên rơi lên hai ngọn núi, Lạc Dĩnh vừa cảm thấy đau đớn vừa tê dại,
làm nàng không nhịn được thốt lên tiếng rên rỉ, khuôn mặt càng đỏ ửng, nhìn như mộng như ảo, chạm tới lòng người. Hai cỗ lực lượng đang yên lặng trong cơ thể Lạc Dĩnh bị động tác của Lục Lâm Thiên làm bạo động, cảm giác được biến hóa, vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng, tốc độ ngón tay di động càng lúc càng nhanh, điện mang bao phủ trên người Lạc Dĩnh. Điện mang lưu chuyển, không ngừng phát ra tiếng vang, trong cơ thể Lạc Dĩnh hiện lên màu đỏ đậm, lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, hung hăng va chạm trong thân thể nàng. A! À, Lạc Dĩnh đau đớn hô lên thành tiếng, nàng không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa. Cắn nuốt, tay trái Lục Lâm Thiên hiện lên lốc xoáy chân khí, lập tức đặt lên bụng Lạc Dĩnh, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trực tiếp cắn nuốt hai cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể nàng, bởi vì Lạc Dĩnh đã dùng đan dược từ lúc 3 tuổi, cấp bậc đan dược ngày càng cao, mãi tới 2 năm vừa qua đã lên tới đan dược thất phẩm, cỗ năng lượng kia lớn thế nào liền có thể nghĩ. Mà mỗi lần năng lượng đan dược bùng nổ, Lạc Kiến Hồng lại truyền chân khí chấn áp, ngày dài tháng rộng suốt 20 mấy năm. Chân khí của Lạc Kiến Hồng cũng đã vô cùng khủng bố, nhưng hai cỗ năng lượng chỉ có thể bảo trì cân bằng, điều này giúp Lạc Dĩnh còn có thể bình yên vô sự, bằng không nàng đã nổ tung mà chết. Lúc này hai cỗ lực lượng cuồng bạo đều bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt, theo hắn phỏng chừng, hai cỗ lực lượng không kém gì Vũ Vương lục trọng, thậm chí đã tới gần thất trọng, Lạc Dĩnh có thể sống tới bây giờ tuyệt đối là kỳ tích. Hiện tại Lục Lâm Thiên vừa dùng tay phải khống chế Tử Kim Huyền Lôi, tay trái cắn nuốt năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh, mặc dù đan điền khí hải của hắn khổng lồ, nhưng đã có chút chống đỡ hết nổi, thật sự tiêu hao không tầm thường. Bên ngoài đình viện, Lạc Kiến Hồng luôn lo lắng, thậm chí có không ít trưởng lão cũng đang chờ đợi, đều muốn biết Lục Lâm Thiên thật sự có bản lĩnh chữa trị tiên thiên đoạn mạch tuyệt thể hay không, đã có không biết bao nhiêu linh tôn trong Nhật Sát Các cũng không có biện pháp, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên có thể làm được. Các chủ, nếu Lục Lâm Thiên thật sự trị hết tiên thiên đoạn mạch tuyệt thể của Dĩnh Nhi, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải giao Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm cho hắn sao? Đây chính là một trong những vũ khí trấn các a, mặc dù là địa cấp trung giai, nhưng trước kia lão tổ có nhắn lại, nếu có thể phát huy được uy lực tới mức tận cùng, phối hợp cùng đao tốt, tuyệt đối so sánh được với vũ khí địa cấp cao giai. Một trưởng lão nói, chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy được tính mạng của Dĩnh Nhi cùng Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm bên nào càng quý giá hơn? Lạc Kiến Hồng hỏi. Mọi người không trả lời, trong lòng đều hiểu rõ ràng, những năm gần đây các chủ vì nữ nhi trả giá hết thảy, mà chính Nhật Sát Các cũng đã tận lực. Các chủ, đương nhiên là sinh mạng của Dĩnh Nhi chân quý hơn, chúng ta đều nhìn thấy nàng trưởng thành, nếu Lục Lâm Thiên thật sự có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi, xem như chúng ta đã thiếu hắn ân tình lớn, dù hắn có sư tử ngoạm, chúng ta cũng không còn cách nào. Mà lần này Lục Lâm Thiên không nói gì đã đáp ứng ra tay tương trợ, chỉ sợ hắn đang muốn lấy lòng Nhật Sát Các chúng ta, chỉ là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm lại không thể truyền ra ngoài, thật sự phiền toái. Một trưởng lão Vũ Vương tứ trọng nói. Lạc Kiến Hồng nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói. Mặc kệ Lục Lâm Thiên có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi hay không, ít nhất ta đã thiếu nhân tình của hắn, nghe nói hắn cũng không phải kẻ hiền lành, có thể dùng một lần sư tử ngoạm đổi lấy kết giao cùng Nhật Sát Các chúng ta. Đủ thấy thành ý, mà tiểu tử kia tuyệt đối không đơn giản. Khó trách Vân Tiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều muốn giao nữ nhi cho hắn, kẻ này không hổ là nhân trung chi long, vô luận là tâm trí hay là thiên phú đều hiếm thấy, nếu Dĩnh Nhi nguyện ý, ta cũng muốn đem nữ nhi phó thác cho hắn. Không nghĩ tới các chủ có đánh giá cao như vậy đối với Lục Lâm Thiên. Các trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Về chuyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, mặc dù đã có tổ huấn, nhưng trong các cũng có quy tắc, người ngoài nếu muốn học vũ kỹ bất truyền trong các, chỉ cần đánh bại hai vị trưởng lão vũ các, lại có các chủ đồng ý thì có thể ngoại lệ, cho nên tới lúc đó có thể lấy đi Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm hay không, phải xem ở chính hắn, nếu lấy không được chúng ta sẽ cho hắn vật khác bồi thường, xem như ta thiếu hắn thêm một nhân tình, nếu có thể lấy được, vậy cũng không làm trái tổ huấn. Lạc Kiến Hồng nói, các chủ, hai vị trưởng lão vũ các đều là vũ vương cửu trọng, nghe nói đã sắp tới đỉnh, chỉ sợ qua thêm chút thời gian sẽ đột phá, nếu Lục Lâm Thiên muốn thắng, đây chẳng khác gì người si nói mộng. Hai trưởng lão một lòng si mê vũ học, 50 năm trước thực lực tương tự như ta, bây giờ đã hơn kém lớn như vậy, ai? Vũ Vương tứ trọng không khỏi thở dài. Chỉ sợ Lục Lâm Thiên không thể mang đi Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, nhưng chúng ta cũng không bạc đãi hắn là được rồi. Một Hoàng Sam trưởng lão nói. Lạc Kiến Hồng cười không nói, thực lực hai vị trưởng lão vũ các đích thật là cường đại,
cho dù là hắn muốn chiến thắng, trừ phi vận dụng lá bài tẩy, nếu không thì không cách nào, nhưng Lục Lâm Thiên có thể phân thắng bại với Thiên Thủ Quỷ Vương, loại thực lực như vậy thậm chí chính hắn cũng nhìn không thấu, có lẽ. Nói tới Thiên Hạp Đảo, chỉ sợ cả Đông Hải đều biết có danh khí không lớn như Tứ Các Tứ Đảo, nhưng tuyệt đối vượt qua thế lực nhất lưu, cường giả vô số, dù là Tứ Các Tứ Đảo cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Thiên Hạp Đảo, quần đảo vây quanh, vô số khe sâu, phong cảnh cực kỳ tú lệ, bên trong một gian phòng trong kiến trúc cung điện khổng lồ, có vài thân ảnh đang căng thẳng nhìn lên trên giường. Bên cạnh giường, một lão già hơn 50 tuổi dáng người không cao lớn, nhưng cực kỳ tráng kiện, mái tóc thưa thớt gần như để chọc, vẻ mặt âm hàn, nhìn qua thấy lạnh cả người. Suy, lão già thu lại bàn tay đặt trên người nam tử áo trắng trên giường, ánh mắt càng thêm âm trầm. Cha, con đã trở thành phế nhân, cha nhất định phải báo thù cho con, báo thù cho con. Nam tử áo trắng uể oải oán hận nói. Tử Tùng, cha đã sớm nói làm người cần thu liếm, bằng không sẽ thiệt thòi lớn, hiện tại quả nhiên có chút người trêu chọc không nổi. Hắc bào lão giả bất đắc dĩ thở dài, nhưng ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Cha, bọn hắn quá độc ác, phế thu vi của con, đây rõ ràng làm con khó chịu hơn là chết, cha, cha nhất định phải báo thù cho con, bắt nữ nhân kia, con muốn báo thù. Dương Tử Tùng rít gào lên. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bốn người kia rốt cục là ai? Hắc bào lão giả hỏi. Đào chủ, bốn người kia chính là một đầu yêu thú lục giai, một yêu thú thất giai sơ kỳ, một vũ vương ngũ trọng cùng linh vương tam trọng, không biết có lai lịch gì, nhưng hẳn không phải người Đông Hải. Tứ trưởng lão nói. Đi tới thiên đảo hẳn là vì chân linh thánh quả, hiện giờ hẳn là còn ở đó, ta mặc kệ bọn hắn là ai, dám phế con ta, nhất định phải chết. Ánh mắt hắc bào lão giả trầm xuống, sát ý bắn ra, nói. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ cường giả theo ta đi thiên hạp đảo, ta muốn đánh chết mấy người kia trước mặt công chúng, cho mọi người biết kết cục đắc tội thiên hạp đảo chúng ta. Trong sương mù dày đặc, bốn thân ảnh cấp tốc đi lên đỉnh núi, bỗng nhiên dừng bước. Tiểu Long, chuyện gì vậy? Lục Tâm Đồng hỏi, vừa rồi mới xông ra khỏi thiên nhiên trận pháp, thiếu chút nữa gặp phiền toái lớn. Lúc này trong lòng nàng còn sợ hãi. Tâm Đồng, phía trước hình như có đệ tử Nhật Sát Các. Tiểu Long nhìn về hướng núi rừng phía trước, nói. Như vậy con đường của chúng ta là chính xác. Dương Quá nói. Con đường của chúng ta vốn là chính xác, ta một mực nhìn theo phương hướng của thiên trì. Tiểu Long đắc ý nói. Vậy còn không đi mau, đừng để người của Nhật Sát Các nhanh chân tới trước. Lục Tâm Đồng nói. Không phải. Ta đang nghĩ chúng ta có bốn người, mà chân linh thánh quả chỉ có 9 quả, chúng ta phải lưu cho lão đại một quả đi, còn có đại trùng tử, ta cũng muốn lưu cho hắn một quả. Đôi mắt Tiểu Long xoay chuyển, còn chưa tới mục đích đã bắt đầu tính toán. Ta cũng muốn lưu cho sư phụ cùng oánh tỷ 2 quả. Lục Tâm Đồng nhận chân nói. Vậy là 8 quả, còn lại 1, đúng rồi, cấp cho Tuyết Sư, mỗi lần đều để nó phi hành, có lợi cũng không thể quên nó. Tiểu Long nhận thân nói, vạch ngón tay chậm rãi tính toán. Cái gì, các ngươi tính toán lấy hết toàn bộ chân linh thánh quả sao? Dương Quá kinh ngạc nói, Nhật Sát Các có nói qua, mỗi người chỉ được lấy một chân linh thánh quả. Tiểu Long liếc mắt nhìn Dương Quá, nói. Có gì kỳ quái, nếu có lão đại ở đây tuyệt đối sẽ làm như thế, ban đầu khi ở Vân Dương Tông, chúng ta còn lấy hết toàn bộ vũ linh thánh quả mà. Nhật Sát Các sẽ tìm chúng ta phiền toái. Dương Quá lo lắng nói. Nếu chúng ta là người đầu tiên tiến vào linh trì, vậy sẽ không có ai biết là chúng ta làm. Tiểu Long tựa hồ đã sớm có kế hoạch. Tiểu Long, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào hay sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Phía trước chính là linh trì, chỉ cần chúng ta sớm tới nơi đó, lấy xong chân linh thánh quả liền rời đi, ai lại biết? Tiểu Long chu miệng cười hắc hắc nói, người khác nhìn không thấy, nhưng con mắt thứ ba của hắn nhìn thấy. Thiên đảo khổng lồ cách đó không xa, hắn đã cảm giác được năng lượng dao động thật lớn. Yêu Hoàng, sau lưng chúng ta cũng có người đang đi tới. Hừ, cho bọn hắn không thể lên được thiên đảo. Lục Tâm Đồng cười quỷ dị, đột nhiên trong tay đánh ra hắc quang, lập tức hóa thành độc khí bao phủ đầy trời, chỉ nháy mắt không gian tản ra mùi vị gay mũi khó ngửi, vừa nhìn cũng biết là kịch độc. Chúng ta đi nhanh lên, con đường này bị ta bố trí độc khí. Một ngày sau sẽ tự động tán đi, đã đủ cho chúng ta hành động,
Lục Tâm Đồng giảo hoạt nói. Hắc hắc, xuất phát. Tiểu Long cười, lập tức chạy đi, Dương Quá bất đắc dĩ theo sau. Vài giờ sau, thân ảnh bốn người xuất hiện trên hòn đảo khổng lồ như ngọn núi, sương mù ngập trời, mang theo huỳnh quang nhàn nhạt, năng lượng kinh người không ngừng lan tràn. Có ba đệ tử Nhật Sát Các ở phía trước, còn chưa phát hiện chúng ta. Như Hoa nói, trong mơ hồ có ba thân ảnh đang cấp tốc đi lên đảo. Một vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng, còn có một vũ vương nhất trọng. Lục Tâm Đồng nhíu mày, tốc độ của ba người kia không ngờ còn muốn nhanh hơn nhóm người của nàng, như vậy hẳn là có bản đồ. Như Hoa, người đi ngăn lại ba người kia, đừng cho bọn hắn lên thiên trì. Tiểu Long tà khí nói, chỉ một mình Như Hoa ngăn cản ba người cũng đã đủ. Dạ. Như Hoa đáp, tức khắc lao đi. Như Hoa, ngăn cản họ là được, không nên hạ thủ nặng tay. Lục Tâm Đồng lập tức dặn dò, cũng không nên ghét người của Nhật Sát Các, sẽ có phiền phức. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Quá nhìn hai người không biết nên nói gì, có lẽ gần đây đi cùng họ, tính cách thật thà phúc hậu vô hình chung bị ảnh hưởng, trong lòng không nghĩ tới lại chấp nhận hành động của Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, tựa hồ cực kỳ hứng thú với chân linh thánh quả. Chúng ta lên thiên trì, lấy xong chân linh thánh quả liền rời đi. Lục Tâm Đồng nói xong liền phóng đi. Các ngươi lưu lại đi. Trong đường núi gập ghềnh, ba thân ảnh đang cấp tốc đi nhanh tới, nhưng đúng ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh vung tay, trưởng ấn tràn ngập hơi nước bay ra, đem ba người phong tỏa trước mặt. Yêu thú thất giai. Ba người dừng lại, chính là ba đệ tử tinh anh của Nhật Sát Các, có yêu thú xuất hiện, ba người cùng ngưng tụ công kích nghênh đón. Phanh phanh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, thân hình ba người lập tức bị chấn khai. Với thực lực của họ làm sao là đối thủ, liền bị đánh bay. Năng lượng thật nồng đậm, chính là chỗ này. Sau một lát trên đỉnh đảo, ba thân ảnh đã như quỷ mị rơi xuống. Mọi người vừa rơi xuống đất, lập tức nhìn xung quanh, phía trước xuất hiện một hồ nước lớn thật sâu, khoảng chừng 500 thước, năng lượng nồng đậm tán phát, nước hồ nhũ bạch phiếm xuất thanh quang, lại sôi trào lên như nước sôi, năng lượng bạch sắc nhẹ nhẹ lan tràn như sương khói. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy khuếch tán che phủ cả không gian. Khi mọi người còn đang cảm giác năng lượng dao động trong hồ sâu, sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì trong hồ có một gốc đại thụ che trời thật lớn, phỏng chừng ba người cũng ôm không hết. Chân linh thánh quả. Ba người lẩm bẩm, đại thụ sinh trưởng trong hồ sâu, cành lá tươi tốt, trong cành lá còn có 9 quang điểm màu đỏ, lớn cỡ nắm tay, dù còn cách thật xa nhưng ba người vẫn cảm giác được năng lượng khổng lồ. Làm nhịp tim người ta không tự chủ được đập nhanh. Đúng là bảo vật, ăn vào hẳn được không ít ưu đãi. Tiểu Long liếm môi, trong ánh mắt lộ tia tham lam, cảm giác năng lượng lan tràn, biết rõ sử dụng sẽ có hiệu quả không sai. Cẩn thận, có cổ quái. Sắc mặt Dương Quá cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Siêu siêu. Đúng lúc này từ trong hồ sâu đột nhiên toát ra dây leo màu xanh cỡ cánh tay, dây leo phá không mà đến. Mang theo tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên bắn vọt về hướng ba người. Phá! Sắc mặt Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấn biến hóa, tay áo run lên, trong lòng bàn tay dâng lên linh hỏa, nhất thời cả không trung bị linh hỏa nóng rực đảo qua, dây leo cũng hóa thành cho tàn. Thật mạnh! Lục Tâm Đồng biến sắc, thực lực dây leo thật không yếu, chỉ sợ vũ xuất linh xuất cửu trọng cũng khó thể đối kháng. Hiu hiu! Vào lúc này bên trong hồ sâu sôi trào không ngớt. Sóng nước khuấy động, nháy mắt toát ra vô số dây leo lớn nhỏ phá không bắn tới, giống như vô cùng vô tận bao trùm không gian áp xuống. Phá! Trong lòng bàn tay Lục Tâm Đồng dâng lên đoàn linh hỏa, vô số dây leo hóa thành cho tàn, nhưng càng nhiều dây leo bắn tới, từ trên trời giáng xuống như vô cùng vô tận, đem ba người bao phủ bên trong. Hiu hiu! Dương Quá rút kiếm, kiếm quang vẽ ra quang quyển, vô số dây leo bị tước đoạt, nhưng vẫn tiếp tục sinh trưởng. Mặc dù dây leo muốn thương tổn ba người thật khó khăn, nhưng ba người cũng không thể tiến thêm một bước. Hai người cẩn thận, ta đi hái chân linh thánh quả. Tiểu Long nói. Tiểu Long, dùng hộp ngọc cất giữ, tránh để tan mất năng lượng. Lục Tâm Đồng vội vàng lấy ra 9 hộp ngọc đưa cho Tiểu Long. Hừ, chỉ vài cọng cỏ, xem ngươi làm sao ngăn cản ta. Thu hồi hộp ngọc, Tiểu Long trầm thấp quát, quanh thân tản ra hào quang quỷ dị. Thân hình tràn ngập kim sắc hỏa diễm nóng cháy, còn mạnh hơn linh hỏa của Lục Tâm Đồng, khiến không gian nhiễm thành màu xích hồng. Suy suy,
dây leo còn chưa tới gần liền bị khô héo, ngay sau đó hóa thành tro tàn, thân hình tiểu long giống như hỏa nhân lao đi, không gian dao động chung quanh bị thiêu đốt thành vặn vẹo. Hoàng mang chợt lóe, thân hình tiểu long bay thẳng tới gốc đại thụ bên trong hồ sâu. Tiểu long cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá tập trung ứng phó dây leo rậm rạp, ánh mắt lại nhìn qua tiểu long, không biết sẽ còn gặp phải nguy hiểm gì hay không. Siêu siêu. Ngay khi tiểu long lướt qua hồ sâu, từ dưới đáy hồ có vô số dây leo thẳng tắp phóng lên cao, đập thẳng về hướng hắn, tựa như vô số mũi tên nhọn phá không bay lên. Tiểu long hoàn toàn không để ý tới, bởi vì dây leo vừa tới gần kim sắc hỏa diễm đã lập tức bị thiêu thành tro tàn. Ngay lúc tiểu long tới gần đại thụ, đột nhiên đại thụ giống như có linh trí, vô số nhánh cây đong đưa nhưng móng vuốt quỷ thủ, bắn tới ngăn cản trước người hắn, như muốn bao vây hắn bên trong. Phá! Tiểu long nhíu mày, thấp giọng quát, trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, lập tức thiêu hủy dây leo vào tới trước người, mà những dây leo khác giống như có linh trí vội vàng tránh né, không nghĩ tới nó lại biết kiêng kỵ hỏa diễm của hắn. Thu! Ngay trong nháy mắt tiểu long không chút chậm trễ, thân ảnh chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, chín hộp ngọc mở ra, chín chân linh thánh quả trực tiếp bị thu vào trong chín hộp ngọc. Oanh long long! Ngay khi chân linh thánh quả cuối cùng bị tiểu long thu vào trong hộp ngọc, cả hồ sâu đột nhiên ầm vang chấn động, trên đại thụ che trời bắn ra một đạo quang mang cực lớn, phá vỡ mây mù. Gì? Giờ khắc này ở trên một ngọn núi bên ngoài Hải Trung Hải, sắc mặt vài thân ảnh cực kỳ kinh ngạc. Vì sao năm nay thời gian lấy chân linh thánh quả sớm như vậy a? Nhớ rõ 10 năm trước người đạt được chân linh thánh quả cuối cùng đều sau 15, mà năm nay mới ngày thứ 7. Mà 10 năm trước người đầu tiên lấy được chân linh thánh quả tựa hồ mãi tới ngày thứ 8 mới tới thiên trì. Đúng là quá sớm, có lẽ nhóm đệ tử đi vào năm nay thực lực không kém đi. Không phải đã xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Có lẽ là không đâu, ta thật không tin ở trong địa bàn Nhật Sát Các còn có người dám không tuân theo quy củ. Giờ phút này trên một ngọn núi thật bình thường, một thân ảnh nhỏ gầy nhìn chằm chằm về hướng quang mang phóng lên cao, mỉm cười lẩm bẩm. 150 năm trước ta từng dùng qua chân linh thánh quả, không ai biết nó cũng không phải bảo vật tốt nhất trong thiên trì, mà bảo vật tốt nhất nằm trong thiên đảo, không biết ta chuẩn bị 10 năm có lấy được hay không. Dứt lời, thân ảnh lão giả nhỏ gầy lập tức biến mất trên núi, mà người này chính là Thiên Thủ Quỷ Vương. Trên đỉnh, sau một lát quang mang đã biến mất, vào lúc này dây leo công kích Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá đều có rút trở về, nháy mắt bò trở lại bên trong hồ sâu. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Long nhảy trở lại bên cạnh Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, thu hồi chân linh thánh quả, lộ ra nụ cười hài lòng. Chúng ta đi nhanh đi, đừng để người phát hiện. Dương Quá lo lắng nói, lúc này trong lòng có chút mừng thầm, cảm giác như vừa làm tặc. Oanh long long. Ngay lúc ba người định rời đi, chợt nhìn thấy đại thụ trong hồ sâu trực tiếp trầm xuống, không bao lâu sau đã tiến vào sâu trong hồ. Khi chân linh thánh quả cuối cùng bị hái xuống, thiên đảo sẽ tự động đóng cửa, chúng ta đi thôi. Lục Tâm Đồng nói. Đi thôi, ra ngoài trước, sau đó đi tìm lão đại. Tiểu Long nói, đây chính là thành quả thu hoạch được, tới lúc đó có thể khoe khoang với lão đại một phen, nghĩ tới biểu tình kinh ngạc của lão đại, Tiểu Long không nhịn được cười đắc ý. 7 ngày thời gian nháy mắt trôi qua, bên trong phòng, sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ tái nhợt, 7 ngày đêm hắn không ngừng đánh thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Dĩnh. Đương nhiên thân thể nàng cũng bị hắn sờ soạng vuốt ve không còn gì là bí mật. Lục Lâm Thiên nhân cơ hội nuốt không ít đan dược khôi phục, mấy ngày nay hắn đã dùng thật nhiều đan dược, tiêu hao còn lớn hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Suy suy, lại một đạo chảo ấn điện mang rơi lên bộ ngực cao ngất của Lạc Dĩnh, tử kim sắc điện mang lại tràn vào. Hô hô, khi điện mang truyền vào cơ thể nàng, một cỗ năng lượng dao động kinh người lập tức tràn ngập, làm cả gian phòng đều chấn động. Thành công. Chỉ nháy mắt trên mặt Lục Lâm Thiên lộ vẻ vui mừng, suốt 7 ngày gặp không ít trắc trở, nhiều lần tưởng thất bại trong gang tấc, đều do hắn mạnh mẽ liều mạng chống cự, dấu hiệu lúc này chứng tỏ đã thành công. Lại một đạo điện mang điểm lên bụng dưới đan điền của Lạc Dĩnh, nhất thời bộc phát thanh âm lưu xuyến vang lên bên tai không dứt. Ti ti. Năng lượng trong thân thể Lạc Dĩnh nhanh chóng khuếch tán, chỉ nháy mắt đã nhanh chóng thăng lên, chân khí lan tràn. Thân thể truyền ra năng lượng dao động nồng đậm vô cùng. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Lạc cô nương, người có thể tự điều tức hay không?
mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng bình thường cũng xem qua không ít công pháp tu luyện trong Nhật Sát khác. Lạc Dĩnh nói, thanh âm có chút run rẩy, trong cơ thể có năng lượng bắt đầu khởi động, khiến nàng cực kỳ đau đớn, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này nàng cảm thấy mình khác hẳn, vừa rồi nàng có cảm giác như thân thể mình được gầy dựng lại, vô cùng kỳ diệu, giống như có luồng điện từ thiên linh huyệt luôn chảy xuống huyện Dũng Tuyền, thoải mái nói không nên lời. Ta giúp ngươi, khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển khẩu quyết, đem năng lượng truyền vào đan điền, mở đan điền khí hải. Lục Lâm Thiên nói, Lạc Dĩnh nhanh chóng khoanh chân ngồi trên giường, mà Lục Lâm Thiên ngồi phía sau, thủ ấn kết xuất, đôi tay lướt qua quỹ tích huyền ảo, rơi lên lưng của Lạc Dĩnh. Bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên hiện lên thổ hoàng sắc quang mang, toàn thân Lạc Dĩnh nổi lên dòng khí quanh quẩn, đó chính là năng lượng nồng đậm bắt đầu tràn ngập. Đừng loạn, từ từ sẽ tới. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã là 2 canh giờ sau. Oanh! Thân thể Lạc Dĩnh run rẩy, trong mắt dần dần có hào quang ngưng tụ, đúng ngay lúc này một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong thân thể thăng lên, thân hình Lạc Dĩnh càng run rẩy dữ dội. Lạc cô nương, vững chắc, dựa theo khẩu quyết công pháp vận chuyển tu luyện. Lục Lâm Thiên thu hồi hai tay mỉm cười nói. Hô hô! Chân khí từ người Lạc Dĩnh thăng lên, vũ đồ nhất trọng, nhị trọng, vũ sĩ tam trọng. Lục Lâm Thiên đứng dậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Vũ sư ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, cửu trọng. Lúc này tốc độ đột phá của Lạc Dĩnh thăng lên như đang ngồi tên lửa, thật sự khó tin. Lạc cô nương, mau ngừng tụ vũ đan, đột phá vũ phách. Lục Lâm Thiên ở một bên chỉ đạo, năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh cùng chân khí mà Lạc Kiến Hồng lưu lại quá mức khổng lồ, dù bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt một phần nhưng vẫn đủ chống đỡ cho nàng đột phá. Hô! Đột phá vũ phách, ngưng tụ vũ đan, điều này đối với bất kỳ vũ giả nào mà nói đều là một cửa ải, nhưng đối với Lạc Dĩnh mà nói lại không thấy rõ. Sau vũ sư cửu trọng, chỉ một lát từ ngoài đình viện có 3 cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ, chính là thủy, phong, thổ, 3 cỗ năng lượng bị Lạc Dĩnh hấp thu vào trong cơ thể, chân khí lại đột nhiên tiêu thăng. Đây là... Bên ngoài đình viện, Lạc Kiến Hồng cảm giác được biến hóa, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Năng lượng dao động không ngừng làm cho hắn ngoài ý muốn, không biết là chuyện gì xảy ra. Các chủ, hình như có người ngưng tụ vũ đan, phong, thủy, thổ hệ, là tam hệ vũ giả. Trưởng lão Vũ Vương tứ trọng kinh ngạc hô. Là ai vậy, tam hệ vũ giả, trời ạ, chẳng lẽ Nhật Sát Các sẽ xuất hiện một vũ giả tam hệ hay sao? Trong đình viện chỉ có Lục Lâm Thiên cùng Dĩnh Nhi, là ai chứ? Chẳng lẽ... Lạc Kiến Hồng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng tựa hồ là không thể nào. Lạc cô nương, đủ rồi, mau dừng lại. Lạc Dĩnh vừa ngưng tụ xong vũ đan, Lục Lâm Thiên quát lớn, nếu liên tục đột phá sẽ làm căn cơ không ổn, mà năng lượng trong người Lạc Dĩnh đủ cho nàng đột phá tới vũ xuất chỉ trong vài tháng thời gian. Vũ giả tam hệ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, thiên phú của Lạc Dĩnh cũng không kém hơn Vân Hồng Lăng bao nhiêu, mặc dù cất bước quá muộn nhưng có được thể chất cường hãn. Hơn nữa với tốc độ tu luyện của vũ giả tam hệ, lại được Nhật Sát Các bồi dưỡng, chỉ sợ thành tựu ngày sau có thể nghĩ. Hô! Lạc Dĩnh thở ra một hơi chọc khí, chúc chắc thu lại thủ ấn, vừa mở mắt, trong mắt chợt hiện tinh quang. Cảm giác biến hóa trong cơ thể mình, Lạc Dĩnh hiểu được đã phát sinh chuyện gì, từ nay về sau nàng đã trở thành người bình thường, không cần sống thống khổ như ngày trước, có thể tự do đi khắp nơi, mà phụ thân cũng không cần tiếp tục lo lắng. Nghĩ tới đây, Lạc Dĩnh cảm kích nhìn thanh niên trước mắt, không nghĩ tới người này vẫn quân tử như vậy, tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên giải lụa che mắt. Lạc Dĩnh vội vàng đứng dậy cầm lấy bộ quần áo mặc nhanh vào, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị xong, ngài có thể lấy giải lụa xuống. Lạc Dĩnh mặc xong quần áo, sửa soạn chút thân thể, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên kéo giải lụa xuống, khẽ chớp mắt, nhìn thiếu nữ yêu kiều trước mặt. Thần sắc của nàng đã khác hẳn lúc trước, khuôn mặt đỏ ửng, làn da bóng loáng như ngọc, trong ánh mắt còn lóe lên vẻ thông thấu sáng rọi. Chúc mừng Lạc cô nương trở thành vũ giả tam hệ, tiền đồ vô lượng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, hết thảy thành công, lúc này hắn xem như thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu nữ tử đa tạ ân cứu mạng của Lục trưởng môn, ân như tái tạo. Lạc Dĩnh quỳ xuống, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lạc cô nương, không dám. Lạc Dĩnh còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Lục Lâm Thiên nhanh chóng nâng đỡ, hương thơm lan vào mũi hắn,
sắc mặt Lạc Dĩnh lại đỏ lên, cả người chợt dâng lên cảm giác khác thường. Giác chi! Cửa phòng đột nhiên bật mở, một thân ảnh xinh đẹp chạy ra bổ nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng. Cha, con khỏe rồi, bệnh của con đã chữa trị tốt lắm. Nữ tử nhào vào trong lòng Lạc Kiến Hồng, đôi mắt ướt át, sau này phụ thân rốt cục không cần lo lắng cho mình. Dĩnh nhi, cho cha nhìn xem. Lạc Kiến Hồng kích động, để nữ nhi đứng bên cạnh, thủ ấn đánh ra, nhất thời rơi lên người nàng. Tốt lắm, rốt cục trị hết tiên thiên đoạn mạch tuyệt thể, còn có thể tu luyện, vũ giả tam hệ, mọi chuyện đều tốt. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Lạc Kiến Hồng mừng rỡ, kích động run rẩy lên, suốt 20 mấy năm hắn tìm khắp các cường giả linh đạo, nhưng không ai chữa khỏi được nữ nhi của hắn, hắn đã tuyệt vọng, nhưng lần này hắn chỉ là vô tình lại giúp nữ nhi chữa khỏi bệnh, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Dĩnh nhi, mau cho ta xem. Mấy trưởng lão cũng vô cùng hưng phấn, dù họ luôn chờ mong nhưng một khi sự thật đã xảy ra họ vẫn không dám tin, có lẽ họ đã từng thất vọng qua nhiều lần, bởi vì cả cường giả linh tôn cũng không có biện pháp chữa trị. Thật sự tốt lắm, còn là vũ giả tam hệ. Lại thành công ngưng tụ vũ đan đột phá tới vũ phách, thật tốt quá. Nhóm trưởng lão hưng phấn kích động kiểm tra, cực kỳ kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Lúc này Lạc Kiến Hồng đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng suy yếu của hắn, không nói một lời nào, chỉ cúi người thi lễ, trong mắt tràn ngập cảm kích. Lạc các chủ, ta cần một mật thất bế quan vài ngày. Lục Lâm Thiên đáp lễ, hắn hiểu được ý tứ của Lạc Kiến Hồng. Dùng mật thất tu luyện của ta đi, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Lạc Kiến Hồng nói, đưa Lục Lâm Thiên vào một mật thất, giao cho hắn không ít đan dược thất phẩm dùng khôi phục mới rời đi. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, sau một lát quanh thân bảo phủ trong một vầng hoàng mang sáng ngời. Tin tức đại tiểu thư đã được chữa trị nhanh chóng truyền ra, đương nhiên đệ tử bình thường cũng không biết việc này, chỉ có các trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử thân truyền mới hay biết. Trên một ngọn núi lớn, có một sơn động cực kỳ cổ xưa, lộ ra chân khí tang thương. Lục Lâm Thiên thật sự chữa trị hết bệnh cho Dĩnh Nhi sao? Một thanh âm già nua truyền ra, là một giọng nữ, mà Lạc Kiến Hồng đang cung kính đứng bên ngoài động. Không sai, Dĩnh Nhi đã khỏe lại, còn là vũ giả tam hệ, bao nhiêu thống khổ tra tấn mấy năm nay làm thể chất của Dĩnh Nhi thay đổi thật lớn, phỏng chừng qua thêm vài tháng sẽ đột phá hơn vũ xuất, sau này muốn trở thành cường giả cũng không có vấn đề. Lạc Kiến Hồng nói, Lục Lâm Thiên thật không đơn giản. Người có tính toán gì không? Ta hoài nghi bảo vật trong huyền thiên bí cảnh đã rơi vào tay Lục Lâm Thiên, nếu chiếm được kiện thần khí kia, trong chuyện đó có lẽ Nhật Sát Các sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Một lát sau thanh âm nữ nhân kia lại truyền tới. Trong các đã nhận được tin tức, dưỡng nữ của Lục Gia Lão Đại, vị hôn thê của Lục Lâm Thiên tên Lục Vô Song, chính là đại tiểu thư của Bắc Cung gia tộc, đã được đón trở về Bắc Cung gia tộc, đại hộ pháp Bắc Cung gia tộc đã nói, sẽ bảo hộ Lục Gia 300 năm. Ai động Lục Gia sẽ là kẻ địch của Bắc Cung Gia, cho dù Lục Lâm Thiên thật sự chiếm được thần khí, nếu chúng ta muốn đối phó Lục Lâm Thiên, chỉ có thể trả hết đại giới đánh chết hắn, còn không thể để người ngoài biết được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nhật Sát Các sẽ tràn đầy nguy cơ, mà dạo gần đây Lục Lâm Thiên gây ra không ít phiền toái, nghe nói đã không hợp với Thiên Vân Đảo, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, nếu chúng ta muốn giúp hắn cũng phải dốc hết toàn lực, rất có thể bị liên lụy bên trong. Nhưng nếu thành công, Nhật Sát Các không phải không có hy vọng, hơn nữa Lục Lâm Thiên có ân với ta, cho nên ta lựa chọn điều thứ hai. Lạc Kiến Hồng nói. Trong sơn động yên tĩnh chốc lát mới nói. Muốn đối phó Lục Lâm Thiên, bây giờ là cơ hội tốt nhất, nhưng ngươi nói cũng đúng, lần này cần Nhật Sát Các đánh cuộc một lần, Lục Lâm Thiên có thể chữa khỏi Dĩnh Nhi, chẳng những có ân với ngươi, còn có ân với lão bà tử, ngươi luôn có chủ ý của mình, vậy dựa theo ý tứ của ngươi làm đi. Lục Lâm Thiên đích xác bất phàm, có lẽ lần này Nhật Sát Các có thể đổ thắng, đã muốn giúp hắn thì phải toàn lực giúp đỡ, cũng xem như lưu lại sinh cơ cho Nhật Sát Các ngày sau. Vài ngày trôi qua, năng lượng bắt đầu tràn vào mật thất, hình thành lốc xoáy năng lượng quanh thân Lục Lâm Thiên, sau đó rót vào trong thân thể hắn. Không gian chung quanh Lục Lâm Thiên dao động mãnh liệt, từng luồng năng lượng thiên địa hội tụ, lượn lờ bên ngoài thân thể, cuối cùng xâm nhập vào bên trong, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên cấp tốc phát sinh biến hóa, đan điền khí hải trướng lên, dần dần dao động ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng trong mật thất tràn ngập năng lượng nồng đậm,
mà thân hình Lục Lâm Thiên giống như lốc xoáy cắn nuốt, tham lam cắn nuốt toàn bộ năng lượng tràn vào trong cơ thể. Khi năng lượng chung quanh mật thất dần dần trở nên yếu bớt, lốc xoáy năng lượng dần hư ảo, trong mật thất trở nên yên tĩnh, mà khí thế của Lục Lâm Thiên đều thu liễm không hề tán phát ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí mới đánh vỡ yên tĩnh xung quanh. Hô! Lục Lâm Thiên mở mắt, tinh mang bắn ra, sau đó thu liễm, khôi phục lại bình thường như trước, nhưng nếu là người quen sẽ không khó phát hiện chân khí của hắn mạnh mẽ hơn ngày trước, bởi vì đã tăng lên tới Vũ Vương Lục Trọng. Không biết gặp lại Thiên Thủ Quỷ Vương sẽ như thế nào? Lục Lâm Thiên siết chặt nắm tay, cảm thụ chân khí hùng hồn muốn bùng nổ, người có tu vi đồng cấp nếu bị hắn công kích chỉ sợ không có năng lực chạy trốn. Lần này đi Nhật Sát Các, thu hoạch không nhỏ a. Lục Lâm Thiên cười nói, hắn còn không biết ban đầu Lạc Kiến Hồng để hắn lưu lại Nhật Sát Các cũng không tốt lành gì, ngược lại là sợ hắn đạt được ưu đãi. Nhưng chuyến đi này đối với hắn cũng không tệ, thu hoạch không ít. Lục Lâm Thiên chuẩn bị đi ra ngoài, còn có hai viên khởi tử hồi xuân đan cùng Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm đang chờ đợi hắn đâu, đó đều là bảo vật hiếm thấy. Chúc mừng Lục trưởng môn tiếp tục đột phá. Khi Lục Lâm Thiên đi ra khỏi mật thất, thân ảnh Lạc Kiến Hồng liền xuất hiện. Sau lưng còn có không ít trưởng lão đi theo. Đột nhiên có lĩnh ngộ, đã đột phá. Lục Lâm Thiên cười nói. Đây là nhờ thiên phú của Lục trưởng môn, nghe đồn thiên phú của Lục trưởng môn kinh người, hôm nay vừa gặp thật sự danh bất hư truyền. Một thanh âm dịu dàng vang lên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua, chính là Lạc Dĩnh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nàng lại đột phá tới Vũ Phách Tứ Trọng. Lại để Lạc cô nương chê cười. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử thanh tú động lòng người, nghĩ tới thân hình uyển chuyển của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Lục trưởng môn, đây là hai viên khởi tử hồi xuân đan, tập hợp nhiều tài liệu mấy ngàn năm của Nhật Sát Các mới luyện chế ra 8 viên, tu vi dưới linh tôn cùng vũ tôn ngũ trọng sử dụng, dù chỉ còn một hơi cũng có thể nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Lạc Kiến Hồng nói xong, đưa một bình ngọc cho Lục Lâm Thiên. Đa tạ Lạc các chủ. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, cũng không cần kiểm tra, trực tiếp thu vào trong giới chỉ. Lục trưởng môn, hiện tại chúng ta tới Vũ Các lấy Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm đi, nhưng cho dù ta đồng ý cũng không hữu dụng, tới lúc đó còn cần Lục trưởng môn dùng chính bổn sự của mình đi lấy mới được. Lạc Kiến Hồng nói, phải dùng bổn sự của mình đi lấy sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt, không hiểu ý của Lạc Kiến Hồng. Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Lục Lâm Thiên. Lạc Kiến Hồng có vẻ áy náy, nói. Lục trưởng môn, sự tình là thế này, uy lực của Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm cực kỳ bá đạo, mấy ngàn năm qua trong Nhật Sát Các rất ít người luyện thành, là bí mật bất truyền của Nhật Sát Các, mặc dù ta đáp ứng giao cho ngươi, nhưng phải dựa theo quy củ bổn các, nếu không phải đệ tử bổn các muốn tu luyện ngoại trừ được các chủ đồng ý, còn phải đánh bại hai vị trưởng lão canh giữ Vũ Các, cho nên. Ý tứ của Lạc các chủ. Ta cần đánh bại hai vị trưởng lão Vũ Các mới có thể lấy đi nó. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong lòng cũng rõ ràng những đại môn đại phái có vũ khí huyền cấp sơ giai cũng đã không thể truyền ra ngoài, lên tới vũ khí địa cấp càng thêm nghiêm khắc, dù là đệ tử thân truyền bình thường cũng không có tư cách tu luyện, mà vũ khí địa cấp trung giai càng khó khăn hơn nhiều. Phải, thật có lỗi, nếu Lục trưởng môn không thể thắng được hai vị trưởng lão Vũ Các, ta nhất định sẽ bồi thường Lục trưởng môn, mong Lục trưởng môn thông cảm. Ta cũng không thể phá vỡ quy củ Nhật Sát Các. Lạc Kiến Hồng nói. Hô! Lục Lâm Thiên thở sâu, Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm là vũ khí bất truyền của Nhật Sát Các, cấp độ địa cấp trung giai, dù là Lạc Kiến Hồng muốn bồi thường cũng không thể có được vũ khí địa cấp trung giai, mà nỗi khó xử của hắn, Lục Lâm Thiên cũng biết, quy củ của Nhật Sát Các như thế, cho dù hắn là các chủ cũng không thể phá hủy được. Lục Lâm Thiên cũng biết có vấn đề, chỉ sợ Lạc Kiến Hồng cố ý làm như thế. Cùng lúc hy vọng mình có thể chữa trị bệnh của Lạc Dĩnh, mà mặt khác đoán chừng là Nhật Sát Các cũng không muốn buông bỏ vũ khí bất truyền đưa cho người ngoài, dù sao cũng là vũ khí địa cấp trung giai, đổi lại là mình cũng luyến tiếc, cho nên tình nguyện cho mình ưu đãi khác làm bồi thường. Lạc các chủ, không biết thực lực hai vị trưởng lão Vũ Các ra sao? Lục Lâm Thiên thở sâu, nhìn Lạc Kiến Hồng hỏi. Hai vị trưởng lão Vũ Các đều có tu vi Vũ Vương cửu trọng. Lạc Kiến Hồng như đã sớm biết lựa chọn của Lục Lâm Thiên, đặc biệt nói thêm một câu. Hai vị trưởng lão đều sắp đạt tới trình tự Vũ Vương cửu trọng đỉnh. Kháo, hai vị Vũ Vương cửu trọng đỉnh. Lục Lâm Thiên sửng sốt, hai người đều là Vũ Vương cửu trọng đỉnh,
dù gặp phải vũ tôn linh tôn nhất trọng cũng có lực đối kháng, đây rõ ràng Nhật Sát Các muốn mình biết khó mà lui. Hai vũ vương cửu trọng đỉnh, loại thực lực này khủng bố thế nào đã không cần hoài nghi, chỉ còn một bước đã lên tới vũ tôn, Lục Lâm Thiên cau mày, chỉ sợ còn không phải vũ vương cửu trọng đỉnh bình thường, nhiều ít phải có lá bài tẩy, tuyệt đối khó đối phó. Lạc các chủ, vậy hãy để cho ta lĩnh giáo hai vị trưởng lão một lần, xem như cùng cường giả Nhật Sát Các học tập. Lục Lâm Thiên nói, muốn hắn buông tha là không thể nào, hắn cảm giác thực lực hiện tại của mình cũng có chỗ dựa vào, khi hắn còn ở vũ vương ngũ trọng đã không e ngại thiên thủ quỷ vương, hiện tại tăng lên lục trọng, thực lực càng tăng cường, huống chi hắn có bất diệt huyền thể, ít nhất có chỗ dựa, vậy còn gì đáng bận tâm, cũng có thể nhân cơ hội thử xem thực lực bây giờ của mình, hai vũ vương cửu trọng tuyệt đối đủ cho mình thí nghiệm. A, à, nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, không ít trưởng lão trợn mắt cứng lưỡi. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự không biết trời cao đất dày, lại muốn đi khiêu chiến hai vị trưởng lão vũ các. Hoàng trưởng lão, thông chi toàn bộ đệ tử thân truyền cùng đệ tử lâu năm đi vũ các, để cho họ đi xem thực lực lục trưởng môn, thế nào là người đứng đầu 10 đại cường giả trẻ tuổi, cũng miễn cho bọn hắn ếch ngồi đáy giếng. Lạc Kiến Hồng nói, Lục Lâm Thiên sừng sốt, lập tức khẽ cười, chẳng lẽ Lục Kiến Hồng cũng thích náo nhiệt, không phải chỉ muốn nhìn thấy mình bị người trà đạp đi. Nhưng cũng không thể nào, mình là vũ vương lục trọng, đối mặt hai vũ vương cửu trọng chẳng lẽ không có lực đánh một trận, nghĩ tới đây trong lòng hắn đột nhiên hưng phấn, huyết mạch sôi trào, trong lòng đột nhiên vô cùng chờ mong. Dạ, một vị trưởng lão lĩnh mệnh rời đi. Lục trưởng môn, thỉnh đi theo ta. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng phức tạp, tựa hồ đang suy đoán ý nghĩ của Lục Lâm Thiên, nhìn thấy thần sắc hắn không hề lo lắng, ngược lại còn có chút chờ mong cùng nóng cháy. Chẳng lẽ hắn tự tin như thế sao, mình còn phải kiêng kỵ hai vị trưởng lão vũ các, không nghĩ tới tiểu tử này không sợ hãi chút nào. Lạc Dĩnh nhìn thanh niên trước mắt, cực kỳ tò mò, mỗi lần nhìn thấy hắn trong lòng nàng luôn đập loạn vô cùng. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên phát hiện trong Nhật Sát Các bố trí không ít trận pháp, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lục trưởng môn, hai vị trưởng lão vũ các có một người tu luyện thổ hệ cùng thủy hệ, một người tu luyện phong hệ cùng hỏa hệ. Đều là vũ giả song hệ, chủ hệ của Tiêu trưởng lão là thổ hệ, có lực công kích cực kỳ khủng bố, mà chủ hệ của Liêu trưởng lão là phong hệ, tốc độ nhanh vô cùng, tới lúc đó ngươi nên cẩn thận ứng đối. Lạc Kiến Hồng giới thiệu. Cái gì, còn là hai vị vũ vương cửu trọng đỉnh song hệ vũ giả? Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết nên nói gì. Có gì đáng kinh ngạc chứ, lục trưởng môn còn là vũ giả ngũ hệ mà, ngoài ra còn là linh vũ song tu nữa thôi. Lạc Kiến Hồng cười nói. Trong Nhật Sát Các, cường giả như mây a. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, mình có thể đối kháng được sao, chỉ làm hết sức mà thôi. Phi Linh Môn cũng có nhân tài đông đúc, lục trưởng môn là người đứng đầu 10 đại cường giả, lệnh muội lục tâm đồng đứng thứ 3, nếu đợi thêm một thời gian, tu vi thật khó hạn lượng. Lạc Kiến Hồng nói, chợt tò mò. Lục trưởng môn, nghe nói lúc trước Dương Quá luôn đi cùng lục trưởng môn. Không biết hai vị có quan hệ gì. Dương Quá chính là đại ca của tiểu tử. Lục Lâm Thiên nói, đoán chừng có không ít sơn môn đánh chủ ý với đại ca Dương Quá đi. Cái gì? Không ít trưởng lão đều nhìn Lục Lâm Thiên, kinh ngạc dừng bước, chỉ sợ không ai ngờ Dương Quá là đại ca của hắn, chẳng lẽ cả ba huynh muội đều bài danh trong 10 đại cường giả trẻ tuổi hay sao, thật quá kinh khủng. Ba huynh muội của lục trưởng môn thật sự là... Lạc Kiến Hồng kinh ngạc nói không ra lời. Lạc các chủ chê cười. Lục Lâm Thiên nói. Nếu lục trưởng môn nể tình Lạc mỗ, sau này đừng gọi các chủ, xưng hô Lạc lão ca là tốt rồi, ta cũng chiếm chút tiện nghi, sau này gọi ngươi là lục lão đệ đi. Lạc Kiến Hồng cười nói, ánh mắt nhận thân nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức ha ha cười nói. Ha ha, Lạc lão ca, vậy chẳng khác gì là tiểu tử lợi dụng. Lục Lâm Thiên cũng biết Lạc Kiến Hồng cùng một thế hệ với hai vị nhạc phụ, xem như mình chiếm tiện nghi, quan trọng nhất là Lục Lâm Thiên lý giải được ý tứ của Lạc Kiến Hồng, Nhật Sát Các đang lấy lòng với mình, ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Ha ha, mặc kệ là ai lợi dụng cũng không trọng yếu, không thiệt thòi lớn là được. Lạc Kiến Hồng cũng cười nói. Vũ Các cũng là một trong những cấm địa của Nhật Sát Các, chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể đi vào, nhưng cũng không phải tùy tiện thì có thể vào được. Vũ Các là một lầu các khổng lồ, cao khoảng 40 trượng, diện tích hơn 1000 thước vuông, sừng sững trên một hòn đảo lớn,
xa xa nhìn lại thật giống như chiếm cứ cả hòn đảo. Lúc này đã là đầu mùa đông, lá úa điêu linh, lá rụng rơi lên mặt biển mang theo vẻ đẹp hoang sơ tịch mịch. Khi Lục Lâm Thiên đi tới nơi này, phỏng chừng vũ các cũng giống như vũ linh huyễn cảnh hoặc là vạn vũ các của Vân Dương Tông. Mọi người đi qua cầu treo qua vũ các, trước vũ các là một quảng trường lớn, khắp bốn phía cùng trên cầu treo tụ tập không ít đệ tử Nhật Sát Các, theo quần áo cùng tu vi đều là đệ tử thân truyền cùng đệ tử lâu năm trong các. Bái kiến các chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Mọi người hành lễ, nhưng ánh mắt đều nhìn Lục Lâm Thiên cùng Lạc Dĩnh. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên mà hắn vẫn thản nhiên, trong khi Lạc Kiến Hồng khẽ thở dài, những đệ tử trong các đúng là ếch ngồi đáy giếng quá lâu, luôn quá tự cao, chỉ sợ tiền đồ ngày sau liền có thể nghĩ. Lục Lâm Thiên chợt nhíu mày, vài đạo chân khí cẩn thận dình tới, nhưng vẫn bị hắn phát hiện, có lẽ là cường giả trong Nhật Sát Các. Bái kiến trưởng môn. Hai thân ảnh xuất hiện. Tuy bước chân chậm rãi nhưng vừa dứt lời thì thân ảnh đã tới trước mặt mọi người. Khả năng trưởng khống không gian lực thật mạnh. Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Người đứng bên trái quần áo thoạt nhìn giống như đã mặc vài chục năm, thậm chí trước ngực cùng tay áo còn có mụn vá, thân hình cao lớn, khoảng hơn 50 tuổi, nhưng hẳn là không chỉ bao nhiêu đó tuổi. Người bên phải tuổi tác xấp xỉ, mặc áo dài màu xám trắng, bên trên thêu hoa văn, thân hình gầy gò. Nhưng nhìn khuôn mặt cũng biết lúc tuổi trẻ tuyệt đối là người anh tuấn bất phàm. Chân khí của hai người làm Lục Lâm Thiên phải than thở, không người nào kém hơn Thiên Thủ Quỷ Vương. Dĩnh Nhi, mau tới đây cho ta xem đã khỏe hẳn hay chưa. Hoàng bào lão giả bên trái nhìn Lạc Dĩnh, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Tiêu trưởng lão, con đã tốt hơn. Lạc Dĩnh mỉm cười bước tới nói. Lão giả nhíu mày, cầm tay Lạc Dĩnh truyền vào chân khí, vô cùng kinh ngạc. Thật sự tốt rồi. Vậy phải đa tạ Lục trưởng môn ra tay, nhờ vậy con mới khỏe trở lại. Lạc Dĩnh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ngươi chính là trưởng môn phi linh môn nổi danh gần đây, người đứng đầu 10 đại cường giả tên Lục Lâm Thiên sao? Lão giả lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, bắt đầu quan sát đánh giá. Tiểu tử Lục Lâm Thiên, ra mắt hai vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên khẽ cười, ôm quyền thi lễ. Lục trưởng môn khách khí. Lão giả gầy gò nói, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, cảm giác thần thái của hắn, trong lòng có chút tán thưởng, thái độ tiểu tử này đúng mực, thong dong bình tĩnh, chỉ bằng hai điểm này thanh niên trong Nhật Sát Các thật không sánh bằng. Nghe nói người muốn tới lấy Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Hoàng bào lão giả nói, mặc dù các chủ đã đáp ứng ngươi, nhưng dựa theo quy củ Nhật Sát Các, không truyền vũ kỹ cho người ngoài, muốn lấy thì phải đánh bại hai vị trưởng lão vũ các mới được. Ta nhìn thấy thực lực ngươi mặc dù không kém, nhưng muốn đối kháng hai lão gia hỏa chúng ta chỉ sợ còn có chút khó khăn, bằng không ta đưa ra một chủ ý ngươi thấy thế nào. Lão giả xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ đánh chủ ý gì đó. Mời tiêu trưởng lão cứ nói. Lục Lâm Thiên khẽ cười, vị trưởng lão này thật không tệ lắm. Người ngoài muốn tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm rất khó, chỉ bằng theo ta xem, ngươi trở thành người của Nhật Sát Các. Nếu ngươi gia nhập chẳng phải là có thể lấy được vũ kỹ sao? Tiêu trưởng lão nhận chân nói. Vừa nghe câu nói của hắn, các trưởng lão đều cực kỳ bội phục, nếu Lục Lâm Thiên gia nhập Nhật Sát Các, còn mang theo cả phi linh môn, chẳng phải làm thực lực Nhật Sát Các gia tăng rất nhiều. Thậm chí là Kiến Hồng cũng phải bội phục, việc này ngay cả hắn cũng không dám nghĩ, nhưng tiêu trưởng lão lại nói thẳng ra, nếu Lục Lâm Thiên gia nhập, như vậy cũng không còn là người của Vân Dương Tông. Ha ha. Đa tạ tiêu trưởng lão yêu ái. Lục Lâm Thiên sửng sốt, chợt cười khổ, vị này đúng là cường đạo, muốn yêu cầu mình gia nhập Nhật Sát Các, mình còn muốn kéo hắn gia nhập phi linh môn đây. Tiểu tử, ngươi không muốn. Tiêu trưởng lão liếc mắt, đột nhiên đôi mắt xoay chuyển, nói. Hay là như vậy, ngươi thấy Dĩnh Nhi thế nào, ngươi đã chỉ tốt cho Dĩnh Nhi, ta để các chủ gả Dĩnh Nhi cho ngươi, nếu ngươi trở thành con rể Nhật Sát Các, vũ khí Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm xem như đồ cưới. Mặt khác lão đầu tử sẽ tặng ngươi thêm vài bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai, được chứ? Tiêu trưởng lão hưng phấn nhìn Lục Lâm Thiên với vẻ cực kỳ chờ mong đáp án. Tiêu trưởng lão, ngài nói gì đó, con? Lạc Dĩnh thẹn thùng núp sau lưng Lạc Kiến Hồng, nhưng ánh mắt lại trộm nhìn Lục Lâm Thiên, mà các trưởng lão cùng Lạc Kiến Hồng đổ mồ hôi lạnh, vị tiêu trưởng lão này đúng là một nhân tài. Dĩnh Nhi, nữ nhi trưởng thành phải xuất giá, tiểu tử này cũng không tệ lắm. So sánh với những tiểu tử khác trong các đều mạnh hơn, con tin ta đi.
Tiêu trưởng lão tự nhận ý nghĩ của mình không sai, cười hắc hắc vô cùng đắc ý. Lục Lâm Thiên cười khổ, vị tiêu trưởng lão này thật sự cường hãn, thậm chí dùng cả mỹ nhân kế. Tiêu trưởng lão, Lục lão đệ đã có hôn ước, chính là nữ nhi của Vân Tiếu Thiên tên Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông, còn có. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cười khổ, Lạc Kiến Hồng lập tức giải vây, chẳng biết tại sao trong lòng có chút thất vọng, nếu Lục Lâm Thiên lập tức đáp ứng, hắn sẽ không chút do dự liền đồng ý. Cái gì, bị Vân Dương Tông nhanh chân tới trước sao, Vân Dương Tông, rất tặc. Lạc Kiến Hồng còn chưa dứt lời, tiêu trưởng lão đã kích động mắng to. Đừng làm cho đám hậu bối chê cười. Lưu trưởng lão nhìn thấy phản ứng của Lục Lâm Thiên, tiến lên nói. Lục trưởng môn, tiêu trưởng lão thích nói đùa, thỉnh đừng trách móc. Mặc dù trong lòng Lưu trưởng lão cũng hy vọng Lục Lâm Thiên trở thành con rể Nhật Sát Các, nhưng nếu Lục Lâm Thiên không lập tức đáp ứng sẽ hạ thấp thân phận của Lạc Dĩnh, đại tiểu thư Nhật Sát Các làm sao có thể cầu khẩn người khác cưới mình. Lục Lâm Thiên chỉ có thể bồi cười một tiếng. Lục trưởng môn trị hết bệnh cho Dĩnh Nhi, là người có ân với Nhật Sát Các, mặc dù vũ khí địa cấp trung giai chân quý, nhưng vẫn không bằng tính mạng của Dĩnh Nhi, nếu các chủ đã đồng ý, lẽ ra giao cho Lục trưởng môn cũng không có gì, nhưng bởi vì Nhật Sát Các có tổ huấn, trừ phi Lục trưởng môn đánh bại hai lão gia hỏa chúng ta, cho nên hôm nay Lục trưởng môn nhất định cần động thủ đánh bại hai chúng ta mới được. Liêu trưởng lão nói, mời hai vị trưởng lão chỉ giáo. Lục Lâm Thiên nói, nếu tiểu tử không thể đánh bại hai vị trưởng lão, cũng chứng minh tiểu tử vô duyên với vũ khí hoàn vũ thất toàn trảm. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, chắp tay nói. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên không có chút do dự, hai vị trưởng lão cũng sững sờ, Liêu trưởng lão cười nói. Ha ha, xem ra Lục trưởng môn rất có lòng tin đối với chính mình, vậy thì bắt đầu đi, hai lão gia hỏa chúng ta đã lâu cũng không đối chiến rồi. Tiểu tử, không biết vì sao ta lại có chút thích ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ nhường cho ngươi. Tiêu trưởng lão cười nói. Lục lão đệ, ngươi phải tự mình cẩn thận. Lạc Kiến Hồng nói, phất tay lui sang một bên. Giữa sân chỉ còn lại Lục Lâm Thiên cùng hai vị trưởng lão, chân khí bắt đầu căng thẳng lên. Hô! Quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ra hoàng mang, khởi động thanh linh khải giáp, chân khí hùng hồn tràn ra như thủy triều, không gian dao động vặn vẹo, một cỗ khí thế ngập trời lan tràn, chiến ý mênh mông. Cảm giác được chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên, ánh mắt mọi người kinh ngạc. Còn nhỏ tuổi đã là Vũ Vương Lục Trọng, quả nhiên không hổ là người đứng đầu 10 đại cao thủ trẻ tuổi, làm đám lão gia hỏa chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ a. Liêu trưởng lão nói, gió xoáy xoay chuyển quanh thân, cuồng phong gào thét thổi tung cho bụi khắp xung quanh. Phong hệ thật mạnh, tuy thân hình Lục Lâm Thiên không dao động, nhưng trong mắt bắn ra tinh quang. Ha ha, quả nhiên bất phàm. Ánh mắt tiêu trưởng lão sáng lên, không gian quanh thân vặn vẹo. Thật mạnh. Khí thế ba người phóng thích, mọi người không khỏi cảm thấy bị áp chế, làm các đệ tử Nhật Sát Các run lên. Hai vị trưởng lão, ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên quát to. Dứt lời, một luồng khí xoáy đột khởi, thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt ra. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Sắc mặt Liêu trưởng lão ngưng tụ, mang theo vẻ kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh. Trưởng ấn vừa thu lại, Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng vị trí khi nãy của Liêu trưởng lão, khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc, tốc độ cùng không gian lực của vị Liêu trưởng lão này đã lên tới trình độ khủng bố. Một kích đánh hụt, chân của Lục Lâm Thiên điểm vào hư không, thân ảnh như hóa thành gió xoáy đánh về phía Liêu trưởng lão. Ánh mắt Liêu trưởng lão híp lại, bàn chân dẫm hư không, một cỗ cuồng phong khởi động, lại biến mất ngay tại chỗ. So tốc độ sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, chân khí dâng lên, thúc dục tới cực hạn, gió xoáy lưu chuyển, tốc độ đột nhiên tăng lên, hưu một tiếng thân ảnh hóa thành thanh quang truy theo Liêu trưởng lão. Gì? Liêu trưởng lão kinh ngạc, căn bản không kịp dừng lại, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, tựa hồ cũng có hứng thú so sánh tốc độ với Lục Lâm Thiên. Tiêu trưởng lão còn chưa có động tác, chỉ nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt liên tục biến hóa. Tốc độ của hai người ngày càng kịch liệt. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khủng bố, tới cuối cùng ngoài vài cường giả không còn ai thấy rõ thân hình của hai người, chỉ nhìn thấy một trắng một vàng không ngừng xuyên toa, tốc độ đã tới mức không tưởng tượng nổi. Tốc độ của Lục Lâm Thiên cực nhanh. Các trưởng lão không nhịn được than thở. Không hổ là người đứng đầu 10 cường giả trẻ tuổi, trong giới thanh niên không còn ai là đối thủ.
có thể đem phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông thi triển tới mức này, chỉ sợ không bao nhiêu người. Lạc Kiến Hồng gật gật đầu. Ha ha, tốc độ thật nhanh, thật làm người ta phải than thở, nhưng để cho ta xem thực lực của ngươi đi tới được bước nào rồi. Liêu trưởng lão đột nhiên dừng lại, hắn nổi danh về tốc độ, nhưng Lục Lâm Thiên không kém hắn bao nhiêu, làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên, nếu không phải hắn chiếm ít tiện nghi trong không gian lực, cũng đã bị Lục Lâm Thiên đuổi theo. Sắc mặt Liêu trưởng lão ngưng tụ, chân khí bạo tuôn, không gian dao động tản ra, thủ ấn vừa động lập tức đánh ra ngoài, chung quanh trưởng ấn vang lên tiếng xé gió, kéo dài qua không trung trực tiếp phong tỏa không gian trước người Lục Lâm Thiên. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Trưởng ấn vỡ áp tràn tới, trong tay phải Lục Lâm Thiên cầm liệt thiên, không gian nháy mắt biến thành đỏ đậm, chảo ấn bắn ra, chảo ấn giống như xích hồng sắc hỏa diễm mang theo khí thế sắc bén ầm ầm va chạm vào trưởng ấn. Vũ khí địa cấp. Ánh mắt Liêu trưởng lão cùng Tiêu trưởng lão đồng thời híp lại. Ca ca. Chỉ nháy mắt chảo ấn đã va chạm trưởng ấn, rằng co trong nháy mắt lập tức bắn ra quang mang mạnh mẽ, đồng thời chảo ấn mang theo hỏa diễm tàn sát bừa bãi, không nghĩ tới lại đánh vỡ trưởng ấn. Trọng thủy kết giới. Trưởng ấn đã vỡ, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như quỷ mị lao ra, trọng thủy kết giới ầm ầm trùng xuống. Phong vân chung quanh biến sắc, giống như thiên hôn địa ám. Thủy hệ nhấc lên sóng nước cuồn cuộn cách đó không xa, mơ hồ giao tiếp đan sen, không gian chung quanh Liêu trưởng lão xuất hiện một lốc xoáy sóng nước cực lớn, lốc xoáy xoay tròn, gần như muốn nổ tung thành từng khúc. Lại là vũ khí địa cấp. Khuôn mặt Liêu trưởng lão lập tức ngưng trọng, không gian không ngừng run rẩy, sóng lớn đập thẳng vào mặt, hội tụ thành lốc xoáy khủng bố quay chung quanh Liêu trưởng lão, năng lượng khủng bố làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Phá! Cảm giác được cỗ lực lượng kinh khủng, sắc mặt Liêu trưởng lão trầm xuống, chân dẫm hư không, chân khí nóng cháy xuất hiện, không gian biến thành đỏ rực, trường bào run lên, giữa không trung hiện ra một hỏa cầu oanh kích tới, hung hăng va chạm vào lốc xoáy khổng lồ bên trên. Phanh phanh, hai cỗ năng lượng va chạm nổ tung, không gian dao động hóa thành mảnh nhỏ tan biến trong vô hình, lực công kích khủng bố làm những đệ tử vây xem xa xa trợn mắt cứng lưỡi. Kinh khí tiêu tán. Thân ảnh hai người xuất hiện đối diện nhau trên không trung, sắc mặt Lục Lâm Thiên lộ ra nụ cười thản nhiên, mà khi nãy chỉ mới thử nghiệm thực lực mà thôi, hắn còn chưa hoàn toàn phát huy ra ưu thế của mình. Liêu trưởng lão nhìn thanh linh khải giáp của Lục Lâm Thiên, ánh mắt run lên, hỏi. Lục trưởng môn danh bất hư truyền, kế tiếp ta muốn dùng toàn lực. Mời Liêu trưởng lão, kế tiếp ta sẽ vận dụng toàn lực, có chỗ nào đắc tội mời Liêu trưởng lão bao hàm. Lục Lâm Thiên cười nhẹ nói. Tiêu lão đầu, người còn muốn xem náo nhiệt sao, hôm nay chúng ta đừng nên bị lật thuyền mới tốt. Liêu trưởng lão lập tức nói. Hai lão gia hỏa khi dễ một tiểu tử, đây là chuyện không hiền hậu, nhưng không còn cách nào a, thực lực tiểu tử này quá mạnh mẽ, mà vũ khí lại không thể truyền ra ngoài. Sắc mặt Tiêu trưởng lão ngưng tụ, vừa nói chuyện thì thân ảnh đã lăng không bay lên, không biết nói cho Lục Lâm Thiên nghe hay nói với mọi người. Đây là... Toàn bộ đệ tử đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới hai vị trưởng lão đã quyết định đồng thời xuất thủ, chỉ mới hai chiêu a. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng luôn nhìn chằm chằm giữa không trung, ánh mắt không chút gợn sóng, lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai vị trưởng lão cứ ra tay, tiểu tử sẽ tận lực tiếp hai vị nhiều hơn vài chiêu. Lục Lâm Thiên khẽ cười, nhưng trong lòng không dám khinh thường, hai người vây công hoàn toàn khác hẳn. Ta sẽ không khách khí. Tiêu trưởng lão quát một tiếng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, một đạo quyền ấn oanh ra, không gian run rẩy, thổ hệ năng lượng hội tụ, mang theo uy lực ngập trời đánh tới. Ngay khi quyền ấn đi tới trước người Lục Lâm Thiên chừng 30 thước, nhất thời có nháy mắt ngừng lại, quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ra hoàng mang, quyền ấn lập tức bị ngăn cản. Thuộc tính không gian. Ánh mắt Tiêu trưởng lão trừng lớn, sắc mặt đại biến. Quyền ấn cũng không biến mất, nhưng tốc độ chậm hơn không ít. Vẫn cấp tốc oanh kích về hướng Lục Lâm Thiên. Hai vị trưởng lão, kế tiếp ta sẽ không khách khí, mời hai vị đừng trách móc. Lục Lâm Thiên chợt quát, song trưởng nắm chặt, chân khí tràn ra, bàn tay truyền ra tiếng vang răng rắc, chân khí mang theo kình phong sắc bén thổi quét. Ông ông! Sau lưng Lục Lâm Thiên hiện lên một đạo thanh sắc quang rực, mang theo tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng khuếch tán, một cỗ uy áp thật lớn lập tức lan tràn. Ngay khi một quyền của Tiêu trưởng lão trực tiếp phá vỡ hoàng mang không gian đi tới trước người Lục Lâm Thiên, thân ảnh của hắn đột nhiên bị phân chia thành 4-5 mảnh.
Ông ông! Tiếng sấm nổ mạnh, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện ngoài mấy trăm thước, chỉ còn lưu lại tàn ảnh bị đánh vỡ mà thôi. Vũ linh khí phi hành, còn là địa cấp. Nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ rực sau người Lục Lâm Thiên, sắc mặt người của Nhật Sát Các đều biến đổi. Ha ha, đến đây đi! Dứt lời, huyễn ảnh thanh vũ rực rung lên, chân khí cấp tốc ngưng tụ, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng tới Tiêu trưởng lão. Lúc này tốc độ của Lục Lâm Thiên đã lên tới mức vô cùng khủng bố. Thật nhanh! Cảm giác được tốc độ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Liêu trưởng lão run lên, chân khí cấp tốc bạo tuôn, năng lượng phong hệ tụ tập, tay phải ngưng tụ quyền ấn. Nhưng ngay khi Lục Lâm Thiên vừa lao về hướng Liêu trưởng lão, thì đột nhiên lại trở tay oanh thẳng về hướng Tiêu trưởng lão một quyền. Tới đi, cho ta xem thực lực chân chính của ngươi. Tiêu trưởng lão không hề lùi lại, hoàng mang ngưng tụ, năng lượng thổ hệ bao phủ, một đạo trưởng ấn vỗ thẳng vào quyền ấn của Lục Lâm Thiên. Một quyền một trưởng chạm nhau, một cỗ kình phong kinh khủng bắn ra, từng đạo không gian dao động nhanh chóng lan tràn, kình khí cường hãn thổi quét, cả không gian đều run lên. Các đệ tử lui ra phía sau quan sát, không được tới gần. Lạc Kiến Hồng nhìn thấy ba người giao phong kịch liệt, ánh mắt chợt lóe, nếu đệ tử bình thường bị lan vào bên trong, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, thân hình liền bay lên trời cao, thủ ấn kết xuất, một đạo lam sắc quang mạc ngăn cản ngay bên ngoài quảng trường. Hừ! Vừa va chạm một trường, Lục Lâm Thiên hừ lên một tiếng đau đớn, thân ảnh bị đẩy lui, công kích của Tiêu trưởng lão đúng là cực kỳ khủng bố. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác lực công kích của Tiêu trưởng lão chỉ sợ còn mạnh hơn cả Thiên Thủ Quỷ Vương. Ông! Liêu trưởng lão tập kích từ sau lưng, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, huyễn ảnh thanh vũ rực lướt qua, thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp thoát khỏi vòng vây. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên nháy mắt thoát khỏi công kích của mình, Liêu trưởng lão chấn kinh, cùng một thời gian không gian trước mắt vặn vẹo, trong tay hóa quyền thành chảo, chảo ấn hung hăng vỗ về hướng Lục Lâm Thiên. Dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe ngân mang, thân hình nhanh chóng thối lui né tránh. Xem ngươi trốn đi đâu. Trong nháy mắt Tiêu trưởng lão giống như tính xong phương vị thối lui của hắn, thân ảnh xuất hiện, chân khí lan tràn, một đạo quyền ấn hiện ra, từng tầng tầng quyền ấn lao tới, chỉ nháy mắt đã có vô số quyền ấn tụ tập. Chấn không thiên cương quyền. Quyền ấn vỡ áp tràn tới trước. Siêu. Cùng một thời gian Liêu trưởng lão phát động công kích. Hai người trực tiếp phong tỏa Lục Lâm Thiên bên trong, phối hợp vô cùng ăn khớp. Ha ha, tới tốt lắm. Lục Lâm Thiên cười vang, chân khí cuồn cuộn, ngũ sắc vũ đan xoay tròn, chân khí tràn ra. Liệt viêm quyền, tam thiên lưu vân thủ, ảm nhiên tiêu linh trưởng, hàn băng trưởng, phong quyển tàn vân, thiên thủ liệt cương ấn. Thủ ấn ngưng tụ, vẽ ra từng đạo tàn ảnh, từng đạo trưởng ấn hùng hồn không ngừng bay ra. Kinh khí khủng bố bao trùm thổi quét, thân ảnh Lục Lâm Thiên ẩn hiện như quỷ mị, đủ loại công kích trực tiếp đánh ra, mặc dù còn chưa tới cấp độ địa cấp nhưng đã sớm luyện tới lô hỏa thuần thanh, không hề có chút khó khăn. Đây là thiên phú của vũ giả ngũ hệ sao? Công kích của Lục Lâm Thiên rơi trong mắt mọi người khiến họ than thở sợ hãi, quả thật là đáng sợ, vô hình chung nhìn qua chẳng khác gì có hai Lục Lâm Thiên đồng thời xuất thủ. Tiêu trưởng lão cùng Liêu trưởng lão đều kinh ngạc. Hai người thật sự không nghĩ ra công kích của Lục Lâm Thiên khủng bố như thế, quan trọng nhất là công kích của Vũ Vương Lục Trọng lại cường hãn chẳng khác gì cửu trọng. Làm hai người càng thêm khiếp sợ chính là Lục Lâm Thiên hoàn toàn không sợ hãi kình khí thổi quét trong không gian, thân hình giống như kim cương bất hoại, mà họ lại e ngại kình phong, thoạt nhìn hai người liên thủ lại giống như rơi xuống hạ phong. Oanh oanh oanh! Năng lượng công kích của ba người hung hăng va chạm giữa không trung, tiếng nổ vang liên tục không ngừng. Năng lượng dao động mạnh mẽ gào thét tràn ngập khuếch tán, đem cả không gian chấn động run rẩy. Trong bất chi bất giác cuộc chiến kịch liệt giữa ba người đã đi lên tới bầu trời hải vực, cũng không muốn hủy diệt vũ các. Người của Nhật Sát Các ngẩng nhìn lên bầu trời, trong mắt các đệ tử trẻ tuổi đều hưng phấn. Oanh! Lục Lâm Thiên va chạm một chiêu với Liêu trưởng lão, thân ảnh bị đẩy lui trên không trung, đặng đặng bật lui hai bước, nháy mắt ổn định thân hình. Thân ảnh vừa ổn định. Tiêu trưởng lão từ sau lưng bay tới, khóe môi lộ nụ cười, hai tay đánh ra, thất thải quang mang lóe sáng, sau đó liền xuất hiện một đầu chim phượng hoàng năng lượng. Trên tay trái lại xuất hiện hắc quang, cũng xuất hiện một đầu thú thể năng lượng như quy xà giao nhau, mang theo cỗ uy áp thật lớn, năng lượng chân khí bàng bạc lặng yên lan tràn. Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Một tiếng quát vang lên, thủ ấn biến hóa,
hai thú thể năng lượng tràn ngập thú uy cường hãn va chạm cùng nhau, phát ra cường quang càng thêm chói mắt, cả không gian nhất thời run lên, thậm chí hư không đều vặn vẹo, một cỗ chân khí quỷ dị liền lan tràn khuếch tán. Hai đạo ấn quyết xung hợp, chân khí tràn ra không ngớt. Bàn tay Lục Lâm Thiên đẩy tới, Chu Tước Huyền Vũ quyết nặng nề đánh thẳng vào Tiêu trưởng lão. Đây là vũ kỹ gì? Tiêu trưởng lão sửng sốt, trong tay cấp tốc hiện ra năng lượng quang mang bay tới. Trong phút chốc hai cỗ công kích trực tiếp va chạm lẫn nhau, nhưng lại không vang chút thanh âm, quang mang cùng thú ảnh giống như đang rằng có quyết đấu, gắt gao chống cự, không gian chung quanh cơ hồ không hề có chút dao động nào. Bảo! Lục Lâm Thiên quát một tiếng, đánh ra ấn quyết kỳ dị, bàn tay nắm chặt vung ra. Phanh phanh! Đột nhiên thú ảnh nổ tung, từng luồng lực lượng khủng bố cường hãn mang theo tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng, chấn động lỗ tai mọi người vang lên ông ông không ngừng. Trong đầu óc đều có cảm giác như bị đập vào. Phanh phanh. Hai thân ảnh đồng thời bị đánh bay. Đặng đặng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên thối lui, huyễn ảnh Thanh Vũ rực run lên, lập tức ổn định thân hình, huyết khí sôi trào cuồn cuộn, vượt xa phạm vi mà hắn có thể đối kháng. Giữa không trung, hai vị trưởng lão sánh vai đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không còn dám xem thường Lục Lâm Thiên, nếu họ không liên thủ, chỉ sợ đã sớm thất bại. Chủ yếu là vì tốc độ của Lục Lâm Thiên quá nhanh, lại sử dụng đủ loại công kích, điều này làm cho họ nhất thời không thể thích ứng. Lục Lâm Thiên thật quá mạnh mẽ. Toàn bộ các trưởng lão không ngừng than thở, mà đệ tử Nhật Sát các lúc này đã hiểu được dụng ý các chủ gọi họ tới quan sát cuộc chiến hôm nay. Hai vị trưởng lão lại bước ra, thân ảnh lao về phía Lục Lâm Thiên nhanh như chớp, cả không gian như lung lay sắp đổ. Địa sát không cương quyền. Lưu trưởng lão từ bên trái đánh tới, thủ ấn kết xuất, quyền ấn chợt ngưng tụ, mang theo quang mang khổng lồ bắn ra ngoài, cuối cùng lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nếu hắn tránh né cũng không khó khăn, nhưng muốn đánh bại hai người này thì khác, hai vị trưởng lão phối hợp cực kỳ ăn ý, nếu muốn đánh bại không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần đánh bại trước một người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tới tốt lắm! Lục Lâm Thiên híp mắt, bàn tay siết chặt. Một cỗ quang mang quỷ dị từ trong cơ thể tràn ra, trong khoảnh khắc cả không gian chợt run lên, một mảnh cuồng phong gào thét, năng lượng phong hệ tràn ngập đầy trời, uy áp khuếch tán làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Tử vong phong bạo. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, trưởng ấn đánh ra, một thanh âm gào thét ô ô truyền tới, đột nhiên cuồng phong gầm rú, một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên như long quyển phong, lốc xoáy nhấc lên sóng biển dâng lên hơn trăm thước bao trùm cả không gian. Phanh phanh. Trong gió lốc quyền ấn biến mất, sắc mặt Lưu trưởng lão cực kỳ kinh hãi, thân ảnh thối lui, lực công kích của Lục Lâm Thiên đã có thể hoàn toàn đối chiến cùng hắn. Thử xem Di Sơn Chấn Hải quyền của ta. Trong nháy mắt Tiêu trưởng lão đã lao tới phía sau Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên cấp tốc xoay người, phát hiện không gian đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, một quyền của Tiêu trưởng lão oanh thẳng tới, quyền ấn sáng ngời, không gian sụp đổ lộ ra khe nứt tối đen. Di Sơn Chấn Hải quyền. Tiêu trưởng lão cũng đã thi triển vũ kỹ địa cấp. Đây chính là vũ kỹ thành danh của Tiêu trưởng lão, Lục Lâm Thiên có thể đối kháng sao? Các trưởng lão cùng hộ pháp Nhật Sát các sửng sốt, thì thào nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được đó là vũ kỹ địa cấp sơ giai, là vũ kỹ vô cùng lợi hại, lần này xem ra Tiêu trưởng lão đã vận dụng toàn lực. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Nhìn hai vị trưởng lão phỏng chừng có không ít tuyệt chiêu, nếu không nhanh chóng chiến thắng, thật sự sẽ vô cùng phiền toái. Hai tay Lục Lâm Thiên kết ấn, tàn ảnh tung bay, chân khí như hồng thủy không ngừng dâng lên. Chân linh cấm không trưởng. Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên hiện ra quang mang như ẩn như hiện, năng lượng mộc hệ hội tụ giữa không trung, không gian nứt toác, quang ấn xuyên phá trường không hung hăng va chạm cùng quyền ấn. Oanh! Quang ấn cùng quyền ấn ầm ầm va chạm vào nhau, tiếng động kinh thiên nhất thời vang vọng khắp vùng trời, năng lượng dao động thổi quét, không gian nứt vỡ sâu thẳm, nhìn qua như cự thú có thể cắn nuốt vạn vật, làm lòng người rét lạnh sợ hãi. Gì? Sắc mặt Tiêu trưởng lão đại biến, quang ấn hiện ra dao động khủng bố, nháy mắt thổi quét lên người hắn, hắn cảm thấy chân khí như đọng lại, cho dù giãy giụa thế nào cũng không cách nào vận chuyển. Vũ khí mộc hệ thật quỷ dị. Tiêu trưởng lão toàn lực thối lui, vũ khí vô cùng khủng bố, đây chính là chí mạng, mà thân ảnh Lục Lâm Thiên đã đi tới trước người hắn. Đại địa vô ảnh cước. Hai chân Lục Lâm Thiên liên tục đá ra,
tàn ảnh bạo lướt, chỉ nháy mắt cước ảnh nở rộ đầy trời, trực tiếp bao vây Tiêu trưởng lão, mỗi quang ảnh đều xé rách không gian dao động, năng lượng chấn vỡ không gian hung hăng oanh lên không gian chung quanh Tiêu trưởng lão. Oanh oanh oanh, tốc độ quá nhanh, vô số cước ảnh đã rơi lên quanh thân Tiêu trưởng lão, thanh âm nổ bạo vang rền, chỉ nháy mắt kình phong lập tức thổi quét. Oanh, Lục Lâm Thiên có được bao nhiêu vũ khí địa cấp, không nghĩ tới hắn có thể liên tục thi triển vũ khí địa cấp. Vũ khí mộc hệ vừa rồi tựa hồ có chút ảo diệu, Tiêu trưởng lão đã bị vây khốn. Đều là vũ khí địa cấp A. Các trưởng lão thầm gật đầu, Lục Lâm Thiên thật sự quá mức khủng bố. Đặng đặng, không gian hỗn loạn khôi phục, thân ảnh Tiêu trưởng lão bị chấn khai hơn 10 bước mới đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Vào lúc này Lưu trưởng lão lại đánh tới, khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hiện tại hắn đối kháng hai vũ vương cửu trọng cũng không quá khó khăn, nếu lên tới vũ tôn hẳn là khó gặp địch thủ. Suy, thân ảnh Lưu trưởng lão đánh tới, Lục Lâm Thiên đã biến mất, khuôn mặt hắn biến sắc cấp tốc đuổi theo, Lục Lâm Thiên thi triển vũ linh khí phi hành địa cấp, ngay cả hắn cũng đuổi không kịp. Ông! Mà giờ khắc này Lục Lâm Thiên đã đi tới bên cạnh Tiêu trưởng lão. Oanh! Tiêu trưởng lão vừa nếm thiệt thòi, nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại đánh tới, lập tức vung tay, một cỗ chân khí thổ hệ tràn ngập, cùng lúc đó một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng tụ, cười quỷ dị, thân ảnh không lùi mà tiến tới, trong giây lát quyền ấn kia đã rơi lên người Lục Lâm Thiên. Ngươi cũng nếm ta một quyền. Thanh linh khải giáp lõm vào. Nhưng chưa phá nát, ngay tiếp theo sau chân khí của Lục Lâm Thiên giống như biển khơi mênh mông, bao trùm tràn ra, mãnh liệt rít gào. Oanh! Chân khí ngưng tụ, hội tụ thành quyền ấn nhanh như chớp oanh kích về hướng Tiêu trưởng lão. Suy! Sắc mặt Tiêu trưởng lão đại biến, không ngờ Lục Lâm Thiên cứng rắn tiếp nhận một quyền của hắn, lại muốn phản kích, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn không kịp tránh né, chỉ có thể bố trí hộ thân cương quyền. Oanh long long! Một quyền nện lên hộ thân cương quyền lung lay sắp đổ, lõm xuống thật sâu, khe nứt lan tràn nhưng vẫn chưa phá nát. Đặng đặng, Tiêu trưởng lão lại bị đẩy lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Suy, ông, Lưu trưởng lão đã lao tới sau lưng Lục Lâm Thiên, cùng một thời gian thân ảnh Lục Lâm Thiên lại biến mất thêm lần nữa. Nếm ta thêm một quyền. Lục Lâm Thiên lại lao tới trước người Tiêu trưởng lão, một quyền hung hăng nện xuống. Ưu thế tốc độ làm Tiêu trưởng lão không thể tránh né. Tiêu trưởng lão lại đánh ra một quyền, Lục Lâm Thiên vẫn tiếp tục đón nhận nhưng quyền của hắn lại hung hăng đập lên người Tiêu trưởng lão. Hai người giao thủ, không gian vặn vẹo phá nát, chính là công kích lưỡng bại câu thương. Đương nhiên Lục Lâm Thiên không ngu ngốc, mình có bất diệt huyền thể, đây chính là ưu thế, nhìn xem Tiêu trưởng lão rốt cục tiếp nhận được mấy quyền của mình. Khi Lưu trưởng lão lại truy tới, vẫn tiếp tục kém một bước. Lại đến, Lục Lâm Thiên gắt gao tập trung Tiêu trưởng lão, hoàn toàn không cố kỵ công kích của hắn, trực tiếp chấn vỡ không gian oanh thẳng lên người hắn. Oanh, lại đến, phanh phanh, lại thêm một quyền. Không gian dao động không ngừng phá nát, người của Nhật Sát Các sợ ngây người, loại công kích này thật sự quá dũng mãnh, đánh cho Tiêu trưởng lão chật vật không chịu nổi. Nếm thêm một quyền, quyền thứ 6 đập lên hộ thân cương quyền của Tiêu trưởng lão. Lực lượng cường hãn phun ra, nhanh như chớp va chạm lên cương quyền kia. Oanh! Cương quyền ầm ầm phá nát, thân hình Tiêu trưởng lão lập tức bị đánh bay ra ngoài. Suy! Cùng một thời gian thân ảnh Lưu trưởng lão phá không bay ra, một đạo quyền ấn ầm ầm rơi lên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cắn răng không chút cố kỵ. Tê thiên liệt địa chảo! Chân hắn dẫm mạnh hư không, liệt thiên xuất hiện, chảo ấn bắn ra. Cuối cùng hung hăng rơi lên người Tiêu trưởng lão. Phanh! Cùng một thời gian một quyền của Lưu trưởng lão rơi xuống sau lưng hắn, thân hình hắn lảo đảo bay ra phía trước, thanh linh khải giáp nứt nẻ, cổ họng Lục Lâm Thiên ngọt lịm, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ chấn động nhưng vẫn có thể chống đỡ. Hiu hiu! Chảo ấn xé nát không gian cuốn về phương xa. Phốc! Tiêu trưởng lão phun ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch cực điểm, trường bào cũ nát phá vỡ. Trên người đã lưu vết máu. Liệt viêm quyền. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, mượn dùng lực xung kích một quyền của Lưu trưởng lão, quyền ấn tràn ngập hỏa diễm hóa thành quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bay ra. Quyền ấn nháy mắt đón gió liền trướng, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ,
mang theo hỏa diễm khủng bố xuyên qua bầu trời ầm ầm đánh lên người Tiêu trưởng lão đã bị thương nặng còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Sắc mặt Tiêu trưởng lão kinh hãi muốn thối lui, nhưng quyền ấn đã đánh lên người của hắn, cả không trung bị kiềm hãm, không gian run rẩy, một tiếng sấm sét nổ vang vọng cả chân trời. Phanh phanh, phốc, Tiêu trưởng lão rơi thẳng xuống hải vực bên dưới, ký sóng nước văng lên thật cao, trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, không nghĩ tới Tiêu trưởng lão bị trà đạp tới như vậy, thật sự làm người ta kinh hãi. Trong mắt Lạc Kiến Hồng hiện vẻ kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười khổ. Suy, Liêu trưởng lão không tiếp tục công kích Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngoại trừ kinh ngạc chỉ còn bất đắc dĩ. Phanh, sóng biển bốc lên, một thân ảnh phóng lên cao. Lục Lâm Thiên, ta và ngươi có cửu oán phải hay không, sao ngươi chỉ đánh ta, vì cái gì không công kích lão gia hỏa kia? Tiếng quát truyền tới, thân ảnh Tiêu trưởng lão xuất hiện giữa không trung, cả người ướt sũng, môi dính máu, hoàng bào cũ nát rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch, mái tóc hỗn độn, hoàn toàn bị đánh bại. Tiêu trưởng lão, toàn bộ đệ tử Nhật Sát Các đều kêu lên sợ hãi. Hô, ánh mắt họ nhìn Lục Lâm Thiên, hít sâu một hơi rét lạnh. Tiêu trưởng lão, ta chỉ là bất đắc dĩ, tốc độ Liêu trưởng lão quá nhanh, muốn công kích hắn khó hơn nhiều, nếu có thể lựa chọn ta tình nguyện công kích Liêu trưởng lão, lực phòng ngự cùng lực công kích của ngươi mạnh hơn hắn, ta càng thêm khó đối phó. Lục Lâm Thiên khó xử cười nói. Lão gia hỏa, chúng ta thua, nếu tiếp tục động thủ chỉ càng thêm mất mặt. Liêu trưởng lão cười khổ, ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ, một chiêu vừa rồi Lục Lâm Thiên đã lưu tình. Nếu hắn thi triển vũ kỹ địa cấp cùng tốc độ nghịch thiên kia, phỏng chừng Tiêu trưởng lão không đứng lên được nữa, hiện tại Tiêu trưởng lão đã không còn lực tái chiến, mà bản thân Liêu trưởng lão cũng không đủ khả năng một mình đối chiến với Lục Lâm Thiên. Không đánh nữa, không có ý nghĩa, chỉ công kích một mình ta, có ý tứ sao, đây không phải khi dễ người. Tiêu trưởng lão trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, thân ảnh lướt qua không gian rơi xuống quảng trường, nhìn đệ tử Nhật Sát Các, nói. Các ngươi thật vô dụng, nhìn xem thực lực của người ta, nhìn lại chính các ngươi, sau này chăm chỉ tu luyện cho ta. Dạ, Tiêu trưởng lão. Mấy ngàn đệ tử cúi đầu đáp. Các chủ, chúng ta thua, giao Hoàn Vũ Thất toàn trảm cho Lục trưởng môn đi. Thân ảnh Liêu trưởng lão cũng rơi xuống quảng trường, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Lục trưởng môn, hậu sinh khảo ý, không hổ là đệ nhất cường giả trẻ tuổi. Dù là những lão gia hỏa như chúng ta cũng tự nhận không địch lại, lần sau có cơ hội nhất định phải luận bàn một phen. Liêu trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt cũng không còn xem hắn như hậu bối, mà là một đối thủ, một cường giả thật sự. Đa tạ hai vị trưởng lão thành toàn. Lục Lâm Thiên thu liễm thanh linh khải giáp cùng huyễn ảnh thanh vũ dực, sắc mặt tái nhợt chắp tay thi lễ, trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi hai vị trưởng lão cũng không dùng sát chiêu, mặc dù dùng toàn lực nhưng không có sát khí. Nếu thật sự chém ghét, mình muốn đối phó càng thêm khó khăn, đương nhiên chính mình cũng lưu tình không hạ độc thủ. Lục trưởng môn khách khí. Liêu trưởng lão gật đầu, từng hành động lời nói của Lục Lâm Thiên luôn đúng mực, làm cho hắn cực kỳ thưởng thức, chỉ tiếc trong Nhật Sát Các không có thanh niên đồng lứa, bằng không lo gì ngày sau không áp đảo qua bảy sơn môn trong tứ các tứ đảo. Hắn đâu có khách khí, đau chết mất, thiếu chút nữa muốn mạng già của ta, tiểu tử ngươi giỏi lắm. Tiêu trưởng lão vẫn trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt chợt xoay chuyển, nói. Tiểu tử, Dĩnh Nhi thật sự không tệ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi trở thành con rể Nhật Sát Các, ta ủng hộ ngươi làm các chủ đời kế tiếp của Nhật Sát Các thế nào? Tiêu trưởng lão vừa dứt lời, người của Nhật Sát Các lại tuôn mồ hôi lạnh, mà Lạc Dĩnh thẹn thùng rúc vào sau lưng Lạc Kiến Hồng. Lục Lâm Thiên chỉ có thể bồi cười, nếu mình đáp ứng chỉ sợ Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh sẽ bổ sống mình. Trưởng môn, một đệ tử đi từ cầu treo đi tới, thấp giọng nói gì đó với Lạc Kiến Hồng, nghe xong sắc mặt hắn liên tục biến hóa. Chẳng lẽ Nhật Sát Các phát sinh chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc tự nhủ. Lạc Kiến Hồng cho đệ tử lui ra, thở sâu một hơi, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục lão đệ, vừa rồi nghe được tin tức có quan hệ với ngươi. Nga, sự tình gì? Lục Lâm Thiên kinh nghi, sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi về rồi nói. Lạc Kiến Hồng nói. Nửa canh giờ sau bên trong một đình viện, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục lão đệ,
có hai chuyện quan hệ với ngươi, lệnh muội Lục Tâm Đồng, lệnh huynh Dương Quá, còn có linh thú Tiểu Long luôn đi theo ngươi, ngoài ra còn có một yêu thú Quỷ Long mấy ngày trước đó đoạt hết toàn bộ chân linh thánh quả trong Thiên Đảo Linh Trì, không lưu lại quả nào cho đệ tử Nhật Sát các chúng ta. A! À, Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên, không phải vì chân linh thánh quả mà vì hành tung của Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, liền hỏi. Lạc lão ca, muội muội cùng đại ca của ta đang ở nơi nào? Lạc Kiến Hồng nhìn hắn, nói. Bốn người bọn họ không để ý quy củ của Nhật Sát Các, lấy đi 9 chân linh thánh quả, bị trưởng lão Nhật Sát Các phát hiện truy theo, sau đó trốn vào hỏa đảo, mà bốn người họ bị người của Thiên Hạp đảo đuổi ghét, đại chiến hồi lâu, theo ta nhận được tin tức. Lệnh muội cùng lệnh huynh đều bị thương, nhưng trước mắt vẫn bị vây trong hỏa đảo, Thiên Hạp đảo đã phao tin không tiếc hết thảy đại giới phải đánh chết bốn người bọn họ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngày càng âm trầm, Thiên Hạp đảo dám đối phó Tâm Đồng, liền hỏi. Lạc lão ca, Thiên Hạp đảo có lai lịch gì? Thiên Hạp đảo vốn là một thế lực nhất lưu, đảo chủ Âm Hồn Vương Dương Liễu Phong có thực lực Linh Vương cửu trọng, trong môn phái có không ít cường giả, có Linh Vương cùng Vũ Vương cao giai. Nghe nói là vì nhóm người lệnh muội phế bỏ tu vi của con trai hắn, vì vậy hắn mới mang theo cường giả Thiên Hạp đảo vây công bọn họ, tình huống hiện tại tựa hồ không tốt lắm. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống, lập tức ngẩng đầu nói. Lạc lão ca, ta có việc, xin cáo từ trước. Ngươi muốn đi hỏa đảo phải không, ngươi có biết hỏa đảo ở nơi nào sao? Lạc Kiến Hồng hỏi. Ở nơi nào? Lục Lâm Thiên thật sự không biết, hiện tại hắn không muốn chậm trễ giây phút nào. Ở phía sau Thiên Đảo, cho dù ngươi khó thể dùng được tốc độ nhanh nhất đuổi tới, mà nhóm người của lệnh muội dù đã bị thương, hiện tại lại bị cường giả Thiên Hạp đảo vây quanh, trong đó còn có cường giả Nhật Sát các có bố trí bên ngoài, nhưng địa hình hỏa đảo phức tạp, họ trốn vào bên trong trốn một lát phỏng chừng sẽ không vấn đề. Lạc Kiến Hồng nói, Lạc lão ca, ta không thể chậm trễ được nữa, ta đi hỏa đảo trước. Lục Lâm Thiên nói, như vậy đi, người của Nhật Sát các cũng đang ở đó, ta cần đi xem, ta đi với ngươi. Lạc Kiến Hồng nói, Lục Lâm Thiên gật nhẹ đầu, trong lòng cực kỳ ngưng trọng, nhóm người Tâm Đồng bị Thiên Hạp đảo vây công, còn có không ít Linh Vương Vũ Vương cao giai, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, nhưng chỉ cần không có Vũ Tôn cùng Linh Tôn, có Tiểu Long đi cùng họ vẫn còn năng lực tự bảo vệ mình. Sau một lát, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Lạc Dĩnh, vài đầu yêu thú phi hành khổng lồ phóng lên cao, bay thẳng về phía chân trời. Mấy ngày này bên ngoài Thiên Đảo cực kỳ náo nhiệt, xuất hiện không ít chuyện, vốn là nghe đồn đãi có người không để ý mệnh lệnh của Nhật Sát Các, trực tiếp lấy đi 9 chân linh thánh quả, sau đó đại chiến một trận, trận chiến cực kỳ náo nhiệt, tổng cộng có 2 yêu thú, còn có một nam tử anh tuấn cùng một thiếu nữ tuyệt sắc, họ đại chiến với cường giả Nhật Sát Các thật lâu. Cuối cùng đầu yêu thú thần bí lại triệu hoán mấy ngàn đầu yêu thú trong phạm vi hải vực nơi đó trợ chiến, thừa cơ trốn vào trong hỏa đảo. Ai biết vận khí bốn người không tốt, lại bị đảo chủ Thiên Hạp đảo Âm Hồn Vương đuổi ghét, Âm Hồn Vương mang theo cường giả Thiên Hạp đảo vây công, trận chiến phong vân biến sắc kinh thiên động địa, không ít người vây xem bị liên lụy mà chết, cuối cùng đôi nam nữ cùng Quỳ Long yêu thú bị thương, được yêu thú quỷ dị bảo vệ đào thoát ẩn thân bên trong hỏa đảo. Sau khi tin tức này được truyền ra, không ít người nghe đồn nguyên nhân là vì con trai của Âm Hồn Vương bị bốn người kia phế bỏ tu vi, khiến cho hắn nổi giận mang theo cường giả Thiên Hạp đảo truy sát bốn người họ. Không ít cường giả nghe tin liền chạy tới, có rất nhiều người nghe nói trên người bốn người kia có chân linh thánh quả, muốn đục nước béo cò, có rất nhiều người bởi vì lời tuyên bố của Âm Hồn Vương, chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của bốn người sẽ được trọng thưởng. Còn có người nghe nói yêu thú thần bí kia được tôn xưng là yêu hoàng, chỉ cần bắt được hắn sẽ phát tài. Sau đó lại có tin tức truyền ra, nguyên lai đôi nam nữ kia bài danh thứ 3 cùng thứ 4 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi tên Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, điều này làm không ít người vốn muốn đục nước béo cò phải bỏ qua ý niệm trong đầu mình. Hỏa đảo, đó là một hòn đảo còn lớn hơn Thiên Đảo, nằm ngay sau lưng Thiên Đảo, là một địa phương thật kỳ lạ. Địa thế hỏa đảo gập ghềnh. Hang động rộng rãi, trên đảo không có ngọn cỏ, mặt đất nóng cháy, nghe đồn nơi này là núi lửa, không biết khi nào sẽ phun trào, cho nên người thường không dám tới gần, vạn nhất núi lửa phun ra dù là Vũ Vương cũng dễ dàng bị thiêu thành cho tàn. Bình thường hỏa đảo thật vắng vẻ, nhưng gần đây khác hẳn, khắp nơi đều là người, làm nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư,
Dọc theo đường đi, Lục Lâm Thiên đã nghe Lạc Kiến Hồng thuật lại đại khái nguyên nhân Thiên Hạp Đảo vây công nhóm người Lục Tâm Đồng, trong lòng hắn không ngừng sản sinh sát ý. Mà Lạc Kiến Hồng cũng không giấu giếm Lục Lâm Thiên, đem nguyên nhân vì sao phải để Lục Lâm Thiên đi Nhật Sát Các, bởi vì lúc trước Thiên Đảo Linh chỉ cách Lục Lâm Thiên không xa, nếu hắn đi qua sẽ nghe được tin tức về chân linh thánh quả, vì vậy Lạc Kiến Hồng mới kéo hắn đi Nhật Sát Các. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, có lẽ Lạc Kiến Hồng cũng thật không ngờ Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đã sớm tới Thiên Đảo, vì vậy hắn mới lôi kéo mình đi Nhật Sát Các, nhưng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như thế. Lục lão đệ, không cần quá lo lắng, địa thế của Hỏa Đảo phức tạp, nhóm người lệnh muội ẩn thân ở đó muốn tìm được họ không phải là chuyện dễ dàng. Lạc Kiến Hồng nói, chỉ mong đi. Lục Lâm Thiên nói đi thì nói lại, lá gan của bọn họ thật không nhỏ, lại không lưu lại một chân linh thánh quả nào cho Nhật Sát Các. Lạc Kiến Hồng cười nói, nhưng trong lòng thật bất đắc dĩ. Việc này, Lục Lâm Thiên xấu hổ cười nói. Nhà đầu kia không hiểu chuyện, Lạc lão ca yên tâm, chờ ta tìm được bọn họ, nhất định để họ giao ra. Năng lượng của chân linh thánh quả cực kỳ khổng lồ, nhưng lại rất ôn hòa, chính là một trong những bảo vật của Nhật Sát Các, dưới cấp độ vũ vương bát trọng trực tiếp sử dụng sẽ đột phá, mà vũ xuất linh xuất cũng vậy, mà lần đầu tiên đạt được bao nhiêu phải xem bản thân tiêu hao bao nhiêu. Cũng xem mình luyện hóa được bao nhiêu, năng lượng còn lại lưu trong người sau này chậm rãi hấp thu luyện hóa, vật này là trọng bảo của Nhật Sát Các, nhưng dùng lần hai lần ba đương nhiên có thể sẽ lãng phí không ít. Lần này bọn họ thật sự hạ thủ không lưu tình. Lạc Kiến Hồng bất đắc dĩ cười nói. Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, bảo vật như vậy thật sự là quý hiếm, nghe ý tứ của Lạc Kiến Hồng nói chân linh thánh quả là trọng bảo, rõ ràng là muốn thu trở về. Trên thực tế tuy chân linh thánh quả là đồ tốt, nhưng so sánh với trọng bảo tự nhiên là còn chưa tới mức. Bảo vật kia thật sự không kém, chờ ta gặp được họ, nhất định để họ bồi tội với Lạc lão ca, đều là tiểu hài tử, Lạc lão ca nể tình của ta đừng tính toán với họ. Lục Lâm Thiên cười nói, vẻ mặt như có chút ngượng ngùng. Lạc Kiến Hồng cười cười không nói gì, trong lòng cân nhắc lời nói của Lục Lâm Thiên, lập tức ngẩng đầu nói. Lục lão đệ, chúng ta đã tới, phía trước chính là Thiên Đảo, sau lưng là Hỏa Đảo. Nghe vậy Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trước mắt là một hòn đảo diện tích thật lớn, tạo hình cực kỳ đặc biệt, bốn phía bị nước bao quanh, trung ương còn có một ngọn núi khổng lồ xuyên thẳng bầu trời. Không gian phía trước sương mù dày đặc, trên ngọn núi có thể nhìn thấy không ít thân ảnh, trên núi hỗn độn, như từng có đại chiến cách đó không lâu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, những dấu vết kia hẳn là trận chiến của nhóm người Lục Tâm Đồng, không biết hiện tại họ thế nào. Bái kiến các chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Khi hơn trăm người của Nhật Sát Các rơi xuống bên ngoài Hải Trung Hải, không ít đệ tử lập tức nghênh đón, chính là Lan trưởng lão cùng Cục trưởng lão. Các trưởng lão nhìn thấy Lục Thiếu Di đi bên cạnh Lạc Kiến Hồng, đều thấy nghi hoặc, nhưng không nhiều lời, ngược lại gật đầu như chào hỏi. Lan trưởng lão, Cục trưởng lão, tình huống thế nào? Lạc Kiến Hồng hỏi. Các chủ. Lan trưởng lão nhìn Lục Lâm Thiên. Tựa hồ có chút không tiện nói ra. Lục trưởng môn là bằng hữu Nhật Sát Các, cứ nói đừng ngại. Lạc Kiến Hồng nói. Ánh mắt Lan trưởng lão có chút híp lại, nói. Các chủ, Thiên Hạp Đảo Âm Hồn Vương xuất lĩnh cường giả đang tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng, nhưng tới bây giờ còn chưa có tin tức. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất mọi người còn chưa có chuyện gì. Lục lão đệ, chúng ta đi Hỏa Đảo trước đi. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt ngày càng lạnh, bất kể là thế lực nào, lần này phải cho bọn hắn chút giáo huấn mới được. Siêu siêu. Không tiếp tục dùng yêu thú phi hành, thân ảnh mọi người chợt lóe bay đi. Là các chủ Nhật Sát Các phiên hải vương Lạc Kiến Hồng đã tới. Không nghĩ tới lại kinh động phiên hải vương, chỉ sợ lần này nhóm người Lục Tâm Đồng đã đắc tội Nhật Sát Các đi, phiên hải vương cũng tự mình đi tới. Ta nghe nói Lục Tâm Đồng cũng có bối cảnh, chính là muội muội của trưởng môn Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên tại cổ vực, mà Phi Linh Môn như mặt trời ban trưa, Nhật Sát Các nhiều ít cũng cho chút mặt mũi chứ. Buồn cười, từ trước tới nay cổ vực cùng Đông Hải không có lui tới, Nhật Sát Các dựa vào cái gì cấp mặt mũi cho họ, nơi này không phải cổ vực, là Đông Hải. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một canh giờ sau Lục Lâm Thiên cùng Lạc Kiến Hồng đã đi tới trên một ngọn núi cao ngất. Lục Lâm Thiên nhìn qua, trước mặt là một hòn đảo cực kỳ khổng lồ,
liên miên như không thấy cuối, khí tức nóng bỏng tràn ngập, bề ngoài là một mảnh đỏ đậm, có nhiều chỗ xám trắng, trên đảo vô cùng gập ghềnh, quái thạch san sát, có vẻ cực kỳ tiêu điều. Cẩn thận quan sát bên trên đảo tràn ngập khe nứt đỏ đậm, không ít động dung nham như đang mở rộng răng nanh dữ tợn, bên trong sâu hun hút không thấy đáy. Theo Lục Lâm Thiên phỏng chừng, đây là một hòn đảo núi lửa, cũng không biết còn sống hay chết, nếu núi lửa hoạt động, thật sự là chuyện kinh khủng, nếu hỏa đảo bùng nổ chỉ sợ phạm vi vạn lý đều bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên nhìn bóng người rậm rạp xa xa đang kết bè kết đội tìm kiếm trong hỏa đảo, có lẽ là muốn đục nước béo cò, nhìn thấy những thân ảnh kia, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nổi lên hàn ý. Lục lão đệ, đó là hỏa đảo, nhóm người lệnh muội phỏng chừng đang ở trung ương, khu vực chung quanh hẳn đã bị người tìm kiếm. Lạc Kiến Hồng nhìn phía trước nói. Lan trưởng lão nói. Các chủ, bên ngoài hỏa đảo đều đã bị cường giả thiên hạp đảo bao vây, đang hình thành vòng vây lục soát vào trong, lần này cường giả của thiên hạp đảo đều ra hết, âm hồn vương Dương Liễu Phong tự mình ra trận, tổng cộng có 9 vũ vương, 7 linh vương, đại trưởng lão Cự Sơn Vương, hắn cũng đã đột phá tới vũ vương cửu trọng, nhị trưởng lão Hốt Linh Vương đã tới linh vương bát trọng, hẳn là muốn đối phó nhóm người Lục Tâm Đồng lập uy Đông Hải. 9 vũ vương, 7 linh vương sao? Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, sát khí lan tràn, lạnh lùng nói. Nếu bọn họ thiếu sợi lông tơ, ta sẽ cho cả thiên hạp đảo thi cốt vô tồn. Nghe được lời nói của hắn, các cường giả Nhật Sát Các đưa mắt nhìn nhau. Lạc lão ca, ta đi tìm người, đi trước một bước. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói, với thực lực của thiên hạp đảo, nhóm người Tiểu Long không có biện pháp làm được gì, chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Không thành vấn đề, chúng ta phân tán tìm kiếm, nếu tìm được sẽ bảo hộ an nguy của họ. Lạc Kiến Hồng nói. Đa tạ Lạc lão ca. Dứt lời, thân hình Lục Lâm Thiên chợt động, trực tiếp bay về phía trước, vài lần lắc mình đã dừng bên ngoài hỏa đảo. Các chủ, nhóm người Lục Tâm Đồng cướp đi 9 chân linh thánh quả, chúng ta. Nhìn theo bóng lưng Lục Lâm Thiên, Lan trưởng lão đang định nói chuyện. Lan trưởng lão, truyền lệnh xuống. Người của Nhật Sát Các đi vào hỏa đảo tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng. Lạc Kiến Hồng cắt đứt lời của hắn. Các chủ, chúng ta đã thương nghị với âm hồn vương, Nhật Sát Các không nhúng tay, hết thảy giao cho thiên hạp đảo, tới lúc đó sẽ đem 9 chân linh thánh quả trả lại cho chúng ta, cho nên ta mới cho họ tiến vào hỏa đảo. Cục trưởng lão nói, từ giờ trở đi, Phi Linh Môn là bằng hữu Nhật Sát các ngươi hiểu được chưa, toàn lực tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng. Nếu cần thiết có thể giao thủ với thiên hạp đảo. Lạc Kiến Hồng nói. Bên ngoài lối vào hỏa đảo lúc này hội tụ không ít thân ảnh, đều đang do dự có nên tiến vào bên trong hay không, chung quanh còn có không ít người kết bè kết đội đang tìm kiếm gì đó. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện tại lối vào, bên ngoài hỏa đảo có không ít vũ giả mặc áo ngắn, hơn 10 người, đều có tu vi vũ phách, cũng có không ít vũ tướng đang cẩn thận kiểm tra người đi qua, chỉ cho phép đi vào mà không cho phép đi ra. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, những người này hẳn là đệ tử thiên hạp đảo, hắn chậm rãi đi tới, không ít ánh mắt rơi lên người hắn, cảm giác chân khí của hắn, một tiếng quát chợt vang lên. Đứng lại cho ta, là ai, đi vào hỏa đảo làm gì? Có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên dừng bước, nhìn nhóm đệ tử chặn đường, thản nhiên hỏi. Đang hỏi ngươi đâu, muốn làm gì, thành thật một chút cho ta, hiện tại không ai được tùy tiện tiến vào hỏa đảo. Gần 50 đệ tử thiên hạp đảo vây tới, mang theo vẻ hung hăng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, người chung quanh cảm thấy tình huống không đúng, lập tức thối lui. Các ngươi là người của thiên hạp đảo. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên không chút dao động, thản nhiên hỏi. Không sai, chúng ta chính là người của thiên hạp đảo, hiện tại muốn vào hỏa đảo phải nhận kiểm tra. Một vũ tướng lục trọng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên nói. Vốn lười đối phó với những con kiến như các ngươi. Là chính ngươi muốn tìm chết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ lãnh ý lan tràn, vốn không muốn đối phó những người này, nhưng nhớ tới thiên hạp đảo muốn đối phó Lục Tâm Đồng bọn họ, mà những người này còn muốn tới trêu chọc chính mình, vừa dứt lời thân ảnh hắn đã quỷ mị xuất hiện trước người vũ tướng cửu trọng, chảo ấn lập tức chộp lên cổ người kia. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy, vũ tướng cửu trọng nháy mắt mất mạng, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thế cho nên toàn bộ đệ tử thiên hạp đảo khi nhìn thấy cảnh này còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Người của thiên hạp đảo phỏng chừng cũng không có thứ gì tốt, vậy đòi chút lợi tức trước đã. Vừa dứt lời,
trước người Lục Lâm Thiên hiện lên lốc nước xoáy quay cuồng đánh ra, không gian run rẩy, cuối cùng trong tiếng rít xé gió đinh tai nhức óc, không gian dao động chung quanh đều vặn vẹo, thổi quét tứ tán. Phanh phanh, lốc xoáy lập tức vỡ tung, thanh âm đinh tai nhức óc, kinh khí khủng bố thổi quét, nháy mắt đột ngột dừng lại, phạm vi vài trăm thước lại giống như vừa nổi lên mưa to. Mà lúc này hơn 10 đệ tử Thiên Hạp Đảo đã hóa thành mảnh nhỏ biến mất không còn bóng dáng. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi mọi người kinh hãi chừng mắt nhìn qua, thanh niên áo xanh cũng đã biến mất. Hô, thực lực thật mạnh. Không ít thanh âm hít sâu một hơi vang lên, tiếng nghị luận kinh ngạc truyền tới. Người này có cựu oán với Thiên Hạp Đảo sao? Toàn bộ cường giả Thiên Hạp Đảo đều ở bên trong, chẳng lẽ hắn muốn chết hay sao? Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện sau tảng đá lớn cách đó ngàn thước, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nơi một mảnh nóng cháy. Không ít động dung nham sâu không thấy đáy, lan tràn khí thức làm người ta có cảm giác đầu óc choáng váng, muốn tìm vài người đang ẩn núp thật sự không dễ dàng. Tuyết sư, người đi mặt trên tìm, ta tìm chung quanh đây. Lục Lâm Thiên thông chi thiên sĩ tuyết sư. Dạ, chủ nhân. Thiên sĩ tuyết sư trầm thấp đáp, hai cánh run lên, thân ảnh khổng lồ bay nhanh rời đi. Ở đâu đây? Lục Lâm Thiên trầm tĩnh trở lại, cẩn thận tìm kiếm, hắn có liên hệ với Tiểu Long. Ở khoảng cách nhất định là có thể cảm giác được. Không ở khu vực này sao? Sau một lát Lục Lâm Thiên nhướng mày, không cảm giác được chân khí của Tiểu Long, hẳn là không ở gần đây, thân hình hắn chợt động hóa thành thanh ảnh đi về phía trước. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt nhanh trên hỏa đảo khổng lồ, hắn cũng không cần cẩn thận quan sát, chỉ cần đi tới khoảng cách nhất định là có thể cảm giác được khí thức của Tiểu Long. Hai canh giờ sau Lục Lâm Thiên đã đi thật xa. Dọc theo đường đi gặp được không ít người kết bè kết đội không ngừng thấp giọng nghị luận, hy vọng tìm được bốn người Lục Tâm Đồng sẽ lấy được không ít ưu đãi. Gì? Trước một khe sâu, nơi nơi đều là đá lớn màu đỏ, chung quanh có không ít động dung nham thật lớn, thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống nơi đây, chung quanh còn lưu lại không ít tay chân bị chém đứt vương vãi. Độc khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, chung quanh khe sâu tràn ngập độc khí, vì vậy những người tới tìm kiếm đều bị trúng độc mà chết. Nhân số chừng 5 người, có 3 người bị kịch độc mà chết, theo dấu vết giao thủ mà xem tựa hồ chưa tới 2 canh giờ, có lẽ còn sớm hơn. Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ngoài Lục Tâm Đồng hẳn không còn ai khác, tựa hồ 2 canh giờ trước nơi này có một cuộc đại chiến, trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời khẩn trương, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên trong một mảnh rừng đá, từ giữa không trung nhìn xuống tựa như một mảnh bờ cát mở mang, hạt cát lớn hơn bình thường không ít. Trên tảng đá lớn, bốn thân ảnh cực kỳ chật vật đang đứng, chính là Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá cùng Quỳ Long Như Hoa. Lúc trước bốn người chiếm được chân linh thánh quả, lại không biết Nhật Sát Các dùng biện pháp gì lại biết họ là người lấy thánh quả, nhiều trưởng lão Nhật Sát Các đều biết họ, muốn họ giao trả thánh quả sẽ bỏ qua, Dương Quá đương nhiên không ý kiến, nhưng Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đương nhiên không đồng ý. Cuối cùng xảy ra cuộc đại chiến, trưởng lão Nhật Sát Các không ngăn cản được bốn người. Đã để họ chạy trốn tới hỏa đảo. Ai biết vừa đi vào hỏa đảo đã bị cường giả Thiên Hạp Đảo vây công, mười mấy vũ vương linh vương công kích, dựa vào độc công cùng huyền vũ thần xác mới cướp đường bỏ chạy, trốn tránh bên trong hỏa đảo. Bốn người bị đuổi ghét, không bao lâu lại bị vây quanh, chật vật giao thủ, rốt cục đã bị người bao vây ở nơi này. Lúc này ở trước mặt bọn họ có mười mấy thân ảnh, chân khí cường hãn, đều là linh vương vũ vương. Phía sau còn có 5-60 người tu vi vũ xuất linh xuất, hơn 100 vũ tướng linh tướng, đội hình vô cùng khủng bố. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, xem các ngươi còn chạy đi đâu. Lão giả hơn 50 tuổi đứng phía trước cực kỳ tráng kiện, tóc thưa thớt như chọc đầu, ánh mắt âm hàn, trường bào màu đen, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bốn người trước mặt. Lão cẩu, người muốn đối phó chúng ta, dọc theo đường đi chỉ sợ đã hao binh tổn tướng không ít đi. Một ngày nào đó ta sẽ san bằng Thiên Hạp Đảo của ngươi. Lục Tâm Đồng cười lạnh nói. Kiệt kiệt. Hắc bào lão giả âm chắc chắc cười. Người này chính là đảo chủ Thiên Hạp Đảo Dương Liễu Phong, còn gọi là Âm Hồn Vương, là nhân vật nổi danh Đông Hải, mà thế lực chỉ kém hơn tứ các tứ đảo mà thôi. Ánh mắt âm trầm nhìn bốn người Lục Tâm Đồng, Dương Liễu Phong lạnh lùng nói. Hiện tại các ngươi đã không còn đường trốn. Ta sẽ cho các ngươi biết giá đắt khi dám trêu chọc Thiên Hạp Đảo. Dứt lời, một cỗ linh lực kinh người tràn ra, hắn đã biết trong bốn người chỉ có linh thú thần dị khó đối phó mà thôi, ngoài ra cũng không tới nỗi không thể đánh bại.
Tâm đồng, mọi người cẩn thận. Sắc mặt Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, khuôn mặt hiện sát ý. Ta đối phó linh thú kia, các ngươi tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn chạy trốn lần nữa. Dương Liễu Phong quát to, thân ảnh như quỷ mị lao thẳng tới chỗ Tiểu Long. Siêu siêu, vài thân ảnh từ sau lưng Âm Hồn Vương lao tới, tựa hồ đã sớm có kế hoạch, một Vũ Vương cửu trọng nháy mắt đánh về phía Lục Tâm Đồng, một Linh Vương bát trọng đánh tới Dương Quá, còn có một Vũ Vương thất trọng lao về hướng Quỷ Long Như Hoa. Chạy mau! Tiểu Long hét lớn một tiếng, đối mặt nhiều cường giả như vậy họ chỉ có thể chạy trốn, không dám cứng rắn đối kháng. Còn muốn đi sao? Hôm nay các ngươi chạy đằng trời. Âm Hồn Vương quát to một tiếng, chớp mắt đã đi tới trước mặt Tiểu Long, cùng một thời gian cường giả Thiên Hạp Đảo đã bắt đầu phong tỏa đường lui của Lục Tâm Đồng bọn họ. Ngao! Hống! Thanh âm quanh quẩn, trong khoảnh khắc Tiểu Long cùng Như Hoa đồng thời khôi phục bản thể khổng lồ, kinh phong thổi quét, thân thể cuồn cuộn, quấy nhiễu không gian gần như phá nát. Tâm Đồng, Dương Quá lão đại, nhanh qua đây. Tiểu Long hiển lộ bản thể, uy áp kinh người, long ngâm xuyên thấu không gian, một cỗ chân khí cường hãn quỷ dị lan tràn, huyền vũ thần sắc giống như sống lại, khí tức làm cả không gian run lên, trong mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, chấn động lòng người, làm cả thiên địa đều run lên. Lúc này thân hình khổng lồ của Như Hoa xoay quanh trên không trung, mang theo cỗ uy áp lan tràn, giữa không trung giống như có cỗ áp lực vỡ áp xuống. Hừ, nghiệt xúc, ngươi cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh mà thôi, ta xem ngươi làm sao bảo vệ bọn hắn. Âm Hồn Vương quát to, lực phòng ngự của đầu linh thú khủng bố này đã sớm làm hắn kinh ngạc, cho nên khi tìm người vây công hắn cũng sớm có kế hoạch, chỉ cần vây khốn đầu linh thú thần dị này, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá sẽ không thể trốn thoát, mà mình bắt được đầu linh thú kia, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Hiu hiu, chỉ nháy mắt không gian trước mắt Âm Hồn Vương vặn vẹo, linh lực bao trùm hóa thành quầng sáng thật lớn ngăn cản ngay trước người Tiểu Long. Hỗn đàn, có cơ hội Long Gia Gia nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Long nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ trảo sinh vân, vặn vẹo không gian dao động, thân thể khổng lồ hung hăng va chạm tới trước nhưng cũng không biện pháp đánh vỡ quầng sáng thật lớn kia. Phanh phanh, Quỷ Long Như Hoa giao thủ cùng Vũ Vương thất trọng, lực lượng kinh người va chạm. Thanh âm nổ tung thật lớn, ngay lập tức người của Thiên Hạp Đảo đồng thời lao tới, ba người vây công một mình Như Hoa. Hống! Nhất thời Như Hoa cực kỳ nguy hiểm, dù có cường thịnh bao nhiêu cũng khó thể đối kháng cả ba Vũ Vương, thực lực của nàng còn chưa tới thất giai trung kỳ đỉnh, thật sự còn kém một chút. Một Linh Vương bát trọng quát to một tiếng, thủ ấn kết xuất, linh lực bạo tuôn, linh lực hóa thành mấy trăm đầu cự mãng trống rỗng xuất hiện, mỗi đầu lớn cỡ một cánh tay. Suy suy suy, cự mãng xuất hiện, Linh Vương bát trọng vung tay áo, cự mãng chợt run rẩy, hưu một tiếng hướng Dương Quá bao trùm tới, trực tiếp phong tỏa cả không gian xung quanh hắn. Đại địa kiếm quyết, Dương Quá quát một tiếng, lưu quang hiện lên, trọng kiếm huy động, mang theo năng lượng thổ hệ dày đặc bổ ra, kiếm quang rít lên chói tai kéo theo một mảnh tàn ảnh bao phủ về hướng những cự mãng linh lực kia. Ca ca, ánh mắt Linh Vương bát trọng run lên, lộ tia cười lạnh. Thủ ấn kết xuất, nháy mắt giống như thuấn di phá vỡ hư không, đột nhiên đi tới trước người Dương Quá, linh lực bạo tuôn, ngưng tụ thành quyền ấn chấn khai không gian dao động, hung hăng đánh thẳng vào người Dương Quá. Dương Quá ngẩng đầu, vừa rồi bị cự mãng đánh lùi mấy bước còn đang lảo đảo, nhìn thấy một quyền đánh tới, tay trái siết chặt, vô số quyền ấn bạo lướt bay ra, chân khí cuồn cuộn lan tràn, năng lượng thổ hệ bao phủ khắp cả không gian. Gì? Linh Vương bát trọng kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhất thời cảm giác năng lượng thuộc tính áp xuống, lực lĩnh ngộ của Dương Quá đã đạt tới tự thành một không gian, mặc dù phạm vi không lớn như lại có thể ảnh hưởng được tới hắn. Hừ, người còn chưa đủ. Linh Vương bát trọng lạnh lùng quát, linh lực tuôn ra nhanh như chớp, trực tiếp phá tan không gian thổ hệ, một quyền phá không nện xuống. Hừ, Dương Quá hừ lạnh một tiếng, giẫm mạnh dưới đất, một đạo quyền ấn thổ hệ bay ra. Nhất thời không gian chớp lên, kinh khí bức người phóng lên cao, kinh phong mãnh liệt xé rách không khí làm màng tai đau đớn, cả không gian đều chao đảo lên. Ngay tiếp theo hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang như sấm sét lan tràn cả vùng trời. Phanh phanh, tảng đá dưới chân Dương Quá nháy mắt hóa thành cho tàn, năng lượng kinh khủng thổi quét, mặt đất nứt nẻ mang theo vô số loạn thạch kích tán hơn ngàn thước xa xa. Dương Quá nhất thời trúng đòn nghiêm trọng. Thân hình lảo đảo bật lui hơn 10 bước, ngã bệch dưới đất, thân thể đã bị thương.
Lục Tâm Đồng, độc công của ngươi không kém, đáng tiếc còn chưa đủ. Cùng một thời gian, quanh người Cự Sơn Vương hiện lên một đạo cương quyển, che chắn độc khí của Lục Tâm Đồng không hề có chút sức mẻ. Dĩ độc hóa công. Ánh mắt Lục Tâm Đồng, khẽ cắn răng, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, đột nhiên chân khí cấp tốc kéo lên, tiên thiên độc thể phóng thích, độc khí lan tràn ngập trời, toàn thân tràn ngập hắc mang, nhìn qua chẳng khác gì ác ma lăng không đứng thẳng. Nháy mắt chân khí của nàng từ Linh Vương tam trọng đỉnh đã tăng lên tới Linh Vương ngũ trọng. Bí pháp. Cự Sơn Vương chợt kêu lên. Thiên Linh Hồn Châm. Năm ngón tay hóa chảo, trong độc khí đầy trời, một đạo bạch quang bay ra, mang theo uy áp kinh người phát ra tiếng vang ông ông, lập tức phân thành hai, thành bốn, chỉ nháy mắt đã mang theo thanh âm rít gió chói tai, hóa thành châm mang giống như mưa to bao phủ về hướng Cự Sơn Vương, uy thế khủng bố tới cực điểm. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, vẫn chưa đủ, cấp độ là khoảng cách mà ngươi không thể vượt qua. Trong tay Cự Sơn Vương hiện lên quầng sáng, bao phủ quanh người. Hiu hiu, châm mang xen lẫn linh hồn công kích va chạm quầng sáng, hoàn toàn không thể tiến tới nửa phần. Phá! Cự Sơn Vương quát một tiếng, không gian chung quanh vặn vẹo, trưởng khống không gian lực vượt xa Lục Tâm Đồng, đột phá châm mang bao phủ, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng, một đạo chảo ấn vỗ ra, lạnh lùng nói. Lần này ngươi chạy đằng trời. Sắc mặt Lục Tâm Đồng đại biến, không gian đều bị đối phương phong tỏa, thậm chí nàng không thể vận chuyển được linh lực, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không còn biện pháp. Ngươi dám động muội muội của ta sẽ làm cho cả thiên hạp đảo thi cốt vô tồn. Nhưng ngay lúc này trên không trung đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo, âm thanh lạnh như băng, làm người ta nghe được trong lòng chợt rùng mình. Ca ca, lão đại, nhị đệ, vừa nghe thanh âm, mọi người liền nhìn lên bầu trời. Ông, giữa không trung, một đạo chảo ấn ầm ầm giáng xuống, chảo ấn giống như ngọn lửa đỏ tươi mang theo khí thế sắc bén, không gian vặn vẹo áp thành vòng cung cực kỳ rõ ràng, tích tắc đã ngăn cản trước chảo ấn của Cự Sơn Vương. Gì? Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, sắc mặt Cự Sơn Vương đại biến, hai đạo chảo ấn va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng vỡ tan răng rắc. Không gian lập tức sụp đổ, chảo ấn nóng cháy xé rách chảo ấn của Cự Sơn Vương, không gian run rẩy vỡ thành lốc xoáy, kinh khí nóng rực nháy mắt bị cắn nuốt, sau đó lập tức khôi phục, kinh khí thổi quét đầy trời. Đặng đặng, thân ảnh Cự Sơn Vương bị đẩy lui hơn 10 bước, sắc mặt đại biến, nói. Ngươi là ai, ngăn cản việc của thiên hạp đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ nháy mắt âm hồn vương cùng cường giả thiên hạp đảo đều nhìn thấy người mới xuất hiện, đều nhìn chằm chằm lên không. Thanh quang thu liếm, lộ ra một thân ảnh cao ngất, trên khuôn mặt cương nghị của thanh niên thanh y lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt tràn ngập hàn ý, thu liếm vũ linh khí sắc bén trong tay. Ánh mắt thanh niên nhìn chằm chằm vào nhóm người Lục Tâm Đồng, mang theo vẻ áy náy nói. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Lão đại, người rốt cục đã tới. Tiểu Long hóa thành hoàng ảnh lao tới nhanh như chớp, bộ dáng có vẻ chật vật. Tiểu Long, đệ không sao chứ? Lục Lâm Thiên liền hỏi. Không có việc gì, chỉ là Tâm Đồng cùng Dương Quá đại ca đã bị thương, người của Thiên Hạp Đảo còn chưa làm gì được đệ, nhưng đệ cũng không làm gì được bọn hắn. Thật xin lỗi lão đại, đệ không bảo vệ được Tâm Đồng cùng Dương Quá đại ca. Tiểu Long nói. Đệ đã tận lực, kế tiếp giao cho lão đại đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, thân ảnh chợt lóe, căn bản xem thường người của Thiên Hạp Đảo, đi tới trước người Lục Tâm Đồng. Nhà đầu, đại ca, không sao chứ? Lục Lâm Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi người không có việc gì, như vậy là tốt rồi. Ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn hắn, như nhi đồng bị ủy khuất, nhất thời nhào vào trong lòng Lục Lâm Thiên, ở trước mặt ca ca, nàng luôn giống như một tiểu cô nương nhỏ bé. Được rồi, không có việc gì, những ai dám khi dễ muội, ca ca sẽ không buông tha. Lục Lâm Thiên ôm tiểu nha đầu nói, đi ra ngoài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên a đầu gặp phải nguy cơ như vậy, có lẽ trải qua lần này nàng xem như chân chính nhận được tôi luyện. Dạ, Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, lập tức lộ ra nụ cười tuyệt mỹ đáp. Đệ đã tới thì tốt rồi, giao cho đệ, lần này ta sẽ không ngăn cản đệ ghét người. Khóe môi Dương Quá mang theo vết máu nói. Giao cho đệ đi. Lục Lâm Thiên vỗ tay Dương Quá, nhìn dáng vẻ đại ca đã học được nên làm sao lăn lộn bên ngoài, chỉ có vũ lực mới là điều tốt nhất để bảo hộ người thân của mình.
Lục Lâm Thiên lấy đan dược đưa qua, sau đó nhìn qua người của Thiên Hạp Đảo. Ngươi là ai? Ánh mắt Cự Sơn Vương âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, thanh âm lạnh như băng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua những người vây tới, trong đó có 9 vũ vương, 7 linh vương, hơn 10 vũ xuất linh xuất, hơn 100 vũ tướng linh tướng, chỉ sợ đây là toàn bộ thực lực hạch tâm của Thiên Hạp Đảo, thật sự không kém, ngoài ra còn có linh vương cửu trọng, vũ vương cửu trọng, linh vương bát trọng, vũ vương thất trọng, đều là vũ vương linh vương cao giai. Âm Hồn Vương, Cự Sơn Vương, Hốt Linh Vương. Chẳng lẽ ngươi là Lục Lâm Thiên? Âm Hồn Vương lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, cảm giác thực lực của hắn, ánh mắt run lên. Nếu nhận thức ta, vậy tự phế tu vi rồi cút đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ha ha, tiểu tử càn rỡ, chỉ bằng ngươi sao, cường giả trong 10 cao thủ trẻ tuổi mà thôi, ở trước mặt ta ngươi không có tư cách, nếu ngươi đã tới thì cùng nhau nhận lấy cái chết, nhớ kỹ đây là Đông Hải, không phải cổ vực. Ánh mắt Âm Hồn Vương lạnh lùng cười ha ha, nhắc tới tự phế tu vi khiến cho hắn nhớ tới con của mình, ánh mắt liền hiện lên sát ý thao thiên. Một khi đã như vậy, thì các ngươi đều đi chết đi. Lục Lâm Thiên quát. Vũ Vương lục trọng mà thôi, còn dám cản rỡ trước mặt Thiên Hạp Đảo, không biết trời cao đất dày, người cổ vực chẳng lẽ đều liều lĩnh bừa bãi như vậy sao? Âm Hồn Vương giận quá thành cười, tiếng cười tràn ngập sát ý, nói. Bổn vương không cần biết ngươi có lai lịch gì, cũng không quản phi linh môn gì đó, hôm nay các ngươi đều phải chết, Hỏa Đảo chính là mộ địa của các ngươi, trong Đông Hải còn chưa tới lượt mấy oa nhi còn hôi sữa như các ngươi hung hăng càn quấy. Lời của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ người trong Thiên Hạp Đảo ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lục Lâm Thiên. Thiên Hạp Đảo khá lắm, chẳng lẽ trên Hỏa Đảo chỉ là địa phương cho các ngươi hung hăng càn quấy sao? Ở phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên tiếng quát hùng hồn. Hơn 100 thân ảnh gấp rút bay tới, chỉ sau vài lần lắc mình 10 mấy đạo lưu quang dẫn đầu rơi xuống, chính là các chủ nhật sát các phiên hải vương Lạc Kiến Hồng, còn có Lan trưởng lão, cục trưởng lão cùng những cường giả khác. Siêu siêu, lại có tiếng xé gió vang lên, đệ tử nhật sát các chỉnh tề rơi xuống sau lưng Lạc Kiến Hồng, xa xa còn có nhiều người vây xem đang quan sát. Nhìn thấy cường giả của nhật sát các, nhóm người Lục Tâm Đồng có chút e ngại, có thể nói là có tật giật mình. Huống chi họ đã từng giao thủ qua một lần. Âm Hồn Vương nghe ngữ khí của Lạc Kiến Hồng tựa hồ không tốt, liền nói. Nguyên lai là Lạc các chủ đích thân tới, nhóm người Lục Lâm Thiên giao cho Thiên Hạp Đảo chúng ta đối phó là được rồi, nhất định sẽ trả lại đủ số chân linh thánh quả cho các vị. Việc của chân linh thánh quả không cần Âm Hồn Vương lo lắng, nhật sát các sẽ tự mình xử lý. Lạc Kiến Hồng nhíu mày nói. Trong lòng Âm Hồn Vương trầm xuống. Bình thường Lạc Kiến Hồng luôn xưng hô hắn là Dương Đảo Chủ, lúc này lại trực tiếp gọi mình là Âm Hồn Vương, thái độ cực kỳ khó hiểu. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng lướt qua đoàn người Thiên Hạp Đảo, dừng lại trên người Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, nói. Các ngươi còn nhận ra ta chứ? Lục Tâm Đồng nhìn ca ca, thấy ca ca đang mỉm cười, liền nói. Nhật sát các là các chủ, từng gặp qua trên Bình Nham Đảo, tự nhiên là nhận ra. Tiểu A Đầu. Không lưu lại một chân linh thánh quả nào cho nhật sát các chúng ta, lá gan thật không nhỏ a. Lạc Kiến Hồng mỉm cười, đánh giá Lục Tâm Đồng, thầm than thực lực của nàng, không nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn tiến bộ không ít, còn có Dương Quá cũng đột phá, ba huynh muội Lục gia đúng là nhân tài kiệt xuất, đợi thêm một thời gian danh chấn đại lục, huống chi hiện tại cũng đã nổi danh. Việc này, Lạc các chủ, việc này. Ánh mắt Lục Tâm Đồng xoay chuyển, đang định nói chuyện. Lạc Kiến Hồng chợt mỉm cười, nói. Tốt lắm, chuyện của chân linh thánh quả hãy nói sau, ngươi không cần gọi là các chủ làm gì, làm ta nghe mới lạ, ca ca ngươi gọi ta là Lạc Lão Ca, vậy ngươi cũng gọi Lạc Lão Ca là được rồi. Lạc Lão Ca, Lục Tâm Đồng có chút nghi hoặc, mà Tiểu Long cùng Dương Quá vô cùng kinh ngạc, còn tưởng nhật sát các là tới làm phiền, trong lòng họ đang vô cùng lo lắng, lúc này nghe khẩu khí của Lạc Kiến Hồng, tựa hồ không có ý định gây khó dễ. Nhà đầu, Dương Quá lão đệ, nói cho ta biết là ai khó xử các ngươi, ở trong Đông Hải có ai dám khó xử các ngươi, làm ta mất mặt trước ca ca ngươi, bất kể là ai ta nhất định thay ngươi giáo huấn hắn. Lạc Kiến Hồng nói, ánh mắt lại lướt qua đoàn người Âm Hồn Vương. Nghe được lời nói của Lạc Kiến Hồng, nhóm người Lục Tâm Đồng càng thêm nghi hoặc, không nghĩ tới nhật sát các chẳng những không làm phiền ngược lại còn tới hỗ trợ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lạc lão ca, đa tạ ý tốt. Việc này giao cho ta là tốt rồi,
chỉ là cần mượn nơi này của Lạc lão ca dùng một chút. Lục Lâm Thiên nói, Hỏa Đảo là địa bàn của Nhật Sát Các, dù sao cũng nên báo trước một tiếng. Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Lâm Thiên gật nhẹ đầu, lập tức quay lại hướng đệ tử Nhật Sát Các nói. Người của Nhật Sát Các nghe lệnh, phong tỏa Hỏa Đảo, không cho một người nào của Thiên Hạp Đảo rời đi. Ta đã nói qua với Lan trưởng lão, giao nhóm người Lục Tâm Đồng cho Thiên Hạp Đảo đối phó, ngươi làm vậy là ý gì? Sắc mặt Âm Hồn Vương đại biến, nghe cuộc nói chuyện giữa Lạc Kiến Hồng cùng Lục Tâm Đồng, không nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ lại sâu sắc như thế. Ta có ý tứ gì ngươi còn chưa rõ ràng sao, Lục trưởng môn là bằng hữu Nhật Sát Các, ngươi động người của Lục trưởng môn, chính là động tới Nhật Sát Các, đây là do ngươi tự tìm đường chết. Lạc Kiến Hồng lạnh nhạt nói, vì sinh cơ ngày sau, thì phải toàn lực giúp đỡ Lục Lâm Thiên, mặc dù thực lực Thiên Hạp Đảo không kém, nhưng không tới nỗi không thể đối phó. Phiên Hải Vương, người muốn Thiên Hạp Đảo cùng Nhật Sát Các khai chiến sao, cho dù Thiên Hạp Đảo không địch lại, người hẳn cũng biết chúng ta có thể làm cho người tổn thương gân cốt. Ánh mắt Âm Hồn Vương âm trầm nói. Âm Hồn Vương, người đây là muốn uy hát tép ta sao? Lạc Kiến Hồng giống như Liệp Ưng Ác Điểu nhìn chằm chằm Âm Hồn Vương, nói. Nhật Sát Các nếu muốn tiêu diệt Thiên Hạp Đảo, chỉ cần nhấc tay liền diệt, người cho rằng mấy năm nay cho phép Thiên Hạp Đảo lớn mạnh, là bởi vì Nhật Sát Các e ngại các ngươi phải không, nói cho ngươi biết, chỉ là ta lười động tới xê ác ngươi mà thôi. Sắc mặt Âm Hồn Vương cùng cường giả Thiên Hạp Đảo tối sầm, không ai nghĩ tới Nhật Sát Các lại giúp đỡ nhóm người Lục Lâm Thiên. Hừ, Phiên Hải Vương, nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta. Âm Hồn Vương trầm giọng nói, tuy Nhật Sát Các là khủng bố, nhưng đi theo bên cạnh Lạc Kiến Hồng cũng không bao nhiêu người, nếu thật phải động thủ hắn cũng không sợ. Âm Hồn Vương, người có bản lĩnh đi ra khỏi Hỏa Đảo rồi nói sau. Lạc Kiến Hồng cười lạnh, hắn biết thực lực của Lục Lâm Thiên, không khó cảm giác Lục Lâm Thiên đã động sát cơ, Âm Hồn Vương còn muốn rời khỏi Hỏa Đảo, chỉ sợ là không khả năng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vẫn không phản ứng, nhưng trong lòng thầm chấn động, mình thật sự không nhìn lầm người. Thở mạnh một hơi, Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng, nói. Tâm Đồng, nói cho ta biết là ai đánh muội bị thương. Ca ca, là hắn, còn có Vũ Vương Thất Trọng kia. Lục Tâm Đồng chỉ qua Cự Sơn Vương cùng Vũ Vương Thất Trọng, lần trước là do người này vây công đánh nàng bị thương. Nhìn xem ca ca báo thù cho muội, hôm nay đừng ai hòng chạy thoát. Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, còn có lão gia hỏa kia, huynh cũng phải giáo huấn hắn cho đệ. Tiểu Long thở phì phì nói. Không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên cười nói. Sắc mặt Âm Hồn Vương không ngừng run lên, càng ngày càng âm lãnh, có Nhật Sát Các như hổ rình mồi, nhưng trước mắt chỉ cần đối phó nhóm người Lục Lâm Thiên là có thể rời đi, hắn liền quay đầu nhìn mọi người nói. Chư vị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, cường giả Thiên Hạp Đảo lập tức tập trung Lục Lâm Thiên, Âm Hồn Vương bước lên một bước, lạnh lùng nói. Tiểu tử, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai có Nhật Sát Các làm hậu trường. Dứt lời, chân hắn dẫm mạnh dưới đất, tảng đá lớn hóa thành cho bụi, tay phải vung lên, linh lực tràn ra, chỉ chớp mắt liền ngưng tụ thành chảo ấn thật lớn, phát ra tiếng xé gió điếc tai. Tiểu tử, cho dù hôm nay có Nhật Sát Các làm chỗ dựa cho ngươi, ta cũng phải báo thù cho con ta. Chảo ấn ngưng tụ, trong mắt Âm Hồn Vương hiện lên vẻ lạnh lẽo, chỉ nghe hưu một tiếng. Chảo ấn mang theo sát ý vỗ về hướng Lục Lâm Thiên. Suy suy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị chảo ấn bao phủ, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Tàn ảnh. Sắc mặt Âm Hồn Vương đại biến, tốc độ của Lục Lâm Thiên không ngờ nhanh tới nông nỗi này. Ông ông. Ở xa vài trăm thước, một tiếng sấm vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên đi lên giữa không trung, cùng một thời gian hoàng mang chợt lóe, trên người hắn bao phủ thanh linh khải giáp. Sau lưng hiện ra huyễn ảnh thanh vũ dực, uy áp lập tức lan tràn. Vũ linh khí phi hành, cấp độ địa cấp. Nhìn thấy huyễn ảnh thanh vũ dực, sắc mặt người của Nhật Sát Các cùng Thiên Hạp Đảo đột biến. Hôm nay người của Thiên Hạp Đảo, một tên cũng trốn không thoát. Dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất giữa không trung. Cẩn thận! Âm Hồn Vương hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc lao về hướng Lục Lâm Thiên. Người thứ nhất. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị đi tới bên cạnh một vũ vương nhất trọng của Thiên Hạp Đảo, hoàng mang chợt lóe, người kia nháy mắt không thể nhúc nhích. Chân khí cuồn cuộn cấp tốc ngưng tụ, cánh tay hắn quỷ dị run lên,
bám theo cố kình khí dị thường cường hãn, quyền ấn đánh thẳng về hướng Vũ Vương Nhất Trọng kia. Ánh mắt Vũ Vương Nhất Trọng kinh hoàng, nhưng không cách nào phản kháng, chỉ trơ mắt nhìn một quyền kia đánh tới, từ sâu trong linh hồn cảm giác rét lạnh khắp toàn thân. Phanh! Một quyền nện xuống, cả không gian nổ tung, sụp đổ thành từng khúc, Vũ Vương Nhất Trọng lập tức hóa thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể đào thoát. Ba người cùng đi đi. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã đi tới bên cạnh ba người khác, một là Linh Vương Nhị Trọng, một Vũ Vương Tam Trọng, một Vũ Vương Nhất Trọng, không gian thổ hệ bao phủ, ba người định chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích, bởi vì chung quanh giống như có trọng lực ngàn cân áp xuống. Trường ấn phóng lên cao, nhanh như chớp vỗ lên thân ba người. Ba tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, kinh khí cuồng bạo khuếch tán. Phanh phanh! Cả ba cường giả hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình, hóa thành mảnh nhỏ biến mất, thi cốt vô tồn, hồn anh phá nát. Tiểu tử, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Âm hồn vương rít gào lao tới, cự sơn vương, hốt linh vương đồng thời vây quanh, chỉ nháy mắt đã có bốn cường giả bị đánh chết, ba người tức giận ngập trời, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Ha ha, các ngươi không chịu được rồi sao, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã biến mất. Một linh vương tam trọng kinh hãi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy không gian bên cạnh đột nhiên dao động, không chút do dự từ trong mi tâm bắn ra một đoàn quang mang, trực tiếp thi triển linh hồn công kích. Người thứ năm, thanh âm lạnh thấu xương truyền tới, thanh ảnh bay ra, liệt thiên xuất hiện trong tay, lập tức đi tới bên người linh vương tam trọng kia. Hiu, liệt thiên chém ra, không gian nứt vỡ, một chảo rơi xuống nháy mắt mang theo tiếng xé gió rơi lên thân thể người kia. Ca ca. Trong chớp mắt, thân hình linh vương tam trọng hóa thành mảnh nhỏ, máu tươi phun tràn, một đạo bạch quang phóng lên cao, trực tiếp xuyên vào ấn đường Lục Lâm Thiên. Ta chết cũng không bỏ qua ngươi. Bạch quang thu liếm, chính là hồn anh của linh vương tam trọng, dữ tợn lao thẳng vào ấn đường Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý tới, ngay lúc hồn anh lao vào trong ấn đường của hắn, một đạo kim mang chợt lóe, hồn anh liền biến thành mảnh nhỏ. Cũng như linh hồn công kích vừa rồi, trở thành đối tượng bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Lục Lâm Thiên, bắt được ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Âm hồn vương giữ tợn rít gào, ánh mắt đỏ đậm, quát lớn. Mọi người nhanh chóng lui lại, mau lui lại. Âm hồn vương, có bản lĩnh đuổi được ta rồi nói sau. Lục Lâm Thiên trả lời, thanh âm vừa rơi xuống thân ảnh đã biến mất. Tốc độ của Lục Lâm Thiên thậm chí là Liêu trưởng lão còn không đuổi kịp. Ba người âm hồn vương làm sao có thể đuổi theo. Vào lúc này thậm chí cả tam trưởng lão tu vi Vũ Vương Thất Trọng cũng gia nhập đối phó Lục Lâm Thiên, bốn người hình thành xu thế bao vây nhưng vẫn không đuổi kịp hắn. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên ghét chết hai linh vương, ba Vũ Vương, còn có hai linh vương cùng hai Vũ Vương đang đuổi bắt hắn. Vào lúc này còn có bảy linh vương Vũ Vương sắc mặt đại biến, năm trưởng lão hoàn toàn không có chút phản ứng đã bị đánh chết, vì thế cả bảy người sợ hãi thối lui. Ha ha, ai cũng trốn không thoát. Tiếng cười lạnh quanh quẩn giữa không trung, một đạo chảo ấn xé mở không gian dao động, nháy mắt rơi lên người một linh vương nhị trọng. Hiu hiu, chảo ấn rơi xuống, mang theo kình phong băng xương làm sắc mặt linh vương nhị trọng đại biến, thân hình vừa động vội vàng thối lui, nhưng tốc độ của chảo ấn vượt ngoài dự đoán mọi người, thân ảnh của hắn bị không gian lực bao vây không cách nào tránh thoát. Phanh phanh. Trong tích tắc thân hình hắn đã bị xé thành mảnh nhỏ. Hiu hiu. Ngay tiếp theo chảo ấn lại rơi xuống cách xa hơn ngàn thước, hai Vũ Vương Nhất Trọng bị nhốt bên trong, lập tức biến thành một mảnh huyết vụ rơi xuống đất. Tên thứ 9. Lục Lâm Thiên trống rỗng xuất hiện trước người một Vũ Vương Tam Trọng, khóe môi hiện lên độ cong băng xương. Mau, ta bắt được hắn. Vũ Vương Thất Trọng hét lớn một tiếng, nháy mắt đã ngăn ở trước người Vũ Vương Tam Trọng, quát. Lục Lâm Thiên, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Dứt lời, chân khí trong cơ thể hắn bộc phát, trưởng ấn mang theo năng lượng thủy hệ bàng bạc lan tràn, không gian ẩm ướt giống như nổi lên mưa phùn. Vũ Vương Thất Trọng cũng muốn ngăn cản ta sao, chết đi. Lục Lâm Thiên quát lớn, tốc độ không chút giảm sút, tay trái ngưng tụ chảo ấn, vẽ ra một đạo tàn ảnh, một đạo trưởng ấn hùng hồn bay ra, kinh khí khủng bố thổi quét, va chạm thẳng vào trưởng ấn của Vũ Vương Thất Trọng. Cùng một thời gian liệt thiên đã rơi lên Vũ Vương Tam Trọng phía sau. Oanh oanh! Chỉ nháy mắt giữa không trung nổ mạnh liên tục không ngừng, năng lượng mạnh mẽ dao động như hồng thủy gào thét,
đem cả không gian chấn động run rẩy, thân ảnh Vũ Vương Tam Trọng lập tức hóa thành huyết vụ rơi xuống đất. Phốc, thân hình Vũ Vương Thất Trọng đột nhiên bay ngược ra ngoài, huyết vụ tung bay, lập tức đập xuống trên một tảng đá lớn hơn trăm thước, đá lớn nhất thời vỡ thành 4-5 mảnh. Hỗn đản, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Âm hồn vương toàn lực đuổi tới, linh lực bạo tuôn, hóa thành quầng sáng trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên, cả không gian đều trở nên vặn vẹo. Âm hồn vương, còn chưa tới lượt ngươi đâu. Thanh âm Lục Lâm Thiên vừa rơi xuống, huyễn ảnh thanh vũ rực run lên. Suy, thân ảnh Lục Lâm Thiên đánh thẳng vào quầng sáng, huyễn ảnh thanh vũ rực tràn ra một cỗ hào quang quỷ dị, mang theo tiếng sấm nổ mạnh trực tiếp cắt vỡ quầng sáng, thân ảnh Lục Lâm Thiên hóa thành tàn ảnh biến mất. Hiu hiu, huyễn ảnh thanh vũ rực lại hiện lên, kình phong thổi quét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt Lục Lâm Thiên đã đi tới bên người một Vũ Vương nhị trọng. Vũ Vương nhị trọng mặc một bộ khải giáp quỷ dị, giống như một tầng thịt giáp thật dày, cảm giác được động tĩnh sau lưng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hiu. Nhưng đúng ngay lúc này nơi phần eo hắn truyền tới đau đớn, thanh quang nháy mắt xuyên thấu qua eo, lướt ra khỏi bụng mang theo dịch thể phá nát, khi đồng tử hắn co rút lại lần cuối, hắn nhìn thấy thân hình mình bị huyễn ảnh thanh vũ rực trực tiếp cắt vỡ. Người thứ 11. Thanh âm thản nhiên vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện bên cạnh ngũ trưởng lão. Ta liều mạng với ngươi. Ngũ trưởng lão tu vi Vũ Vương tứ trọng, tuyệt đối không phải kẻ yếu, cảm giác được dao động sau lưng lập tức xoay người lao về hướng Lục Lâm Thiên nhanh như chớp, chân khí bao trùm tràn ra, năng lượng hỏa hệ hội tụ nháy mắt hóa thành giải lụa hỏa diễm vỡ áp tràn tới chỗ Lục Lâm Thiên. Ngươi lấy cái gì liều mạng với ta? Không gian thổ hệ bao phủ, khi hỏa diễm tiến vào không gian, nhất thời tiêu tán hầu như không còn, một đạo chảo ấn cũng rơi lên người của hắn. Phanh phanh. Không gian chia thành 4-5 mảnh, kinh khí ngập trời, thân hình Vũ Vương tứ trọng hóa thành huyết vụ, hồn anh cũng không chạy thoát. Ông ông! Khi ba người âm hồn vương vây tới, Lục Lâm Thiên lại biến mất, ba người chỉ có thể chạy theo sau. Người thứ 12. Lại một linh vương nhị trọng bị huyễn ảnh thanh vũ rực cắt vỡ, hồn anh bay về hướng ấn đường Lục Lâm Thiên, nhưng lại bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Trong tích tắc Lục Lâm Thiên đã đi tới trước người Vũ Vương ngũ trọng. Khóe môi hiện tia cười lạnh làm trong lòng vị tứ trưởng lão run rẩy lên. Ta liều mạng với ngươi. Tứ trưởng lão không thể trốn tránh, cắn răng lấy ra kim sắc trường thương, mang theo thương mang phá không đâm thẳng vào ngực Lục Lâm Thiên. Phá! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, tay phải vung ra hình thành không gian lốc xoáy, lập tức áp xuống trên thương mang đang đâm tới. Suy suy! Thương mang đánh lên lốc xoáy, biến thành từng khúc nứt vụn sau đó biến mất. Thương mang dài mấy chục thước đều biến mất trong lốc xoáy của Lục Lâm Thiên. Sắc mặt tứ trưởng lão hoảng hốt, muốn rút lại trường thương nhưng đột nhiên phát hiện trường thương bị hấp xả kéo mạnh, căn bản không cách nào lay chuyển. Vũ linh khí hoàng cấp nằm trong tay ngươi chỉ là lãng phí. Chảo ấn thu lại, trường thương run rẩy lập tức rời khỏi tay tứ trưởng lão bay vào trong chữ vật giới chỉ của hắn. Cẩn thận! Cự Sơn Vương quát lớn, thân ảnh nháy mắt truy thẳng tới. Suy! Cùng một thời gian Lục Lâm Thiên đã đi tới bên người tứ trưởng lão, mà tứ trưởng lão nháy mắt bị hắn bắt trong tay. Tiến lên thêm một bước, hắn sẽ chết thật khó xem. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, trong tay bắt lấy tứ trưởng lão. Hỗn đản, ngươi mau thả người. Ba thân ảnh nháy mắt đã đi tới, đứng theo xu thế tam giác vây quanh Lục Lâm Thiên, nhìn thấy trong tay hắn có con tin cũng không dám tiến thêm một bước, sắc mặt vô cùng dữ tợn nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Ha ha, vì sao ta phải thả người, vừa rồi các ngươi không phải thật hung hăng càn quấy sao, các ngươi sợ sao, người của Thiên Hạp đảo đều là phế vật không chịu nổi một kích. Lục Lâm Thiên cười gằn quát. Hô, xa xa có không ít người vây xem, nhìn thấy một màn vừa rồi đều xôn xao. Vào lúc này người của Nhật Sát Các vô cùng kinh ngạc nói không nên lời, tổng cộng 12 linh vương Vũ Vương không nghĩ tới lại bị người đồ sát chỉ nháy mắt, thực lực Lục Lâm Thiên lại khủng bố tới mức này. Vẻ mặt Lạc Kiến Hồng không chút biến hóa, nhìn chằm chằm chiến trường, trong mắt chớp động quang mang, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Vào lúc này Vũ Xuất Linh Xuất Thiên Hạp đảo đều kinh hãi tới cực hạn, nhìn thấy các trưởng lão bị Lục Lâm Thiên đánh chết, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên giống như nhìn sát thần, nhìn thấy ác mộng của Thiên Hạp đảo. Lão đại, thực lực lại tiến bộ a. Bốn người Tiểu Long đứng xa xa nhìn chằm chằm không trung, ánh mắt Tiểu Long xoay chuyển lộ ra ý cười.
Lục Lâm Thiên, ngươi mau thả người, bằng không ngươi rơi vào trong tay bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết, Thiên Hạp đảo cùng ngươi không chết không ngừng. Âm hồn vương nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn, giận dữ tới cực hạn. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, tay phải bắt giữ tứ trưởng lão, toàn thân bao phủ trong thanh linh khải giáp, khóe môi hiện nụ cười thản nhiên. Thiên Hạp đảo của ngươi còn được mấy người mà dám nói cùng ta không chết không ngừng, Thiên Hạp đảo của ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, sát khí lan tràn, nhiệt độ không gian như hạ thấp xuống. Lục Lâm Thiên, có bản lĩnh thả người, chúng ta tự mình một trận chiến. Âm hồn vương nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập tức giận. Muốn người sao, vậy thì cho ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nắm tứ trưởng lão xem như khối thịt hung hăng vung về hướng âm hồn vương. Tứ trưởng lão. Âm hồn vương lao thẳng tới, vung ra chảo ấn muốn nắm lấy tứ trưởng lão. Bảo. Xa xa, Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, năm ngón tay siết chặt, thân hình tứ trưởng lão đột nhiên nổ tung, bởi vì Lục Lâm Thiên lưu lại một đạo lực lượng thao thiên trong cơ thể hắn, vì vậy thân hình tứ trưởng lão chợt bành trướng. Nháy mắt nổ mạnh hóa thành đoàn huyết vụ kích tán, huyết vụ bao phủ không gian ập về hướng âm hồn vương. Hỗn đản! Âm hồn vương không kịp trở tay, thân hình bật lui, trên người bị lây dính máu tươi, giận dữ run rẩy toàn thân, nếu như ánh mắt có thể ghét người, phỏng chừng Lục Lâm Thiên có chết trăm lần vẫn chưa đủ. Ghét hắn cho ta, toàn lực đánh chết hắn. Âm hồn vương cuồng nộ hét lớn, thân ảnh chợt lóe, linh lực trào ra lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Oanh long! Cùng một thời gian, Cự Sơn Vương cùng Hốt Linh Vương đều vây công Lục Lâm Thiên, thân hình Cự Sơn Vương hóa thành lưu quang bay tới, hung hăng oanh ra một quyền, âm bạo trầm thấp vang lên, mà thanh thế của Hốt Linh Vương cũng làm người sợ hãi. Một trường đánh ra, lực đạo đáng sợ làm không gian đều bị đánh rách tả tơi, một giây sau cũng bùng nổ ập về hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, bàn tay siết chặt lại, quang mang quỷ dị lan tràn, trong khoảnh khắc cả không gian đều run lên. Tử vong phong bạo. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, cuồng phong gào thét, năng lượng phong hệ hội tụ, uy áp tràn ngập làm cả không gian chấn động kịch liệt, khí lưu cuồng bạo xoay tròn dựng lên, giống như long quyển phong bốc lên cao, vô số đất đá bị cuốn theo, thăng lên cao tới vài trăm thước. Một cỗ cuồng phong khổng lồ gào thét, năng lượng khủng bố tràn ngập hóa thành long quyển phong bạo, phong vân biến sắc, lốc xoáy bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên, ầm ầm va chạm cùng công kích của ba người. Oanh oanh oanh, ba tiếng nổ bạo đột nhiên vang lên, công kích của ba người rơi lên long quyển phong bạo, ngay tiếp theo bốn đạo năng lượng khủng bố tiếp xúc, bộc phát ra hào quang chói mắt, cuồng phong lan tràn ầm ầm tán loạn. Phanh phanh, thật mạnh, Lục Lâm Thiên có thể đối kháng âm hồn vương, Cự Sơn vương cùng Hốt Linh vương liên thủ sao? Linh vương cửu trọng, Vũ vương cửu trọng, Linh vương bát trọng, chỉ sợ Lục Lâm Thiên khó thể đối kháng, trừ phi hắn là vũ tôn thì còn được. Lục Lâm Thiên hẳn muốn nhờ tốc độ tiêu diệt từng người một, hiện tại lại bị khốn trụ, là đại phiền toái. Gió lốc kinh khí đáng sợ thổi quét, bốn thân ảnh đều bị đánh bay, sắc mặt Lục Lâm Thiên thoáng trắng nhợt, đối kháng một kích của ba người thật sự làm cho hắn không thể khinh thường. Trời ạ, hình như Lục Lâm Thiên không có việc gì, ba linh vương vũ vương cao giai công kích mà cũng bình yên vô sự. Thanh âm than thở sợ hãi bật thốt lên. Tên thứ 14, là ngươi rồi. Kinh khí khủng bố còn chưa tiêu tán, lưu quang sau lưng Lục Lâm Thiên chợt nổ mạnh, lao thẳng về hướng Hốt Linh Vương còn đang lảo đảo thối lui. Phệ Linh Kiếm. Hốt Linh Vương đã biết Lục Lâm Thiên lợi hại, không chút do dự lấy ra trường kiếm, lưu quang bốn phía, chân khí cực kỳ cường hãn, chính là một thanh hồn khí hoàng cấp. Hiu hiu. Thủ ấn biến hóa, trường kiếm quấy hư không, chia thành 9 đạo kiếm quang bay ra, lại cất giấu linh hồn công kích. 9 đạo kiếm quang xé rách không gian nháy mắt lao về hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thu liễm liệt thiên, một đoàn huyết quang mang theo thanh âm long ngâm vang vọng khắp cả không gian. Ngao! Huyết lục xuất hiện, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang vang lên thanh âm xé gió chói tai như tia chớp cắt qua không gian, đồng thời bổ ra 9 đao, 9 đạo đao mang dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không bay ra, chém vỡ cả không gian dao động phía trước. Hiu hiu! 9 đạo huyết sắc đao mang như trẻ tre va chạm cùng 9 đạo kiếm quang, những người vây xem xa xa đột nhiên ngừng thở. Xuy xuy, không chút âm thanh động tĩnh, đao mang cùng kiếm quang chạm vào nhau, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, tiếp theo đao mang bùng nổ, không gian dao động run lên,
trực tiếp đem kiếm quang đánh nát, phát ra 9 đạo cường quang, thậm chí chung quanh cường quang còn hiện lên cả khe nứt không gian. Ca ca! 9 đạo cường quang xoay chuyển hội tụ, va chạm vào phệ linh kiếm, bỗng nhiên phệ linh kiếm nứt vụn thành từng khúc, hóa thành mảnh nhỏ dập nát giữa không trung. Là vũ linh khí địa cấp. Cường giả Nhật Sát Các kinh hô. Phốc! Cùng một thời gian phệ linh kiếm phá nát, trong miệng Hốt Linh Vương phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ông! Lục Lâm Thiên không để ý tới Cự Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương đang lao tới, vẫn bay về hướng Hốt Linh Vương. Ta liều mạng với ngươi. Hốt Linh Vương lộ vẻ sợ hãi, cắn răng kết xuất thủ ấn, trong nghi tâm hiện ra một đạo bạch quang, linh hồn lực bao trùm khắp không gian, một đạo công kích kiếm hình xuất hiện, phá không đánh thẳng về hướng ấn đường của Lục Lâm Thiên. Mà lúc này Hốt Linh Vương còn chưa biết nếu Lục Lâm Thiên không lưu thủ, bị một chiêu liệt không cửu kích làm sao còn lưu được mạng sống. Linh hồn công kích sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, linh hồn công kích của Linh Vương bát trọng dù là Vũ Vương cửu trọng cũng phải kiêng kỵ, mình nhất định phải lưu ý. Suy, nhìn thấy Lục Lâm Thiên cũng không tránh né hay ngăn cản, linh hồn công kích của mình xuyên vào ấn đường của Lục Lâm Thiên, Hốt Linh Vương nở nụ cười lạnh, chẳng lẽ còn có người không sợ linh hồn công kích hay sao? Lục Lâm Thiên thật quá cản rỡ, căn bản không biết sự đáng sợ linh hồn công kích của Linh Vương bát trọng. Nhưng chỉ nháy mắt nụ cười trên mặt hắn biến mất, bởi vì thân ảnh Lục Lâm Thiên đã đi tới trước người hắn, thậm chí không hề có chút ảnh hưởng nào. Linh Vương bát trọng, người còn xa xa chưa đủ. Thanh âm Lục Lâm Thiên rơi xuống, lập tức đánh ra cấm chế. Suy, Hốt Linh Vương toàn lực thối lui, linh lực bao trùm, nhưng trong nháy mắt hoàng mang không gian tràn tới, linh lực trong cơ thể hắn nhất thời như ngừng lại, thân ảnh khó thể di chuyển. Hưu. Cấm chế rơi xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của Hốt Linh Vương, thân ảnh kinh khủng kia đã đi tới bên cạnh hắn. Các ngươi lại chậm một bước rồi. Lục Lâm Thiên bắt lấy Hốt Linh Vương nhìn qua Âm Hồn Vương cùng Cự Sơn Vương vừa lao tới, lăng không đứng thẳng, vẻ mặt lộ ý cười hài hước. Lục Lâm Thiên, ta thề, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn thề không làm người. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại bắt được Hốt Linh Vương, Âm Hồn Vương nổi giận, ánh mắt đỏ đậm xen lẫn sát khí ngập trời. Luôn bị đối phương châm chọc như thế, nhưng tốc độ của mình lại không bằng người, hắn cũng không còn cách nào, cơn giận của hắn đã bùng nổ. Hôm nay người vốn không thể làm người. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện nụ cười lạnh, hài hước nói. Việc này còn chưa chấm dứt, nhìn ngươi giống như không chơi nổi, ngươi luôn mồm nói muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, làm cho ta muốn sống không được muốn chết không thể, nhưng thậm chí ngay cả góc áo của ta ngươi cũng không đụng tới, có vẻ khó khăn thật không ít a. Âm Hồn Vương cùng Cự Sơn Vương liếc mắt nhìn nhau, lập tức đánh ra lực công kích cuồng bạo hướng về Lục Lâm Thiên, cũng không để ý tới Hốt Linh Vương còn nằm trong tay hắn. Ha ha, thật đúng là lòng dạ độc ác a, ngay cả người mình cũng không để ý. Lục Lâm Thiên cười lớn một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ rực vũ động, thân ảnh lưu lại đường cong quỷ dị hiểm hiểm tránh thoát hai đạo công kích. Phanh phanh, âm bạo nổ tung quanh quẩn bốn phía, kinh khí khủng bố tựa như long quyển phong thổi quét. Công kích rơi vào khoảng không. Lục Lâm Thiên, có bản lĩnh thì đừng trốn, đơn đả độc đấu với ta, chỉ biết trốn tránh, còn tính là bổn sự gì. Trên không trung, Cự Sơn Vương nổi giận, nhưng không cách nào đuổi kịp tốc độ của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đột nhiên ném Hốt Linh Vương xuống dưới. Tâm đồng, giao cho muội. Phanh. Vừa dứt lời, thân hình Hốt Linh Vương đã nện xuống trước mặt nhóm người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng lập tức bắt hắn vào trong tay. Ngươi muốn đơn đả độc đấu. Lục Lâm Thiên nhìn Cự Sơn Vương, ánh mắt híp lại, sát ý tràn ra. Có bản lĩnh ngươi đừng trốn, chỉ sợ ngươi không dám đối chiến, chẳng khác gì rùa đen rút đầu. Cự Sơn Vương lạnh lùng nói, tựa hồ cho rằng cách khích tướng này thật hữu dụng. Được, ta cho ngươi cơ hội. Lục Lâm Thiên thản nhiên cười. Ngoại trừ chạy trốn, ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu thực lực chân chính. Cự Sơn Vương cùng Âm Hồn Vương liếc mắt nhìn nhau, bước tới một bước, chân khí bạo tuôn, năng lượng thổ hệ thổi quét, lúc này nhìn Cự Sơn Vương rõ ràng muốn dùng toàn lực. Thổ Cương Khải. Cự Sơn Vương quát một tiếng, quanh thân hiện lên hoàng mang khải giáp, lốc xoáy khí lưu vô hình phủ xuống, theo chân khí nhìn xem tựa hồ đã tới vũ khí phòng ngự thổ hệ huyền cấp cao giai. Thân hình Cự Sơn Vương đột nhiên quỷ dị lao về hướng Lục Lâm Thiên, quát. Thiên Sơn Đoạn Dương Trường. Một đạo trưởng ấn bay ra,
chân khí như hồng thủy chạy trồm áp không tràn xuống, cả không gian đều biến sắc. Ca sát, trường ấn đánh ra, khe không gian lan tràn, hóa thành hoàng sắc hồng mang áp tới, một kích toàn lực của Vũ Vương cửu trọng thật sự khủng bố. Ngươi đã muốn biết thực lực chân chính của ta, vậy trước khi ngươi chết, ta thành toàn ngươi. Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, chân khí tràn vào bên trong huyết lục. Không biết vì sao trong lòng Cự Sơn Vương xuất hiện cảm giác bất an, linh hồn run lên, lập tức ngăn chặn tạp niệm trong lòng, trưởng ấn hung hăng bạo phát, nhanh như chớp bay tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Liệt không cửu kích, trưởng ấn bay tới, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang mang theo âm bạo xuyên qua không gian, đao mang vừa ra cả không gian liền run rẩy. Huyết sắc đao mang bổ ra chín đao, nháy mắt hợp lại cùng một chỗ, phát ra chân khí khiến nhịp tim gia tốc, những nơi đao mang đi qua, không gian dao động trực tiếp nứt vụn. Hưu, huyết sắc đao mang va chạm cùng trưởng ấn, cả không gian đột nhiên run lên, giống như hai viên vẫn thạch hung hăng oanh thẳng vào nhau, huyết sắc đao mang lập tức bổ lên trên trưởng ấn. Suy, hào quang chói mắt lan tràn, không gian dao động gãy vỡ, năng lượng kinh người xé rách cả không gian muốn vỡ nát. Hưu hưu, chỉ nháy mắt đao mang đột nhiên phát ra, bổ vỡ trưởng ấn, bổ ra khe không gian, nhanh như chớp rơi lên mi tâm Cự Sơn Vương. Làm sao có thể, Vũ Vương lục trọng sao có thể mạnh như thế? Lời của Cự Sơn Vương còn chưa dứt, thân ảnh chia thành hai nửa, mang theo máu tươi rơi xuống. Hỗn đản, đi chết đi. Âm hồn vương giận dữ quát to, một đạo linh lực giải lụa từ sau lưng Lục Lâm Thiên đánh tới. Suy suy. Nháy mắt khi thân ảnh Cự Sơn Vương bị bổ thành hai nửa, hồn anh nhảy ra bỏ chạy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, huyết lục lại bổ ra nhanh như chớp, đao mang liền rơi lên hồn anh của Cự Sơn Vương. A! À, hồn anh kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức chia thành 4-5 mảnh, hóa thành linh hồn mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, linh lực giải lụa đập lên sau lưng Lục Lâm Thiên. Ngay khi mọi người hít sâu một hơi lo lắng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như suy nghĩ của bọn họ, chỉ thấy Lục Lâm Thiên không chút ảnh hưởng, thanh linh khải giáp chỉ bị lõm vào mà thôi, còn chưa tới nông nỗi bị phá nát. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lục Lâm Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn âm hồn vương, ngay cả công kích của tiêu trưởng lão mà hắn cũng có thể đón nhận, lực công kích của âm hồn vương còn không bằng tiêu trưởng lão, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Âm hồn vương khiếp sợ. Không nghĩ tới công kích của mình không tổn thương được Lục Lâm Thiên, lực phòng ngự thật sự quá kinh khủng. Hỗn đản, thiên hạp đảo tuyệt không buông tha ngươi. Âm hồn vương rít gào, vô cùng phẫn nộ. Thiên hạp đảo của ngươi còn thừa lại mấy người, làm sao không buông tha ta? Khóe môi Lục Lâm Thiên nhếch lên, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán, các cường giả Nhật Sát Ca xa xa đều động dung, sát khí quá mức nồng đậm, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không khí đều cô đọng lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm âm hồn vương, đại hồn anh cảm giác được sát khí, không ngừng dục dịch, sát khí vô hình lại như khí lãng lan tràn khắp chung quanh Lục Lâm Thiên. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt Lạc Kiến Hồng thoáng run rẩy, sát khí kia làm cho hắn có cảm giác quen thuộc, nhịp tim của hắn cũng run lên, âm hồn vương đột nhiên có cảm giác bất an, quay đầu lại nhìn chỉ thấy toàn bộ cường giả thiên hạp đảo chỉ còn lại một mình hắn, trong lòng chợt phẫn nộ xóa tan cảm giác sợ hãi. Những người có mặt tại đây nghe cho rõ, nếu ai dám có ý xấu với Phi Linh Môn, thiên hạp đảo chính là kết cục. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn xa xa, trong những người vây xem có người tới là vì tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng lấy trọng thưởng, tuyệt đối phải làm bọn hắn kinh sợ. Âm hồn vương, hiện tại ngươi có thể đơn đả độc đấu với ta một trận. Dứt lời, chân khí như biển khơi mênh mông lan tràn khắp cả thiên địa. Oanh! Huyễn ảnh thanh vũ rực run lên. Chân khí thổi quét thiên địa ngưng tụ, oanh một tiếng trầm đục, chân khí hội tụ thành quyền ấn tràn ngập, nháy mắt lướt về hướng âm hồn vương. Trong mắt âm hồn vương hiện lên sát ý, thủ ấn quỷ dị kết xuất, lực lượng linh hồn mênh mông bao trùm, uy áp khủng bố quanh quẩn, lực lượng linh hồn của linh vương cửu trọng tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, người cho rằng dựa vào lực phòng ngự mạnh là có thể đối phó ta sao? Kiệt kiệt, người nằm mơ, để cho người chết dưới chấn linh diệt hồn tháp của ta đi. Âm hồn vương âm chắc chắc cười lạnh, tay áo vung lên, chân khí quỷ dị trào ra, từ trong mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra hắc quang thu liếm, lập tức hiện ra một đại tháp màu đen cực lớn, chân khí làm linh hồn người rung động lan tràn.
Phanh. Một quyền của Lục Lâm Thiên đánh lên trên hắc tháp. Ông! Hắc tháp xoay tròn bị đẩy lui mấy chục thước, lại tiêu trừ quyền ấn của Lục Lâm Thiên, phát ra tiếng ông ông thật quỷ dị. Hồn khí địa cấp. Lục Lâm Thiên nhíu mày, dù là linh tôn cửu trọng chỉ sợ cũng muốn có được, Lục Lâm Thiên thật không ngờ trên người âm hồn vương còn có hồn khí địa cấp, tuyệt đối là hiếm có. Hồn khí địa cấp. Các cường giả Nhật Sát Các sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối là trọng bảo, căn bản không thể dùng giá trị cân nhắc, Nhật Sát Các cũng không ngờ trên người âm hồn vương còn có vật này, nếu sớm biết chỉ sợ Thiên Hạp đảo đã sớm bị tấn công, một kiện hồn khí địa cấp đủ làm Nhật Sát Các âm thầm cướp đoạt. Kiệt kiệt, người có vũ linh khí địa cấp giỏi lắm sao, ta cũng có hồn khí địa cấp. Âm hồn vương liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên cùng những người xung quanh, khẽ cười lạnh, hắn chưa từng thi triển hồn khí địa cấp công khai. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, mấy năm nay gặp không ít cường giả đều bị hắn dùng vật này đánh chết. Lục Lâm Thiên, ta xem ngươi còn bản lĩnh gì đối phó ta, có thể chết dưới Chấn Linh Diệt Hồn Tháp của ta là tiện nghi cho ngươi, ta muốn thu ngươi vào Chấn Linh Diệt Hồn Tháp, chậm rãi luyện hóa hồn anh của ngươi, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không thể. Âm hồn vương cười lạnh, thủ ấn kết xuất, hắc tháp xoay tròn thật nhanh, đột nhiên trướng lên tới vài trăm thước. Tựa như ngọn núi lớn phóng thích ra hắc vụ ngập trời. Chi chi. Nhất thời cả không gian biến thành tối đen, mang theo thanh âm rít gào chói tai, giống như đâm thẳng vào trong linh hồn, thực lực thấp đã sớm tuôn mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Hắc mang bao trùm thiên địa, tiếng rít quỷ dị đầy trời, thủ đoạn làm không ít cường giả hoảng sợ, lực lượng hồn khí địa cấp thật kinh khủng, chỉ sợ còn không phải hồn khí địa cấp bình thường. Hắc vụ lượn lờ, âm hồn vương giống như đã ẩn thân. Quỷ dị mất tung tích, chân khí âm hàn khuếch tán, đột nhiên có vài quang đoàn đen nhánh lướt ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, chết đi. Thanh âm tiếng cười lạnh truyền tới, cùng một thời gian trước mặt Lục Lâm Thiên hiện lên 6 hắc quang, nhìn kỹ lại chính là 6 hồn anh màu đen, hồn anh tựa hồ bị người luyện chế qua, dương nanh múa vuốt như lệ quỷ, có chút tương tự như phệ hồn ác anh của Đông Vô Mệnh. Chân khí của 6 hồn anh rất mạnh. Đã tới vũ vương bát trọng, cửu trọng, ý nghĩa âm hồn vương đã ghét không ít vũ vương luyện chế ra chúng nó. 6 hồn anh mang theo chân khí thô bạo nháy mắt lao thẳng vào ấn đường của Lục Lâm Thiên. Thật mạnh! Trong lòng mọi người đều khẩn trương nhìn Lục Lâm Thiên, chỉ có Tiểu Long vẫn luôn tin tưởng vào lão đại. Linh hồn công kích sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hoàn toàn không để ý tới, nhưng ánh mắt lại nhìn Chấn Linh Diệt Hồn Tháp tràn ngập hứng thú. Hiu hiu. 6 hồn anh giữ tợn nháy mắt xâm nhập vào ấn đường Lục Lâm Thiên, lao thẳng về phía não hải. Chết đi, ngươi nhất định phải chết. Âm hồn vương lộ ra thân ảnh, cười lạnh rít lên. Hiu. Ngay nháy mắt, một đạo kim quang lao tới, kim sắc đao mang vừa xuất hiện lập tức làm 6 hồn anh cảm giác sợ hãi, vừa định bỏ chạy nhưng đã chậm. Kim mang bao phủ, không gian như cô đọng lại, hồn anh căn bản không thể nhúc nhích. Nháy mắt liền hóa thành khí lưu bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, trong lúc này tiểu hồn anh cũng nhận được không ít ưu đãi. Gì? Âm hồn vương tựa hồ cảm nhận được điều gì, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là công kích của ngươi sao, hình như không có gì đặc biệt a. Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng hung hăng càn quấy, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt âm hồn vương trầm xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng, liên tục đánh ra thủ ấn. Hắc vụ nồng đậm lập tức tuôn tràn. Oanh long long. Một tiếng vang cực lớn lan ra, chấn động linh hồn người, hắc tháp lập tức xoay tròn từ trên trời giáng xuống giống như vẫn thạch, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên. Ông! Hắc tháp áp xuống, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cũng không tùy tiện đối kháng, đó chính là hồn khí địa cấp, nói không chừng còn có điều gì đó quỷ dị. Ngươi trốn không thoát đâu, thu cho ta. Âm hồn vương cười lạnh, hắc tháp áp xuống. Bên dưới đáy tháp lộ ra lỗ hổng thật lớn, không gian dao động vặn vẹo hình thành lốc xoáy bỗng nhiên trào ra hấp lực khủng bố bao trùm Lục Lâm Thiên. Lục lão đệ cẩn thận. Lạc Kiến Hồng hét lớn một tiếng, thân ảnh lao tới. Chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được huyễn ảnh thanh vũ dực bị kiềm chế, tốc độ ngừng lại, một giây sau hắc tháp đã dùng tốc độ khủng khiếp bao trùm hắn, lập tức hấp xả hắn vào bên trong, mà lốc xoáy cũng đồng thời biến mất. Kiệt kiệt, ta đã nói rồi. Ngươi nhất định phải chết. Thu Lục Lâm Thiên vào trong Chấn Linh Diệt Hồn Tháp, âm hồn vương cười lạnh nhìn toàn trường. Âm hồn vương, ngươi mau thả người.
Phiên Hải Vương nháy mắt đi tới trước mặt Âm Hồn Vương, quát to. Phiên Hải Vương, người đang uy hiếp ta sao, Thiên Hạp Đảo đã biến thành như vậy, ta còn e ngại ngươi cái gì, chẳng qua cá chết lưới rách, ta cũng làm cho Nhật Sát Các trả giá thảm trọng. Âm Hồn Vương cười lạnh nói, có hồn khí địa cấp trong tay, dù không địch lại hắn cũng có đủ lực đào thoát. Âm Hồn Vương, ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả. Lạc Kiến Hồng lạnh lùng nói. Phiên Hải Vương, hậu quả thả Lục Lâm Thiên càng nắng hơn đi, ta muốn ghét tiểu tử đó, không ai cứu được hắn. Âm Hồn Vương cười lạnh, người bị thu vào trong hắc tháp không ai còn sống đi ra, nhất định sẽ ăn mòn toàn bộ chân khí linh lực, lúc đó Lục Lâm Thiên chỉ còn lại hồn anh, đồng thời còn làm uy lực hắc tháp càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ tới sau khi Lục Lâm Thiên bị luyện hóa, trên người tiểu tử kia không ít bảo vật, như vậy mình cũng có đại thu hoạch, Thiên Hạp Đảo trở thành danh nghĩa cũng không sao cả, mình hoàn toàn có thể xây dựng lại Thiên Hạp Đảo. Lúc này Lục Lâm Thiên đang ở trong một không gian tối tăm, tràn ngập chân khí âm hàn như địa ngục, mà chân khí kia có thể tiêu hao chân khí của chính bản thân hắn, làm người ta có cảm giác vô lực, thậm chí linh hồn cũng uể oải. Không gian trong linh khí. Muốn vây khốn ta sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn không gian hôn ám quỷ dị, khóe môi nhếch lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm Hồn Vương, linh khí địa cấp này thật sự không tệ. Dứt lời, một cỗ tử kim sắc hào quang chợt lóe, ngay tiếp theo tử lôi huyền đỉnh liền xuất hiện, tử kim sắc điện mang thổi quét, khí tức chung quanh trở nên quỷ dị, nhất thời cỗ chân khí hôn ám kia cũng không dám tới gần. Đây là khác biệt giữa địa cấp cùng thiên cấp. Nhìn tử lôi huyền đỉnh trong tay mình, Lục Lâm Thiên mỉm cười, thân hình lập tức khôi phục nhìn không gian hôn ám chung quanh, thân ảnh hắn chợt lóe, nháy mắt bay đi. Gì? Ở bên ngoài, mỗi phản ứng trong hắc tháp đều không thoát khỏi tâm thần của Âm Hồn Vương, hết thảy những gì phát sinh trong tháp đều làm cho hắn kinh ngạc. Sau một lát thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong một không gian tối tăm, không gian chẳng khác gì vực sâu, hắc mang bao phủ, vô biên vô hạn, trong hắc mang đầy trời lại có một đoàn bạch quang ở bên trong. Đó chính là hồn khí, bất kỳ linh khí gì cũng cần bố trí linh hồn ấn ký mới có thể sử dụng, chỉ cần phá hủy linh hồn ấn ký, linh khí sẽ biến thành vật vô chủ. Lục Lâm Thiên, tại sao ngươi không sợ âm hồn khí? Trong không gian truyền ra thanh âm của Âm Hồn Vương. Lục Lâm Thiên có thể cảm thấy được ánh mắt Âm Hồn Vương đang nhìn chằm chằm vào tử lôi huyền đỉnh của mình, mà ánh mắt Lục Lâm Thiên lại đang quan sát đoàn bạch quang phía trên. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Âm Hồn Vương có cảm giác bất an, thanh âm truyền ra trong chấn linh diệt hồn tháp đồng thời làm bên ngoài cũng nghe được tiếng quát của hắn. Nghe được tiếng quát của Âm Hồn Vương, không ít cường giả cau mày, chẳng lẽ bên trong hắc tháp kia lại xảy ra biến cố? Ô ô! Vào lúc này bên trong không gian tối đen, lực lượng linh hồn tràn tới, nháy mắt tràn ngập cả không gian, âm hồn khí tức ngập trời như quỷ khóc thần hào phóng về phía Lục Lâm Thiên, giống như muốn đem hắn xé nát. Hừ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, quát một tiếng, trên tử lôi huyền đỉnh tản ra điện mang bao phủ toàn thân hắn, âm hồn khí gào thét lao tới nhưng không cách nào tiến tới gần. Phá! Cùng một thời gian Lục Lâm Thiên thấp giọng quát, trên tử lôi huyền đỉnh hiện ra tử kim điện mang nháy mắt bắn ra, dễ dàng phá vỡ âm hồn khí, lập tức rơi lên bạch quang kia. Tử kim điện mang đánh trúng bạch quang, trong phút chốc trên bạch quang lưu chuyển điện mang, nháy mắt vỡ thành 4-5 mảnh. Âm hồn khí lập tức biến mất không còn bóng dáng. Không xong. Ở bên ngoài sắc mặt Âm Hồn Vương đại biến, hắn đã mất đi liên hệ với chấn linh diệt hồn tháp, linh hồn ấn ký bị người xóa bỏ, khuôn mặt trắng bệch phun ra ngụm máu tươi. Hô hô. Chấn linh diệt hồn tháp lập tức thu nhỏ lại, khi chỉ còn cỡ lòng bàn tay, một đạo thanh quang lao ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện giữa không trung, trong tay cầm lấy chấn linh diệt hồn tháp. Xảy ra chuyện gì? Một màn này làm toàn bộ cường giả Nhật Sát Các vắng lặng, không nghĩ tới hồn khí địa cấp của Âm Hồn Vương đã bị Lục Lâm Thiên cướp đi, thật làm người chấn kinh, dù là người có thực lực cường hãn như Vũ Tôn Cao Giai cũng chưa chắc làm được, trừ phi đánh chết Âm Hồn Vương, nhưng lúc này hắc tháp kia thật sự đã bị Lục Lâm Thiên cướp đoạt. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá thở ra một hơi nhẹ nhõm, Tiểu Long vẫn thản nhiên, trên người lão đại có tử lôi huyền đỉnh, tự nhiên không cần e ngại hồn khí địa cấp kia. Gì? Ánh mắt Lạc Kiến Hồng cũng thay đổi, hắn hoàn toàn không ngờ Lục Lâm Thiên còn có thủ đoạn như thế. Nhìn hắc tháp trong tay, Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Âm Hồn Vương, người thật hào phóng, hồn khí địa cấp này để ta thu lấy nhé. Khóe môi chảy máu,
nhìn Lục Lâm Thiên cầm hồn khí của mình trong tay, âm hồn vương dại ra, nháy mắt phẫn nộ. Lục Lâm Thiên, mau trả hồn khí cho ta, nó là của ta. Âm hồn vương nghiến răng quát. Vậy sao, nhưng bây giờ nó là của ta. Lục Lâm Thiên thản nhiên thu hồi hắc tháp vào trong chữ vật giới chỉ. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Âm hồn vương bùng nổ, thủ ấn kết xuất, linh hồn lực từ trong mi tâm phóng thích, linh hồn lực khủng bố tràn ngập cả không gian, nhất thời thành hình bên ngoài thân thể, linh hồn phong bạo giống như sóng to gió lớn điên cuồng thổi quét. Linh hồn lực khủng bố ầm ầm khuếch tán, thậm chí các cường giả nhật sát các đều hoảng sợ thối lui ra sau, gặp phải linh hồn phong bạo làm linh hồn của họ cũng cảm thấy đau đớn. Lạc Kiến Hồng cũng vội vàng thối lui, gặp phải linh hồn công kích khủng bố như thế chính hắn cũng kiêng kỵ, huống chi là âm hồn vương đang dốc hết sức liều mạng. Hô hô, linh hồn phong bạo không ngừng lan tràn, không gian bị xé nát, âm hồn vương đã hoàn toàn dốc hết toàn lực đồng quy vu tận, mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Linh hồn công kích thật mạnh, ca ca, có thể ngăn cản được sao? Ba người Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng Như Hoa ngây người nhìn lên trên không. Lục Lâm Thiên còn có thể đối kháng sao? Đệ tử nhật sát các căng thẳng thần kinh nhủ thầm. Linh hồn phong bạo va chạm lên người Lục Lâm Thiên, nhưng hắn lại không chút sức mẻ, tùy ý cho linh hồn phong bạo va chạm lên người mình, giống như không hề có chút phản ứng. Nhưng không có ai biết vào lúc này kim sắc tiểu đao đang tham lam cắn nuốt hấp thu năng lượng trong linh hồn phong bạo kia truyền tới. Một giây sau, Lục Lâm Thiên chợt vươn vai, dáng vẻ uể oải làm mọi người toát mồ hôi lạnh, gặp phải linh hồn công kích khủng bố nhưng hắn vẫn thản nhiên như thế, nếu không tận mắt nhìn thấy thật sự không có ai tin tưởng. Được rồi, người đi chết đi. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý băng xương, nói. Âm hồn vương, trời đủ rồi, không ghét ngươi chỉ là vì trêu chọc ngươi mà thôi, kỳ thật muốn ghét ngươi cũng chỉ là chuyện trở bàn tay. Nói xong trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười lạnh hài hước. Thân ảnh hắn run lên, đột nhiên vươn tay phải chộp vào hư không phía trước. Oanh long! Đột nhiên trong tay Lục Lâm Thiên chợt lóe tử kim sắc quang mang, ngay lập tức một đạo lôi đình lớn như cự mãng tràn xuống, xu thế khiến người run như cầy sấy. Không xong! Giờ khắc này âm hồn vương cảm giác được lãnh ý lan tràn tận đáy lòng, năng lượng kinh người khiến linh hồn hắn đều run rẩy. Suy! Đúng ngay lúc này lôi vân quay cuồng trên không trung, linh hồn phong bạo bị xé nát. Một tiếng nổ tung, lôi đình ầm ầm rơi xuống, không gian vặn vẹo, lập tức đánh thẳng vào người âm hồn vương. Âm hồn vương ngẩng đầu, tử kim sắc lôi đình giáng xuống khiến đồng tử hắn co rút lại, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, mà lôi đình nhanh như chớp đã tới gần ánh mắt hắn. Phanh! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tử kim lôi điện oanh kích thẳng lên người âm hồn vương, không gian bị đánh ra một khe nứt lớn, cùng lúc giáng xuống mặt đất khiến mặt đất nứt nẻ. Lộ ra khe hở dài chừng ngàn thước, cả hỏa đảo đều chao đảo kịch liệt. Dùng mắt thường có thể thấy được thân hình âm hồn vương nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không cơ hội chạy trốn. Không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Oanh long long! Bên trong động sâu dưới lòng đất, nhất thời vang lên ầm ầm, tử kim điện mang tràn ngập lướt qua, vách đá nứt nẻ lộ ra thanh âm răng rắc. Từng khối nham thạch thậm chí bị xốc ngược lên. Hòn đá đỏ đậm nóng cháy, dung nham lưu chuyển như sắp phun trào. Không tốt, núi lửa sắp phun, còn chưa tìm được bảo vật. Trong nham động, sắc mặt một thân ảnh nhỏ gầy đại biến, người này chính là Thiên Thủ Quỷ Vương. Bên trong nham động, một cỗ chân khí kinh người lan tràn, khí tức làm người kinh hãi, dựa vào cảm giác có thể suy đoán đó tuyệt đối không phải bảo vật bình thường. Nhìn vào trong hang động, Thiên Thủ Quỷ Vương không nhẫn nhịn được hấp dẫn, thân ảnh chợt lóe cấp tốc lao vào bên trong. Trời à! Mọi người nuốt nước bọt, ai cũng nhìn thấy rõ Linh Vương cửu trọng lại bị một kích oanh thành mảnh nhỏ, mà bản thân Lục Lâm Thiên không hề có chút ảnh hưởng. Toàn bộ trưởng lão nhật sát các đột nhiên hiểu được vì sao các chủ tình nguyện khai chiến với Thiên Hạp Đảo mà cũng đứng về phía Lục Lâm Thiên, nguyên lai chỉ một mình Lục Lâm Thiên đã đủ tiêu diệt Thiên Hạp Đảo. Thực lực thật mạnh! Người của nhật sát các kinh hãi, lật tay liền tiêu diệt âm hồn vương, thực lực như vậy những người ở đây có ai là đối thủ, chẳng lẽ hắn đã đạt tới vũ tôn, nhưng khí tức trên người hắn chỉ mới tới vũ vương lục trọng mà thôi. Chẳng lẽ là thật, lôi đình tử kim sắc, chỉ sợ là thần khí kia đi. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng chợt lóe, nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, lập tức cười khổ,
mấy ngày trước Lục Lâm Thiên đối chiến cùng hai vị trưởng lão Vũ Các, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ là thử nghiệm thực lực mà thôi, nếu Lục Lâm Thiên toàn lực ra tay, hai vị trưởng lão sẽ thảm. Phi linh môn nhất phi trùng thiên A. Khẽ thở dài, Lạc Kiến Hồng lẩm bẩm, lấy thực lực cùng thiên phú hiện tại của Lục Lâm Thiên, còn có mối quan hệ khổng lồ kia, phi linh môn quật khởi sẽ khó thể ngăn cản, như vậy lựa chọn của hắn sẽ không sai. Còn muốn trốn sao? Đúng ngay lúc này Lục Lâm Thiên chợt quát một tiếng, thân ảnh nháy mắt lao xuống dưới, ngay tiếp theo liền đánh ra vài đạo cấm chế rơi lên người Vũ Vương Thất Trọng vốn đã bị thương trước đó. Lưu trữ người này cũng có tác dụng, vì vậy Lục Lâm Thiên không ghét hắn, khi thấy hắn chạy trốn lập tức chế trụ, người kia nhìn thấy cả Âm Hồn Vương, Hốt Linh Vương cùng Cự Sơn Vương đồng thời bị ghét chết, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Người của Thiên Hạp Đảo nghe đây, người tự phế tu vi có thể không chết, người nào không theo ghét không tha. Lục Lâm Thiên nhìn ra xa xa, nói. Hơn trăm người đưa mắt nhìn nhau, hủy bỏ tu vi chẳng khác gì là chết, nhưng nếu không phế tu vi hẳn phải chết không nghi ngờ, đảo chủ bị ghét, họ căn bản không có sức phản kháng. Lời của ta chẳng lẽ không ai nghe được sao, trong 10 lần thở gấp người nào còn chưa tự phế tu vi, ghét không tha. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, không thể cho những người này cơ hội tiếp tục làm việc ác, bọn hắn đi theo Âm Hồn Vương, chỉ sợ cũng không ai là người tốt.